Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 18. Chư C Phong Đao là con trai đốc nhất của chữ thiếu chủ, chữ Phong Đao thiên phú cực cao, xưng bá vạn tượng tháp, phụ thân hắn kế thừa hầu vị, cho nên thân phận địa vị của hắn nâng cao một bước, rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi đi theo tùy tùng hắn. Tên tất chữ xuất này quả nhiên là vạn sự thông, chuyện gì hắn cũng biết một chút. Ngao. Một cổ cầm màu xanh dài hơn 10 thước bay qua ngang trời. Trên cổ cầm là một nam tử tuấn tú hiên ngang, mặc nho bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng, có một thanh kiếm màu đen bay trước mở đường, rất nhanh biến mất ở chân trời. Đó là Đại Chân Quốc Tam Vương Tử, người này tu vị cũng tương đương đáng sợ, thần cơ đại viên mãn, cơ hồ chưa bại bao giờ. Trước khi đêm xuống, lại nhìn thấy mấy cường giả bay ngang qua, cấp tốc lao về một hướng, những người này dùng thiên kiêu của vạn tượng tháp chiếm đa số, có một ít người tất chữ xuất cũng không thể nói tục danh. Tu vị đáng sợ xuất hiện liên tục, đều là thiên tài xưng hùng trong cùng thế hệ. Đương nhiên trừ thiên tài tuấn kiệt của vạn tượng tháp ra, còn có mấy nhân vật tà khí lẫm liệt, trên đầu có mây máu lơ lửng, cầm miếng vãi buồm đen phần phật trong gió lạnh. Nhìn thấy mấy người này, tất chữ xuất lúc ấy sợ tới mức tiến vào trong đống tuyết, vẫn là Vương Mãnh kéo hắn ra. Ngoá, đó là truyền nhân tà đạo xuất thế, nhất định là mấy thiếu chủ và điện hạ của tà tông. Tất chữ xuất vô cùng kiêng kỵ đám người vừa bay qua. Nhìn thấy những người này đều bay tới cùng một hướng, dường như có chuyện trọng yếu gì đó. Cổ đạo đi thông tới quận Tam Thánh có một vùng đất phải qua. Cuối rừng hoang bạch mộc là sẽ tới, trong vùng đất bằng phẳng này có một cung điện đột ngột mọc lên trong lòng đất, vươn thẳng lên mây xanh. Hai núi đặt song song ngăn cản con đường phía trước, một ngọn núi có cổ miếu, một ngọn núi trên đỉnh có đạo quan, đều là tường đỏ ngói xanh. Sương mù lượn lờ, nhìn ra xa xa giống như tiên Phật đang ẩn cư. Giữa hai ngọn núi là một cái hồ lớn giống như ngọc thô chưa mài rũa, trong hồ có tấm bia lớn nhô lên, cao 33 trượng, giống như hòn đảo giữa hồ. Gió tuyết phiêu linh bay lả tả, chân trời xa xăm vạn dặm biến thành băng thiên tuyết địa, nhưng mà hồ nước này không có đông cứng lại, còn có mấy cái linh thiết thần mộc kiến tạo thành cổ thuyền đang neo đậu bên hồ. Thần thuyền xa hoa như thế cũng không biết chủ nhân là ở đai đi nhân vật nào. Vũ Hóa Mộ Nguyên, một tòa thượng cổ băng cung bay từ dưới đất lên, lơ lửng giữa bầu trời mấy tháng không rơi xuống, khiến cho khí hậu của quận Tam Thánh mấy tháng này đại biến, tuyết rơi nhiều mấy tháng không ngừng. Có một giọng nam tử từ trong thuyền truyền ra, nghe ra âm thanh chủ nhân này chừng 20 tuổi. Thần thuyền này chỉ rộng 10 mét, dài 100 mét, toàn thân cũng do tử ngọc tạo thành, phía trên có 3 tấm buồm vải trắng. Tuy đã bỏ neo ven hồ, nhưng lại cho người ta cảm giác như nó sắp bay lên. Vũ Hóa Mộ Nguyên khẳng định có thiên bảo xuất thế, nhưng mà cũng bị mấy thế lực lớn phong tỏa, người khác căn bản là không thể tiến vào Vũ Hóa Mộ Nguyên một bước, bằng không sẽ bị giết chết. Một cô gái xinh đẹp giọng như sơn ca vang lên, mang theo một loại cảm giác thần bí. Tần gia cùng Kỷ gia đều là gia tộc cổ lão, xưng bá Nam Thái Phủ hơn 1.000 năm. Thế lực lớn phong tỏa Vũ Hóa Mộ Viên khẳng định không thiếu hai nhà này. Tần huynh cùng Kỷ cô nương trong gia tộc địa vị cao thượng, muốn đi vào Vũ Hóa Mộ Nguyên chỉ sợ không ai dám ngăn cản. Chữ Phong Đao giơ chén rượu lên, giống như đang uống với hai người. Tần Minh cùng Kỷ Vân Vân cùng nói cười uống với nhau. Tuy chữ Phong Đao là con của tân nhiệm tứ phương thần hầu, nhưng mà Tần Minh cùng Kỷ Vân Vân thân phận địa vị cũng không thấp hơn hắn bao nhiêu. Một là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Tần gia, một là hòn ngọc quý trong tay gia chủ Kỷ gia. Ba người ngồi trong thuyền, giống như đang thương nghị đại sự gì đó, tổng cộng bố trí 3 tầng kết giới cách âm, không muốn cho người khác nghe thấy. Đám người Phong Phi Vân đi tới đây, rốt cục trước lúc trời tối đã đi tới bờ hồ nước. Đây là hồ lớn thượng cổ đấy, mỗi đời chỉ có một nhân vật đứng đầu mới có thể lưu danh trên tấm bia trong hồ lớn. Vương Mãnh nhìn qua mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Trong lòng hào khí vạn trượng, muốn cầm theo phương thiên hỏa kích đi khắc tên lên đó. Tất chữ xuất nhìn qua thần thuyền bỏ neo trên hồ nước, trong lòng như có điều suy nghĩ, nói. Ngươi muốn tìm cái chết thì đi đi. Đi thì đi. Vương Mãnh hít một hơi, phủi sạch bột tuyết trên người, hắn bay lên và đạp bước vào hồ nước, hai tay cầm phương thiên hỏa kích, dùng kích làm bút viết tên của mình lên, khắc lên tấm bia đá. Phong Phi Vân nhìn bộ pháp của Vương Mãnh thì gật gật đầu. Thằng này đúng là thiên phú hơn người, đã đến gần vô hạn thần cơ đại viên mãn, tăng thêm hắn trời sinh thần lực, trước mặt thần cơ đỉnh phong đã có rất ít người là đối thủ của hắn. Oanh! Ven hồ,
Trên tử tinh thần thuyền có một đạo linh quang bay ra, kích thích sóng nước và đâm vào ngực Vương Mãnh, thân hình của hắn bị đánh bay tới bên cạnh hồ, chui vào trong đống tuyết. Hừ, thật sự là không hiểu quy củ, chỉ bằng kẻ bất nhập lưu như ngươi cũng muốn lưu tên trên thánh bia. Chữ Phong Đao hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảm giác buồn cười, cảm thấy Vương Mãnh thật sự quá vô tri. Nếu như thánh bia dễ lưu tên như thế, bọn họ cần gì chờ ở đây 3 ngày? Ngoá, con mẹ nó ngươi mắng ai bất nhập lưu, có giỏi đi ra đấu với ta này. Vương Mãnh xoa xoa bờ mông, bò ra khỏi mặt tuyết. Cùng là đệ tử Vạn Tượng Tháp, ta không muốn ở trước mặt người ngoài nhục nhã ngươi, miễn cho người khác chế giễu. Hai mắt chữ Phong Đao mang theo tinh mang, thập phần cao ngạo. Hắn tại Vạn Tượng Tháp địa vị cao thượng, tự nhiên không muốn phá hư hình tượng của mình. Hắn nói ngoại nhân, không hề chỉ Kỷ Vân Vân cùng Tần Minh, còn có nhân kiệt của các đại tông phái tụ tập ở đây cao thủ rất nhiều đều nấp trong bóng tối không đi ra. Vương Mãnh bị tức đỉnh đầu bốc khói, chữ Phong Đao nói lời này quả thật là giáo huấn hắn, nói hắn không hiểu chuyện, ném mặt mũi Vạn Tượng Tháp, ai nghe cũng không chịu nổi. Huống chi Vương Mãnh còn là đệ tử tháp chủ võ tháp, chữ Phong Đao cho dù tu vị cường đại cũng không có tư cách nói ra lời này với hắn. Người đánh với hắn, chữ Phong Đao đã sớm đạt tới thần cơ đại viên mãn nhiều năm, trên bách tháp bảng bài danh thứ 40, cho dù đồng thời giao thủ với 10 tu sĩ thần cơ đại viên mãn, hắn vẫn có thể thủ thắng nhẹ nhàng. Tất chữ xuất dội nước lã nói. Hôm nay tụ tập rất nhiều thiên tài ở đây, nếu ngươi thật đánh với hắn, hắn vì thể diện chắc chắn sẽ giết ngươi. Bước chân của Vương Mãnh dừng lại, tất chữ xuất nói lời này tuy khó nghe, nhưng đây là sự thật. Cảnh đêm như mực, trăng sáng nhô cao. Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, dĩ nhiên là trăng tròn, bầu trời được ánh trăng chiếu rọi, chiếu vào tấm bia đá giữa hồ chẳng khác gì khối bạch ngọc thuần khiết. Trên tấm bia đá, những khắc văn cổ xưa hiện ra, mỗi chữ sáng lóng lánh. Mỗi cái tên trên bia đại biểu cho thiên tài tuấn kiệt cao cấp nhất, có tên của vài nhân vật thần thoại đều xuất hiện trên tấm bia đá. Long Khương Linh, đây không phải là nữ đế duy nhất trong lịch sử thần cơ vương triều, tu vị vô song, uy danh cái thế, chấn thiên hạ tông môn khom lưng cúi đầu. Không ngờ nàng cũng lưu tên trên tấm bia đá. Nạp Lan Hồng Đào, đây là gia chủ đầu tiên của Nạp Lan gia tộc trong tứ đại môn phiệt. Nạp Lan gia tộc là một trong những gia tộc truyền thừa xưa nhất thần tấn vương triều, còn cổ xưa hơn cả hoàng tộc thần tấn vương triều, thiếu một ít đã trở thành chủ nhân thần tấn vương triều, đáng tiếc cuối cùng vẫn kém một bước, thua trong tay Long gia. Cả gia tộc, từ nay về sau rời khỏi thần đô ở ẩn, trở thành một phủ chủ, đã thật lâu không có tham gia vào tranh đấu của quần hùng. Nạp Lan gia tộc ít nhất cũng sáng lập vạn năm, nội tình thập phần khủng bố, luận cổ xưa còn vượt qua 3 môn phiệt khác. Vạn năm trước một thế hệ hùng, Nạp Lan Hồng Đào đã lưu tên ở đây. Nhìn thấy cái tên Nạp Lan Hồng Đào xuất hiện trên thánh bia, rất nhiều thiên tài tuấn kiệt đồng thời nghĩ ngay tới vị vua thần chí mưu lược ở phía bắc thần tấn vương triều, Nạp Lan gia tộc. Tuy Nạp Lan gia tộc không giống Ngân Câu gia tộc Phú Khả Địch Quốc, cũng không giống Bắc Minh gia tộc quyền thế vô song, nhưng mà vào vạn năm trước lại có thể tranh giành thiên hạ với Long gia, tuy sau này bại vẫn chiếm cứ một khối địa bàn thật lớn. Có thể dưới thánh uy hoàng tộc mấy ngàn năm bất diệt, từ trình độ nào đó cũng nói rõ Nạp Lan gia tộc cường đại. Phật Tam Tử, đây chính là nhân vật được thần hóa, là người 3 vạn năm trước, đoạt được thiên đạo, về sau biến mất trong thần tấn vương triều, có người nói hắn chết, tọa hóa tại đỉnh Sư Sơn. Cũng có người nói hắn hất áo cà sa, đi ngàn dặm một mình, một đường đi về phía tây, rời khỏi thần tấn vương triều, đi tìm phiến thiên địa rộng lớn hơn. Những cái tên trên thánh bia đều vang vọng cổ kim, xưng vương nhất thời, cơ hồ về sau đều bị ghi vào sử sách. Trừ Long Khương Linh, Nạp Lan Hồng Đào, Phật Tàm Tử Gia, còn có vài cái tên đặc biệt rung động nhân tâm. Đây là do bọn họ khi còn trẻ tự tay viết, cũng không phải bọn họ sau khi thành danh lưu tên ở đây. Cũng chính bởi vì như thế, những chữ viết ở nơi này ẩn chứa lực đạo chưa đủ, bằng không bất luận người nào trong bọn họ lưu tên lại. Đều có thể cách mấy ngàn năm dùng dư uy đánh chết tu sĩ thiên mệnh cảnh. Nhiều cái tên của nhân kiệt tụ hội ở đây, nếu không phải bọn họ còn trẻ đã lưu tên nơi này, lực lượng kia cũng đủ đánh bọn họ thành cặn bã. Những người này quá cường đại, là người mạnh nhất đương thời. Chỉ có vào đêm trăng tròn, giờ tí bốn khắc, nhật thực, cả thế giới đều lâm vào hắc ám mới có thể có người ghi tên lên tấm bia này. Mỗi cái tên được ghi lên tấm bia này,
phàm là người có thể ghi tên vào sẽ được ông trời chiếu cố, trở thành người mạnh nhất đương thời. Nghe đồn có thể lưu tên trên thánh bia, cũng sẽ được đại hiền vương giả tiên hiền chiếu cố, tu vị sẽ tăng lên rất lớn. Nghe nói có người vốn chỉ là thần cơ trung kỳ, nhưng mà sau khi lưu tên biến thành thần cơ đỉnh phong. Vậy coi như cái gì? Từng có thần cơ đỉnh phong khắc tên, sau một đêm đột phá thần cơ đại viên mãn, tu luyện tới thiên mệnh đệ nhất trọng. Thọ 500 năm, quả thực khiến người ta hâm mộ, ngay cả địa kiếp cũng không cần độ. Thời điểm này bầu trời vừa vặn tối lại, cách nhật thực còn thời gian rất dài. Nhưng mà có người cũng đã chờ không được. Ta cũng không tin, không phải thời khắc tối nhất mới có thể khắc tên lên thánh bia. Một tu sĩ mặc trường bào màu vàng từ trên cao lao xuống, trên người kim khải lưu quang, cầm thanh trường thương màu vàng đâm thẳng vào thánh bia giữa hồ. Bá! Một màn sáng từ trong thuyền bắn ra ngoài, muốn ngăn cản tên này, nhưng tu vị kẻ này cực cao, trên lưng có bốn dị thú chiến hồn lao ra, công phá màn sáng. Một thương đâm lên mặt thánh bia. Hắn muốn khắc chữ. Cho dù là những người bí mật ẩn nấp gần đó hay là mấy thiên kiêu trên thuyền, giờ khắc này đều khẩn trương, muốn ngăn cản nhưng đã trễ rồi, chẳng lẽ mặc cho người này giữa đường giết ra, lưu tên trên thánh bia. Phong Phi Vân đứng ở ven hồ, hai mắt nhìn qua thánh bia, lắc đầu, nói. Phải chết người. Oanh! Trường thương màu vàng còn cách thánh bia ba thước, trên thánh bia có cường quang bắn ra nỏ hoài, biến ảo thành một bóng dáng nữ đế. Đây là cái tên Long Khương Linh. Tuy đã lưu trữ từ mấy ngàn năm trước, nhưng mà ba chữ Long Khương Linh trên bia lại ngưng tụ lực lượng nữ đế, tương đương với lực lượng nữ đế khi lưu tên trên thánh bia. Long Khương Linh. Nếu như thời gian 2.000 năm trước, tên của nữ nhân này đủ làm tất cả nam nhân trong thiên hạ hoảng sợ biến sắc. Vào thời đại đó bất cứ nam nhân nào gặp nàng không ai mà không cúi đầu, mà không quỳ. Mặc dù là thời đại đó có mấy kiêu hùng mạnh mẽ, đều tránh nàng từ xa, không muốn quá gần nàng. Nữ tử có thể xưng đế, đây không chỉ cần tu vị cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, trí tuệ tuyệt đỉnh, tâm vô tình, càng phải vượt qua tất cả nhược điểm của nữ nhân. Nữ nhân như thế một vạn năm chưa có một. Nhưng một nữ nhân nếu quá mạnh mẽ, luôn sẽ có nhược điểm chí mạng, cho dù tu vị thông thiên, cũng không cách nào vượt qua được. Long Khương Linh cuối cùng vẫn chết oan chết uổng, tại vị 250 năm, khi chết còn tươi đẹp như hoa, trẻ tuổi như giai nhân 16. Ngày đó máu tươi nhuộm đỏ thần đô đế cung, cửu thiên buồn bã nổ 9 tiếng. Một đời nữ đế, xinh đẹp như tiên, đột nhiên băng hà, ai cũng không biết vì sao nàng chết, cũng không người nào biết ai giết nàng. Nhưng mà thời đại đó, chỉ có một người có thể giết được nàng. Đó chính là nàng ta. Long Khương Linh đã chết đi 2.000 năm, cho dù đã từng kinh tài tuyệt diễm, xinh đẹp như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn chết cô độc. Hậu nhân chỉ có thể tìm ra tên của nàng trong sách lịch sử. Nhưng mà hôm nay, thân ảnh của nàng lại hiện ra lần nữa. Chính là từ ba chữ Long Khương Linh mà nàng tự tay viết, khi đó nàng còn không có mặc cửu ngũ long bào, nhưng mà trên người cũng đã có được long hoàng chi khí, cao quý bức người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây là hư ảnh thiên cổ bất diệt, nàng lúc ấy cũng chỉ là thần cơ đỉnh phong. Oanh! Uy áp của nàng khiến người ta lui ra phía sau. Tiện tay vỗ một cái liền đánh gãy trường thương màu vàng, nứt vỡ thành ba đoạn. Phốc, tên nam nhâm áo bào vàng này tu vị thần cơ đỉnh phong, lĩnh ngộ ra chín đạo thần thức, thân hình hóa thành huyết vụ, ngay cả xương cốt cũng không còn nguyên vẹn. Hình chiếu nữ đế quay về tấm bia, hóa thành ba chữ cổ, Long Khương Linh. Một màn này thật sự quá thần dị, nhân vật cái thế 2.000 năm trước vậy mà rót một đám thần hồn vào tấm bia, chiến lực quả thực vượt qua vương giả cùng cảnh giới mấy lần. Căn bản không thể địch. Đây là phong thái nữ đế khi còn trẻ sao? Trên bầu trời có một cái long liễn bị mây đen che chắn, trong long liễn có giọng của La Phù công chúa. Nàng lầm bầm tự nói. Thích Dạ muốn đạt tới thiên tài cấp sử thi thì chỉ có thể làm một con chó của La Phù công chúa, nội tâm của hắn đương nhiên không cam chịu, không có người nào cam nguyện làm một con chó, nhưng mà hắn chỉ có thể chịu đựng. Hắn đang đợi một cơ hội. Một cơ hội có thể khiến La Phù công chúa vạn kiếp bất phục, như vậy hắn mới có thể xoay người làm chủ nhân, mà biến thành chó chính là La Phù công chúa. Mỗi lần nghĩ tới La Phù công chúa như con chó quỳ trước mặt hắn, cầu khẩn hắn, mặc cho hắn hét đến đuổi đi thế nào, mặc cho hắn đánh chửi chà đạp, máu trong người sôi trào lên. Nếu như thật sự có một ngày đó,
cho dù hiện tại làm một con chó thì có gì không? Đương nhiên La Phù công chúa biết con chó này không an phận, nhưng mà đây là con chó hung hãn nhất, biết cắn người nhất, muốn trở thành nữ đế như Long Khương Linh mà không thể khuất phục một con chó, thì nàng làm sao khuất phục thiên hạ? Long Khương Linh cũng không gì hơn cái này, ta mà ra tay chắc chắn có thể đánh tan thần hồn lạc ấn của nàng. Thích Dạ mặc trường bào màu trắng, đứng bên cạnh Long Liễn, cung kính không dám vượt qua nửa phần. Hừ, nữ đế thời điểm lưu danh chỉ là thần cơ đỉnh phong. Nếu ngươi hiện tại xông tới thánh bia, giao thủ với ngươi không phải là nữ đế, xuất hiện khẳng định sẽ là bá chủ tiên hiền có cảnh giới như ngươi, ngươi mới chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp sử thi thì bỏ đi, muốn so chiêu với những tiên hiền kia, ngươi còn kém xa lắm. Mộc Đàm Thiên cười khinh thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mộc Đàm Thiên chính là thiên tài tuyệt đỉnh của Mộc gia, là thiên tài tuấn kiệt tu vị thần cơ đại viên mãn, cũng là chiến tướng đắc lực dưới trướng La Phù công chúa. Muốn lưu danh trên thánh bia, nhất định phải đánh bại tiên hiền cùng cảnh giới, đây chỉ là bước đầu tiên. Dọa tiểu gia quần rồi, nữ đế ngày xưa quả nhiên không phải chuyện đùa, lực lượng thật cường đại, đây là thực lực thần cơ đỉnh phong sao. Tất chữ suốt nhìn thấy hư ảnh nữ đế ra tay, quả thực quá rung động nhân tâm, trước kia hắn căn bản không có cảm tưởng gì, không ngờ hiện tại biết được thần cơ đỉnh phong còn khủng bố như thế. Sư thúc, người có thể cường đại như vậy không? Tu vị vương mạnh yếu hơn nam tử áo bào vàng vài phần, nhưng mà tên nam tử áo bào vàng bị nữ đế miểu sát tại chỗ, hắn tự nhiên không dám xông tới thánh bia. Tất chữ xuất cũng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đây cũng là kẻ biến thái a. Thần cơ trung kỳ có thể giết thần cơ đỉnh phong có 8 thần thức, xông vô lượng tháp, tu vị càng cao không tính nổi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Chiến lực của nàng gấp ta 10 lần. Cho dù ta tu luyện ra 9 đạo thần thức cũng chỉ có thể tiếp nàng một chiêu, chiêu thức 2 phải chết trong tay của nàng. Phong Phi Vân hôm nay tu luyện ra 8 đạo thần thức, cách thần cơ đại viên mãn chỉ kém 2 bước, vừa rồi hắn suy tính ra, chính mình cùng nữ đế lúc trẻ tuổi chênh lệch quá lớn, ngay cả hắn cũng không dám lên. Thiên phú nhân loại quả nhiên cao dọa người, quả thực cũng đã vượt qua Phượng Hoàng. Nếu ngươi sử dụng linh khí thì sao? Tất chữ xuất nói. Phong Phi Vân nói, vô dụng, linh khí sẽ bị lực lượng thánh bia chấn áp, căn bản không phát huy ra uy lực gì, muốn lưu tên trên thánh bia, chỉ có thể dựa vào bổn sự của ngươi. Ca, vậy chẳng phải ngươi không có hy vọng sao? Tiểu tà ma nắm ống tay áo Phong Phi Vân, ngẩng đầu hỏi hắn. Rất hiển nhiên nàng cũng muốn đi lưu danh trên thánh bia, nhưng mà không rõ đối thủ mạnh tới mức nào. Vậy thì chưa chắc, nếu có thể làm cho. Phong Phi Vân lại nói một nửa thì dừng lại, ánh mắt ngưng tụ nhìn qua tấm bia cao 33 thước, một đôi đồng tử bốc lửa hừng hực. Hắn phát hiện một tia mánh khóe, muốn nhìn thấu tấm bia này, hắn cảm thấy trong thánh bia này có một lực lượng truyền thuyết, loại lực lượng này từng gặp qua trong cổ điển Phượng Hoàng yêu tộc, nhưng chỉ là tương tự, không dám khẳng định. Ánh trăng lên cao, hào quang thánh bia sáng như ngọc, tràn ngập linh tính. Nếu thật sự là linh thạch này, như vậy những người lưu tên trên thánh bia này, có lẽ có một ngày sẽ đoạt thạch nhân, luyện chân thân, từ trong viên đá đi ra, nghịch thiên sống lại. Trên đời này tồn tại 18 loại linh thạch, một loại thần dị hơn một loại, bài danh càng lên cao thì càng thưa thớt, thậm chí là độc nhất vô nhị trong thiên địa. Ví dụ như bài danh thứ 10 Long Linh Thạch, cả thần Tấn Vương Triều chỉ có một khối, có thể trấn áp vận mệnh quốc gia, trong tối tăm bảo vệ thần Tấn Vương Triều an bình trong mấy ngàn năm. Lại nói bài danh thứ 7 Hóa Đạo Thạch, đây là tảng đá thánh linh sau khi hóa đạo sinh ra, nếu như có thể lĩnh ngộ chân tủy của Hóa Đạo Thạch, trăm ngàn năm sau có thể tu thành nửa bước thánh tôn. Mà trong truyền thuyết, còn có một linh thạch chân quý và thưa thớt, có thứ thậm chí vá trời, có thể chấn giới, có thể chiếu sáng một mảng tinh không. Mà tấm bia đá trước mặt làm cho Phong Phi Vân liên tưởng đến một khối linh thạch tồn tại trong truyền thuyết, nhưng mà hắn chưa từng nhìn thấy linh thạch này. Càng không tin trong quốc gia nhân loại có loại linh thạch này, cho nên không có nói ra. Không có người nào còn dám xông thánh bia, không muốn bước theo gót tên nam tử áo vàng. Sau nhật thực, thiên địa sẽ lâm vào trong bóng tối triệt để, lực lượng thánh bia lực lượng sẽ hạ thấp một nửa, thời điểm này chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Rất nhiều người cũng biết, những tiên hiền kia rất cường đại, muốn đánh bại họ quả thực khó như lên trời, cũng chỉ có thời điểm tối nhất. Lực lượng thánh bia giảm đi một nửa mới có cơ hội. Cho dù lực lượng thánh bia giảm đi một nửa,
đương thời có thể tìm ra người nào thần cơ đỉnh phong đánh bại nữ đế sao? Có thể tìm ra một thần cơ đại viên mãn đánh bại Nạp Lan Hồng Đào sao? Có thể tìm ra một thiên tài thiên mệnh tam trọng đánh bại Phật Tàm Tử sao? Có người nghi hoặc, hỏi tất cả mọi người, nhưng ai cũng trầm mặc. Vậy cũng không nhất định. Một âm trầm truyền đến. Một thần buồm bao phủ trong vải đen hiện ra, giống như một đám mây đen từ phía tây bay tới, che khuất ánh trăng trên bầu trời. Bá! Trên đỉnh đầu Hắc Y Nhân có huyết phụ, lăng không đứng trên mặt hồ, hắn duỗi một tay ra, thần buồm thu nhỏ nằm trong tay của hắn. Đây là nam tử mặt không chút máu, làn da còn trắng hơn tuyết trên mặt đất, còn trắng hơn người chết. Mặt trắng Hắc Y bào. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người an tĩnh lại. Khốn kiếp, bọn chúng thật sự tới đây. Tất chữ xuất đâm đầu vào trong đống tuyết, chỉ lộ ra cái mông và hai đùi, giống như một con đà điểu. Đây là một trong những truyền nhân của Tà Tông, cũng không biết tất chữ xuất nói Tà Tông là Tà Tông nào lại khiến hắn biến thành như vậy. Vương Mãnh ôm hai chân của hắn kéo ra ngoài đống tuyết, hỏi. Mấy người kia rốt cuộc là ai? Cho dù là Diêm Vương gia, người cũng không cần dọa thành như vậy chứ. Bọn chúng chính là Diêm Vương gia, tiểu Diêm Vương gia. Tất chữ xuất dùng hai tay che mặt, sợ hãi bị người ta nhận ra. Nếu ngươi không nói, có tin ta ném ngươi qua không? Vương Mãnh cười lên, ôm tất chữ xuất đung đưa trong không khí. Tu vị tất chữ xuất vốn còn cao hơn Vương Mãnh, nhưng giờ phút này bị dọa không nhẹ, ngay cả tu vị cũng không dùng tới. Đừng, đừng a hát, ta nói còn không được sao? Tất chữ xuất đúng là sợ Vương Mãnh ném hắn qua, như vậy hắn sẽ chết chắc, từ từ nói. Tên mặt trắng Hắc Y Nhân này chính là điện hạ của Xâm La Điện thứ tư. Hắc Y Nhân mặt trắng, Tiết Trường Tiếu. Nhưng mà chưa ai nhìn thấy hắn cười qua. Hắn là tứ điện hạ của Xâm La Điện, chính là đệ tử thân truyền của điện chủ, đại biểu cho ý chí của Xâm La Điện. Truyền nhân Tà Tông xuất thế lần nữa, người nơi này lặng ngắt như tờ, bị tà khí và ma khí chấn nhiếp. Ngay cả mấy trên thần thuyền, ngọn đèn đều ảm đạm, các thiên tài tuấn kiệt trẻ tuổi đều thu liếm khí tức, nếu có khả năng, đều rất không muốn dính vào Tà Tông. Xíu, yêu yêu. Lại một bóng đen như thiên quân bay qua, tay hắn nâng lên một cung điện, rơi xuống mặt hồ đứng gần Tiết Trường Tiếu. Lão Tam, ngươi tới chậm. Tiết Trường Tiếu đứng ở trên mặt hồ, như dẫm trên đất bằng, tuyết bay tán loạn, tóc dài bay múa nhưng không có bị hòa tan. Tuyết rơi xuống đương nhiên rất đẹp. Nhưng mà rơi xuống đầu của hắn lại tràn ngập cảm giác tang thương như lão nhân tóc bạc. Đó là bởi vì trên đường đi ta gặp một người, giao thủ với hắn ba chiêu. Nam tử gọi là Lão Tam cầm một tòa cung điện. Cung điện này làm bằng huyền vũ thiết, còn nặng hơn đại điện hoàng cung gấp 10 lần, nhưng mà lơ lửng trong tay của hắn như một cục sắt. A hát, vì sao chỉ có ba chiêu? Tiết Trường Tiếu hỏi. Bởi vì nếu như giao thủ nhiều hơn, ta có khả năng chết trong tay của hắn. Lão Tam cười khanh khách. Lão Tam này đương nhiên không phải là người bình thường, chính là Tam Điện Hạ của Xâm La Điện, truyền nhân Tà Tông không ai không phải thiên tài vạn dặm chọn một, bách chiến bất bại. Nhưng mà lão Tam giao thủ ba chiêu đánh bại cũng không cảm thấy có chút mất mặt nào, ngược lại cảm thấy rất quang vinh. Ngay cả Tiết Trường Tiếu cũng khó hiểu, hỏi. Người kia là ai? Vô Hà công tử, Tô Quân. Trong ánh mắt lu mờ tối tăm của Lão Tam có hai đám ma chơi thiêu đốt, giống như con sói cô độc trên hoang nguyên. Trên mặt của hắn không có chút khí sắc nào cả. Thì ra là hắn. Tiết Trường Tiếu chợt bừng tỉnh đại ngộ, người có thể tiếp được một chiêu của Tô Quân không nhiều, có thể tiếp Tô Quân ba chiêu càng khó tìm hơn. Không hổ là Tam Điện Hạ. Tô Quân cũng không phải là người ưa thích giao thủ với nam nhân. Vì sao hắn không có xuất chiêu thứ tư lấy mạng của ngươi? Giọng nói vang lên. Lão Tam đứng trên hồ lớn nhìn qua nơi phát ra giọng nói ở ngọn núi cách đó xa xa, chỉ thấy ở đó có một thiếu niên này còn cầm tay tiểu nữ hài đáng yêu, đứng trong đống tuyết như đôi huynh muội. Nói đúng hơn là tiểu nữ hài đang cầm ống tay áo của hắn. Vừa nhìn qua là biết đệ tử Vạn Tượng Tháp, bởi vì hắn mặc trường bào đệ tử Vạn Tượng Tháp, muội muội rất đáng yêu, con mắt nháy nháy. Khuôn mặt trắng nõn nà, trong tay ôm con mèo nhỏ. Con mắt Lão Tam nháy một cái, cười nói. Bởi vì hắn đang đuổi theo một người. Người phương nào? Phong Phi Vân hỏi. Tô Quân không phải đi dưỡng thương sao? Vì sao lại đến quận Tam Thánh?
chẳng lẽ là tìm người kia? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Nam Cung Hồng Nhan. Lão Tam nói ra lời này càng khiến gió tuyết thổi nhanh hơn. Không có khả năng. Phong Phi Vân quả quyết không tin. Tuy Vô Hà công tử là lãng tử, thiên hạ đệ nhất lãng tử, nhưng mà tuyệt đối là người làm việc có nguyên tắc, làm việc có chừng mực, bằng không Phong Phi Vân cũng không xem hắn là bằng hữu. Hắn biết rõ Nam Cung Hồng Nhan và Phong Phi Vân quan hệ không giống bình thường, làm sao có thể theo đuổi nàng, nhưng lại còn đuổi theo tới quận Tam Thánh. Vì cái gì không có khả năng? Lão Tam cười nói. Bởi vì Tô Quân nếu nhúng chàm Nam Cung Hồng Nhan, hắn cũng không phải là Vô Hà công tử. Phong Phi Vân tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Tô Quân đuổi theo Nam Cung Hồng Nhan, lại không phải nhúng chàm nàng, mà là đi giết nàng. Lão Tam nói ra. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến người ở nơi này khiếp sợ, không ai có thể đoán được Tô Quân vì sao lại làm như vậy. Thậm chí có người nghĩ hắn sẽ tán được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa ra tay còn là thiên hạ đệ nhất lãng tử. Lão Tam chính là Tam Điện Hạ của Xâm La Điện, hắn không cần nói dối. Chẳng lẽ Vô Hà công tử bị điên sao, lại hạ sát thủ với Nam Cung Hồng Nhan, nhưng lại gạt chúng ta nói đi dưỡng thương, trong hồ lô của tên này bán thuốc gì? Tất Chữ xuất lại vùi đầu vào đống tuyết, âm thanh truyền ra từ bên trong. Dường như hắn rất sợ bị Tiết Trường Thiếu cùng Lão Tam này nhận ra, giống như con rùa ngủ đông, co thân thể thành một đống nhỏ. Phong Phi Vân nhíu mày thật sâu, lại hỏi lần nữa. Vì sao hắn truy đuổi Nam Cung Hồng Nhan? Tự nhiên là đuổi theo. Lão Tam nói. Kết quả thì sao? Phong Phi Vân khẩn trương lên. Kết quả Vô Hà công tử con mắt bị mù, mà Nam Cung Hồng Nhan thì không biết sinh tử, hành tung không rõ. Lão Tam thở dài một hơi, từ nay về sau Vô Hà công tử tự trở nên có hà. Đúng là, Nam Cung Hồng Nhan chọc mù hai mắt của hắn. Phong Phi Vân vốn muốn hỏi Nam Cung Hồng Nhan mất tích ở nơi nào, nhưng cuối cùng vẫn hỏi Tô Quân trước. Một nam nhân chọn lựa giữa nữ nhân và bằng hữu, đúng là khó cân nhắc nặng nhẹ. Đây cũng không phải, chọc mù mắt của hắn chính là hắn, bởi vì hắn nhìn thấy Nam Cung Hồng Nhan thì chỉ có chọc mù mắt của mình mới có thể vượt qua mị lực của Nam Cung Hồng Nhan, mới có thể hạ sát thủ với Nam Cung Hồng Nhan. Chỉ cần là nam nhân không có mù, tuyệt đối không hạ thủ giết nàng. Phong Phi Vân không rõ vì sao Vô Hà công tử hận Nam Cung Hồng Nhan mạnh như thế. Hận tới mức chọc mù mắt của mình. Lão Tam lại nói. Tâm giết người của hắn vô cùng kiên định, mặc dù là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ cũng không bỏ qua. Phong Phi Vân lúc này nội tâm không bình tĩnh, giống như tảng đá ném vào mặt hồ, kích động gợn sóng lăn tăn. Ánh trăng vô cùng sáng ngời. Tuyết không ngừng rơi. Trăng và tuyết đan xen vào nhau trong cảnh đêm. Đêm nay vốn là một đêm tuyệt diệu, ôm tình nhân, ngồi dưới cửa ngắm tuyết, ngắm trăng. Nhưng mà cảnh đẹp này đã trở nên xa vời. Bị vài đạo tà khí lẫm liệt phá tan, tuyết không đẹp, trăng càng không đẹp. Sau nhật thực là lúc trời tối nhất chỉ diễn ra trong một phút. Trong thời gian ngắn này chúng ta đồng loạt xông lên, đến lúc đó nhất định tranh chấp không dưới, ngược lại không ai tới trước mặt thánh bia. Ta có một đề nghị, thừa dịp trời còn chưa tối nhất, chúng ta sao không quyết chọn ra người mạnh nhất? Tiết Trường Thiếu nói ra. Đề nghị này có thể thực hiện được, nhưng mà đệ tử Vạn Tượng Tháp ở đây thật sự quá nhiều, chúng ta là đồng môn, như vậy quá thiệt thòi. Có người nói như thế. Vạn Tượng Tháp, ha ha, chỉ là một đám ô hợp, nói rằng thành thánh địa võ học đệ nhất thiên hạ, những năm qua đã sớm suy sụp rồi. Trên chiếc hồng nha phi hạm ở giữa hồ có âm thanh mang theo lực xuyên thấu rất mạnh. Chiếc hồng nha phi hạm vô cùng khổng lồ, có thể cưỡi vạn người, phía trên đen kịt. Ngay cả một cái đèn cũng không đốt lên, cho không người ta cảm giác thần bí. Ai kiêu ngạo như vậy, dám không đặt Vạn Tượng Tháp vào trong mắt. Chữ Phong Đao ngồi trên kim thuyền, đối diện với Hồng Nha phi hạm ở xa xa. Chẳng lẽ ta nói sao sai? Trong Hồng Nha phi hạm truyền ra tiếng cười lạnh. Nhớ năm đó Vạn Tượng Tháp thánh địa, mỗi một thần tháp đều là tồn tại chí cao vô thượng, thiên hạ anh kiệt, 9 tầng đều là từ trong Vạn Tượng Tháp đi ra. Khi đó Vạn Tượng Tháp phong quang bực nào, lực ảnh hưởng còn mạnh hơn vương triều rất nhiều. Nhưng mà hôm nay Vạn Tượng Tháp đã suy sụp lơi hại, trong thiên hạ bát đại thiên tài cấp sử thi, Vạn Tượng Tháp không có một ai. Vạn Tượng Tháp đã có 2 thiên tài cấp sử thi. Một đệ tử Vạn Tượng Tháp không nhịn được lên tiếng nói.
Trong Hồng Nha Phi Hạm có tiếng cười truyền ra, cười đến rung trời, nói. Ngươi nói là Thích Dạ Lai cùng Phong Gia tiểu tà ma. Một bóng người yểu điệu xuất hiện trên đầu thuyền Hồng Nha Phi Hạm, mặc thần bào mặt trời đứng trên dây buồm giống như cây cỏ đung đưa trong gió. Tay nàng cầm một bông hoa, chính là Địa Ngục Hồng Liên. Nhìn thấy cô gái trước mặt này, ngay cả Tiết Trường Tiếu cùng Lão Tam là điện hạ của Tà Tông đều phải lui ra sau hai bước, không dám quá gần với nàng. Nữ nhân này cũng là một điện hạ của Tà Tông, địa vị cao như Tiết Trường Tiếu, Lão Tam, nhưng mà luận trình độ đáng sợ thì Tiết Trường Tiếu cùng Lão Tam có thúc ngựa cũng không theo kịp nàng. Nghe giọng của nữ tử này, hai chân của Tất Chữ Xuất ló ra khỏi đống tuyết lại run lên, đang noi thầm một câu gì đó nhưng mà không ai nghe được hắn nói là cái gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hai người bọn họ không có tư cách xưng là thiên tài cấp sử thi sao? Thích Dạ Lai cười lạnh một tiếng. Tà Hồng Liên cười lạnh nói. Thích Dạ Lai cũng xứng gọi là thiên tài cấp sử thi. Cho dù là tu vị, tâm trí, chiến lực, hắn còn kém 8 thiên tài cấp sử thi quá nhiều, căn bản chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Tuy tiểu tà ma thiên tư vô song, nhưng mà tuổi còn quá nhỏ, cũng không có lực tranh phong với 8 đại thiên tài. Các hạ đang làm thấp Vạn Tượng Tháp, xem ra tu vị khẳng định đảm đương không nổi đâu, tại hạ đúng là muốn lãnh giáo một chút. Chữ Phong Đao quát một tiếng, phá không bay lên, ở trên Tử Kim Thần Thuyền, 10 chiếc hoàng kim chiến xa cùng lao nhanh lên, kim mang lập lòe, bánh xe xé nát không khí, lao thẳng về phía Tà Hồng Liên. Đối phó ngươi, không cần đại tỷ ra tay, để ta nói cho ngươi biết, Vạn Tượng Tháp suy sụp lợi hại thế nào. Muốn bài danh trên thánh bia, không phải đại điện hạ của Xâm La Điện thì không ai hơn. Lão Tam bay ra phía trước, trong tay cầm cung điện bằng huyền vũ thiết trực tiếp đánh tới, đụng vào 10 chiếc chiến xa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Một phương là mấy điện hạ của Xâm La Điện, một phương khác là thiên tài tuấn kiệt của Vạn Tượng Tháp. Một là thiên hạ đệ nhất Tà Tông, một là thiên hạ đệ nhất Thánh Địa, hôm nay sắp xảy ra đại chiến long trời lở đất, không chỉ tranh giành cơ hội lưu danh thánh bia, càng tranh giành xem ai cường đại hơn. Ba điện hạ của Xâm La Điện trước sau chạy tới quận Tam Thánh, đoán chừng có nguyên nhân rất lớn cũng là vì thế, bọn họ muốn chiến, muốn thắng thiên hạ đệ nhất thánh địa, muốn nói cho người trong thiên hạ biết Tà Tông đã tái hiện trên thế gian. Một tòa cung điện làm bằng huyền vũ thiết, đen kịt mà trầm trọng, 33 cây cột kết nối với nền, ngay cả mái ngói là nước thép đổ vào, không ngừng kết nối với nhau. Cũng không biết nặng bao nhiêu cân. Oanh! 10 chiếc hoàng kim chiến xa bị cung điện va chạm thất linh bát lạc, chiến xa đứt xích không chịu nổi, sức lực lớn làm cho nó đứt gãy. Phù phù, phù phù, phù phù. 3 chiếc hoàng kim chiến xa đã rơi vào mặt hồ lạnh như băng, giống như cát bụi chìm vào biển cả, không sinh ra chút biến hóa nào. Còn có 3 chiếc hoàng kim chiến xa, bị cung điện huyền vũ làm biến hình, kim quang phía trên ảm đạm đi thật nhiều, trận pháp khắc lên đó bị nghiền nát không chịu nổi. Không cách nào trèo chống hoàng kim chiến xa tiếp tục bay lên không trung, trực tiếp rơi vào trong cánh đồng tuyết, lưu lại dấu vết thật sâu. Tứ phương thiên hầu phủ hoàng kim chiến xa quá không đáng tiền, một chiếc chiến xa địch vạn quân, ta thấy sức chiến đấu không có gì đặc biệt cả. Lão Tam phất tay áo lên, thu lấy cung điện trở về, nó xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Uy lực hoàng kim chiến xa tự nhiên không tầm thường, tu vị chữ phong đao cũng cực cao. Nhưng mà vừa thấy mặt đã ăn thiệt thòi lớn, 10 chiếc hoàng kim chiến xa tổn thất 6 chiếc. Lúc này cũng chỉ mới một chiêu mà thôi. Bá, bá, Tần Minh cùng Kỷ Vân Vân bay ra khỏi Tử Tinh Thần Thuyền, đứng trên bong thuyền, trên người hào quang tỏa ra, linh khí bắn lên cao. Hai người bọn họ là khách quý của chữ phong đao, giờ phút này hiện thân tự nhiên là trợ uy cho chữ phong đao. Truyền nhân Tà Tông quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc ngày hôm nay đã thất thế. Tu tiên chính đạo được thiên hạ, các ngươi còn dám xuất thế, đây chẳng phải tìm chết sao? Tần Minh hừ lạnh một tiếng. Thật sự là lắm miệng. Lão Tam dẫm lên mặt hồ, kích thích vô số giọt nước, ống tay áo vung lên, một đám linh quang bắn lên cao, giọt nước băng hàn lập tức tỏa ra hào quang kim loại, bay thẳng về phía địch nhân. Tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ truyền nhân Tà Tông, không dám có nửa phần khinh thường. Tần Minh kiếm quyết nâng cao một bước. Đã tu luyện vạn kiếm quy nhất của Tần gia lên cao nhất, một kiếm vừa ra, kiếm quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Đã hóa thành 422 bóng kiếm. Bóng kiếm ngưng tụ thành một hàng dài, giống như vạn kiếm cùng lao ra.
Trên lưng Kỷ Vân Vân bắn ra một thiết quyển cổ xưa, phía trên là bức họa dùng đao khắc thành, đây không chỉ là tranh vẽ, càng là một tòa trận đồ, có thể giết, có thể thủ. Phốc, phốc, 422 đạo bóng kiếm bị giọt nước đánh tan, thiết quyển cũng bị bọt nước xuyên thủng. Tu vị lão tam rất cao, mặc dù chỉ đánh ra hai giọt nước, cũng đã phá tận thủ đoạn của bọn họ, đánh hai người trọng thương. Tần Minh cùng Kỷ Vân Vân đồng thời bại lui, thân hình bay ra sau trăm trượng, ngã vào cánh đồng tuyết ven hồ, trong đống tuyết xuất hiện hai hố sâu. Ngực Tần Minh bị đánh ra một lỗ máu, máu nhuộm đỏ mặt tuyết, rất nhanh bị đông cứng thành bột tuyết, tay phải của Kỷ Vân Vân suýt nữa bị cắt đứt, có từng đạo linh quang chảy ra từ vết thương. Hai đệ tử thiên tài của gia tộc đỉnh cấp trong Nam Thái Phủ liên thủ còn không tiếp được một chiêu của Lão Tam, dễ dàng bị đánh trọng thương. Tần Minh lại bại dễ dàng như thế, hắn là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Tần gia thế hệ này đấy. Vương Mãnh không thể tin vào con mắt của mình, cho dù Lão Tam rất cường đại, nhưng mà cũng không thể dễ dàng đánh bại hai thiên tài đứng đầu hai gia tộc đỉnh cấp được. Bị bại quá nhanh, làm cho tu sĩ Nam Thái Phủ không cách nào tiếp nhận được. Không phải thiên phú, là tu vị chênh lệch quá lớn. Phong Phi Vân tự nhận tốc độ tu luyện đã rất nhanh, đủ để dừng chân trong thế hệ trẻ, nhưng khi thấy tu vị Tô Quân cùng Lão Tam thì cảm thấy mình so với thiên tài đỉnh cấp chính thức trong thế hệ trẻ chênh lệch còn rất lớn. Tu vị còn quá thấp, làm sao mới có thể trong thời gian ngắn tăng tu vị lên đây? Trong những người ở đây đều là thiên tài kiệt xuất trẻ tuổi, rất nhiều người tu vị đã đạt tới thần cơ đại viên mãn. Cũng chỉ có đạt tới cảnh giới này mới có tư cách tham gia giác đấu của thiên tài, bằng không thì chỉ có thể như hiện tại đứng ngoài nhìn mà thôi. Phong Phi Vân cũng muốn chiến, cũng muốn bộc lộ tài năng, trong lòng càng ngày càng khát vọng lực lượng mãnh liệt. Thiên phú cao có làm được cái gì? Vẫn là chiến lực cường đại mới có tiền vốn xưng hùng, giống như Thích Dạ Lai có thiên phú thiên tài cấp sử thi, nhưng còn không phải bởi vì tu vị chỉ là thiên mệnh nhất trọng, không cách nào so sánh với thiên tài cấp sử thi uy tín lâu năm A. Thậm chí còn không thể chống lại La Phù công chúa. Muốn bách chiến bất bại, trước tiên phải tăng chiến lực của mình lên. Thiên tài chỉ là cường giả tương lai, còn hiện tại là sân khấu của cường giả. Oanh! Chữ Phong Đao đạt tới thần cơ đại viên mãn từ lâu, đứng hàng thứ 40 trong bách tháp bảng, nhưng mà hiện tại bị Lão Tam đánh bại, bị cung điện Huyền Vũ đánh trọng thương, đang quỳ một chân ven hồ, trong miệng máu tươi chảy ròng. Ta đã sớm nói vạn tượng tháp đã suy sụp. Chữ Phong Đao, thiên phú của ngươi không tồi, để cho dùng ba thành thực lực mới đánh bại ngươi. Vạn tượng tháp đã suy sụp, ngươi không bằng quy thận vào Xâm La Điện đi, ta cam đoan trong 3 năm ngươi sẽ cường đại hơn bây giờ gấp 10 lần. Lão Tam cười mang theo âm trầm, tiếng cười vang vọng thật lâu không tiêu tán. Lão Tam cũng là một người trẻ tuổi, tuổi thậm chí còn nhỏ hơn cả chữ Phong Đao, nhưng mà tu vị đã cực kỳ đáng sợ, làm cho vô số đệ tử vạn tượng tháp nơi này phải cúi đầu. Trong lòng chữ Phong Đao có chút do dự, hắn không chỉ bị Lão Tam đánh bại, ngay cả Tâm cũng bị đánh bại, chẳng lẽ Xâm La Điện thật sự cường đại hơn vạn tượng tháp, công pháp tu luyện của Xâm La Điện còn lợi hại hơn vạn tượng tháp sao? Nếu không vì sao mình bại? Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Bái vào môn hạ Xâm La Điện thì càng có tiền đồ hơn. Phong Phi Vân đứng bên cạnh một cây liễu già nua, tiểu tà ma lúc này ôm con mèo trắng. Tay còn lại cầm ống tay áo của hắn, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn qua chữ Phong Đao. Ca, hắn ở bài danh 40 trên bách tháp bảng, là thiên tài tuấn kiệt thế hệ trẻ, vì sao quỳ trên mặt đất mà không đứng lên? Giọng của tiểu tà ma ngọt ngào, nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều cho nên có chút chuyện không hiểu. Hắn bị đánh sợ, một người bị đánh tàn thân thể, còn có thể đứng lên, nhưng một người tâm bị đánh bại, sẽ vĩnh viễn quỳ trên mặt đất. Phong Phi Vân nói. Ca, ngươi gạt người, hắn đứng lên. Tiểu tà ma nhìn chằm chằm vào chữ Phong Đao đang đứng lên. Kỳ thật hắn đang quỳ. Phong Phi Vân lúc này nắm chặt bàn tay nhỏ bé của hắn, lúc này dẫn nàng rời đi, bước đi trong hoang nguyên đầy bông tuyết, lưu lại hai đạo dấu chân một lớn một nhỏ. Gió lạnh gào thét mang theo gió tuyết chồng chất bao phủ hai thân ảnh của hai người. Có không ít cường giả vạn tượng tháp ở nơi này, ví dụ như Đại Chân Quốc Tam Vương Tử, Thích Dạ Lai. La Phù công chúa, còn có một ít người bí mật đứng ở nơi khác, nhưng mà chiến đấu sau đó Phong Phi Vân đã không muốn nhìn nữa. Cho dù có người đánh bại Lão Tam đi nữa, thậm chí đánh bại cả ba điện hạ này, nhưng mà vạn tượng tháp đã thua người. Ca, chúng ta không tranh giành lưu danh trên thánh bia sao?
Tiểu tà ma nói. Nếu ngươi muốn tranh giành, ta có thể đưa ngươi trở về. Phong Phi Vân chỉ tiến lên phía trước, bộ pháp càng đi càng nhanh, bước chân càng bước càng lớn. Ca không tranh giành, ta cũng không tranh giành. Tiểu tà ma chân đi theo Phong Phi Vân, bước chân nhỏ hơn Phong Phi Vân nhưng tốc độ không chậm hơn Phong Phi Vân chút nào. Phong Phi Vân cùng tiểu tà ma rời đi, nhưng mà đại chiến ven hồ không có dừng lại, thật giống như không ai biết hai người rời đi, cũng không có người nào để ý bọn họ rời đi hay lưu lại. Tất Chữ Xuất cũng chạy đi, hắn không phải thất vọng vì đệ tử Vạn Tượng Tháp mới rời đi, mà là sợ hãi người nào đó trong ba điện hạ, thầm nghĩ tránh càng xa càng tốt, vĩnh viễn không nên gặp lại người nọ. Vương Mãnh thì lưu lại, hắn là người ưa thích xem náo nhiệt, càng náo nhiệt thì hắn càng phải lách vào xem mới được. Một đêm này nhất định rất náo nhiệt. Bốn ngày sau, vẫn trên vùng đất tuyết bao la. Gió vẫn thổi gấp, rất mạnh, rất lạnh. Tuyết rơi như hạt bụi trắng bao phủ bầu trời, vẫn không ngừng, tuyết trên mặt đất càng ngày càng dày, giống như cả thế giới trở về thời đại băng hà. Trận chiến ở Thánh Hồ, Vạn Tượng Tháp xem như triệt để thua trong tay Xâm La Điện. 19-10 bại, ai? Rốt cuộc là Tà Tông quá cường đại hay là Vạn Tượng Tháp thực suy sụp? Trong một miếu sơn thần rách nát trên núi nhỏ, nơi này đầy mạng nhện, vách tường còn có một góc sụp đổ, có gió lạnh từ khe hở mang theo vô số bông tuyết thổi vào. Không khí càng lạnh hơn trước, trong lư đồng lớn ở giữa miếu đã tích đầy nước, đông cứng thành băng. Trên tượng thần đổ nát có một đống lửa đang cháy, đám người này đang bàn luận cuộc chiến 4 ngày trước. Đang thổn thức chuyện ở Thánh Hồ. Nghe nói thiên tài cấp sử thi của Vạn Tượng Tháp cũng ra tay, là ra tay thứ 10, nhưng mà chỉ giao thủ 3.000 chiêu với tứ điện hạ của Xâm La Điện, sau 3.000 chiêu thì thảm bại quay về. Đám người này đều là tu sĩ bản thổ quận Tam Thánh, nhưng mà thi tà xâm lấn quận Tam Thánh thì tiên môn của bọn họ cũng bị công phạt, đồng môn chết tổn thương không còn bao nhiêu người. Thẳng tới hiện tại rất nhiều thiên tài tuấn kiệt tràn vào quận Tam Thánh, chém giết vô số thi tà. Thời gian bọn họ trốn đông chạy tây mới có một ít thở dốc. La Phù công chúa không có ra tay, nếu nàng ra tay có thể thắng một trận cho Vạn Tượng Tháp. Có người nói, Xâm La Điện có Tà Hồng Liên đại điện hạ cũng không có ra tay, có người nói hai nữ nhân này từng cách không giao thủ, thắng bại không biết. Ai, bất kể nói thế nào, Vạn Tượng Tháp được xưng là thiên hạ đệ nhất thánh địa, nhưng mà truyền nhân bại 10 lần liên tục, chỉ sợ trong thời gian rất dài. Đệ tử Vạn Tượng Tháp sẽ không ngẩng đầu lên được. Đây là Tà Tông sắp xuất thế, muốn dẫm Vạn Tượng Tháp, chấn nhiếp thiên hạ. Rốt cuộc có ai bài danh trên thánh bia hay không? Một giọng nói trẻ tuổi từ ngoài miếu truyền vào. Bên ngoài miếu thờ gió thổi gấp. Tiếng gió xé rách vẫn không thể át tiếng của người này. Người tị nạn trong miếu đổ nát này đều nhao nhao ngậm miệng không nói, nhìn qua cửa sổ rách dưới quan sát bên ngoài. Đát đát. Bên ngoài miếu sơn thần có hai tiếng bước chân. Một thiếu niên mặc trường bào đệ tử Vạn Tượng ta dắt theo một tiểu nữ hài đi trên con đường đầy tuyết. Phong Phi Vân cảm thấy sau lưng truyền ra hàn khí, dường như đóng băng cả cột sống của hắn, ngay cả cái ót cũng cảm thấy đau đớn như kim châm. Thi khí này thật sự mạnh mẽ, căn bản không phải thi tà biến đổi có thể so sánh. Phong Phi Vân vẽ vào giới linh thạch một cái, một đạo bạch sắc quang hồ, cự kiếm dài 7 mét bay ra. Trực tiếp chém miếu nát này thành hai nửa, sụp đổ qua hai bên, chung quanh trở nên to lớn. Vô số bông tuyết bay ngược, bị đao khí trùng kích, bay cuồn cuộn trên bầu trời. Ngao! Thi tà vốn đứng sau lưng Phong Phi Vân bá một tiếng, lướt ngang qua 10 trượng, trên một cây màu tím đã chết héo, giống như cương thi thắt cổ treo lơ lửng. Bẹp bẹp! Trong miệng thi tà nhỏ máu, huyết nhục trên mặt đã hư thối, da mặt vỡ ra hai bên tai giống như máu chảy đầm đìa. Làm cho cả đầu của nó vỡ ra làm hai nửa, hàm răng trong miệng dài ra, giống như biến thành cây đinh màu trắng. Tóc dài màu đen rủ xuống, tụ lại ở cái eo, con mắt xanh của nó giống nhau hai ngọn lửa ma chơi nhảy nhót, vô cùng kinh người. Đây là thi tà nhị biến sao? Phong Phi Vân cầm theo thạch đao cực lớn đứng trên mặt tuyết, thận trọng nhìn qua thi tà bên kia. Sau khi thi tàn thuế biến lần đầu, thân hình thi tà trở nên cứng rắn như thép, chiến lực thập phần khủng bố. Một khi xảy ra thi tà dị biến, đủ để giết chết mấy vạn người bình thường. Mà thi tà biến hóa lần đầu, muốn thi biến lần hai quá gian nan. Thứ nhất sau khi nuốt huyết nhục của một vạn người thường, đương nhiên nếu là huyết nhục của tu luyện giả thì càng tốt. Thứ hai còn phải luyện hóa thần thức của một tên tu luyện giả,
tu luyện ra một tia trí tuệ bản thân. Thứ ba, còn phải độ địa thi kiếp. Thỏa mãn ba điều kiện này mới có thể trở thành thi tà nhị biến, mà một khi trải qua thi biến lần thứ hai, thi tà có thể tu luyện ra kim cương bất hoại chi thân, rất khó đánh nát thi thể của chúng. Nếu như là lão thi trong thi tà nhị biến, lực phòng ngự quả thực có thể so với nửa bước cự kình. Hơn nữa sau khi thi biến lần thứ hai, phần lớn thi tà sau khi sinh ra biến dị, diễn hóa ra một loại sát phạt chi lực thuộc về mình, có thi tà đạt được năng lực biến thái, có thi tà lực tăng lên rất nhiều, có thể sinh trưởng ra ba đầu sáu tay, có thân hình bành trướng gấp 10 lần, biến thành một cự thị. Thần Vũ Quân chưa từng bị bại, vì sao bại? Đơn giản bởi vì thi tà quá cường đại, hơn nữa số lượng cũng thật sự quá nhiều, một khi tao ngộ lão thi của thi tà nhị biến, cho dù là tu sĩ thiên mệnh cảnh cũng bị phanh thây. Khanh khách thi tà không ngừng giống lên, thật giống như đang cười, cười làm cho người ta sởn hết gai ốc. Đây là thi tà vừa mới thi biến lần thứ hai, chiến lực còn không có đạt tới cảnh giới khủng bố. Ca, người đánh thắng được nó không? Tiểu tà ma hỏi. Đánh thắng được. Phong Phi Vân nói. Người xác định. Tiểu tà ma lại hỏi. Tự nhiên xác định. Phong Phi Vân nói chém đinh chặt sắt. Thế nhưng mà, tiểu tà ma còn muốn nói điều gì, nhưng mà Phong Phi Vân đã lao ra ngoài, lưu lại bóng lưng một tư thế oai hùng chắc tuyệt, để đao mà đi. Bá, thi tà cảm giác được sát khí, hóa thành ngân ảnh, chuẩn bị ra tay. Thi Vân áp xuống, trong tối tăm lu mờ kinh người này, một bàn tay khô quắt không có chút máu nào từ bên trong duỗi ra, vô số điện quang lưu động trên chảo của nó, phát ra âm thanh suy suy. Bành! Phong Phi Vân chém ra một đao, long ảnh màu trắng từ lưỡi đao bay ra ngoài, long hoàng đao quyết, chín tầng chân tủy. Thạch đao chém lên thi chảo sinh ra tia lửa, phát ra va chạm chói tai. Thi tà bị đánh bay ra ngoài, đụng gãy gốc cây màu tím chết khô kia, rơi vào trong đống tuyết dày đặc. Lực lượng một đao kia đủ mạnh, đủ để đánh chết bất cứ thần cơ đại viên mãn nào, nhưng mà không thể bổ cánh tay thi tà, chỉ chém ra một vết ngấn mà thôi. Oanh! Phong Phi Vân vừa định đuổi theo tiếp tục ra tay, nhưng mới bước đi một bước thì trên mặt đất tuyết bay tung tóe, giống như có tường đồng vách sắt ngăn cản hắn đi tới. Ngao, ngao. Một đao chém phá tuyết trước mặt, một phân thành hai, vô số tuyết rơi trên đất. Phong Phi Vân tiến lên phía trước ba bước, mỗi một bước không chỉ tiến lên phía trước, càng bay lên cao, tới khi bước ra bước thứ ba, thân thể của hắn đã nhảy lên cao ba trượng, hai tay cầm đao bổ mạnh xuống. Thi tà vừa đứng đứng lên, thân thể như đạn pháo lao tới, đánh ra một quyền vào thân đao. Oanh! Trên thân đao truyền ra lực lượng to lớn, chấn đắc thạch đao sinh ra tiếng ông, cánh tay Phong Phi Vân không bị khống chế vung ra ngoài, ngay cả thạch đao suýt chút nữa thì rời tay. Lực lượng thi tà quá lớn, quả thực có thể so với tám nghiêu chi lực, đơn thuần lực lượng mà nói còn mạnh hơn Phong Phi Vân. Ca, người rốt cuộc có đánh thắng được không? Tiểu tà ma ngồi xuống một tảng đá, lót con mèo nhỏ dưới mông, một đôi tay nâng cằm và chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không kiên nhẫn hỏi. Phải đánh thắng. Phong Phi Vân cắm thạch đao vào trong tuyết, chắp tay trước ngực, ngưng tụ ngũ hành chi lực, màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu vàng bay ra khỏi hai tay. Trên mặt đất tuyết đọng tan thành nước, sau đó hóa thành khí vụ giống như vòng xoáy phong bạo, quay chung quanh Phong Phi Vân thật nhanh, đây chỉ là lực lượng của nước. Hỏa lực lượng, mộc lực lượng, kim lực lượng, thổ lực lượng đang ngưng tụ, đang quay chung quanh người Phong Phi Vân. Đây là chiêu số trong mộ phủ tầm bảo lục, chuyên môn dùng để khắc chế dương giới tam dị cùng âm giới tam tà, thi tà tự nhiên cũng bị khắc chế. Thi tà cảm thấy lực lượng đáng sợ này đang ngưng tụ lại, giống như muốn phân giải kim cương bất hoại chi thân của nó. Nó gào thét một tiếng, cấp tốc bay ra, thi khí trên người càng đậm đặc. Đánh ra một quyền, thiên băng địa liệt. Phong Phi Vân điểm ngón tay nghênh tiếp nắm đấm. Ngón tay Phong Phi Vân có 5 loại hào quang xoay tròn, sau lưng ngưng tụ vô số ngũ hành chi lực tụ tập vào ngón tay. Bành! Cánh tay thi tà vỡ nát, lực lượng ngũ hành rót vào người của nó, trực tiếp phân giải nó thành huyết vụ. Một cái thi cung màu trắng rơi xuống đất, đây là thi cung của thi tà nhị biến, có thể hối đoái 1.000 điểm tích lũy, tương đương với đánh chết 1.000 thi tà biến đổi. Phong Phi Vân thu thi cung của thi tà nhị biến vào giới linh thạch, xoay người nhìn qua tiểu tà ma. Như thế nào? Ca, người thật là đẹp trai. Tiểu tà ma cười ha hả, theo sau lưng Phong Phi Vân.
Trên trán Phong Phi Vân sinh ra hắc tuyến, xoay người rời đi, tiểu tà ma vẫn theo sát sau lưng hắn, tiểu bất điểm này tốc độ cũng không chậm. Ca, chúng ta đi bán đạp sơn sao? Tiểu tà ma đi nhanh vài bước, cầm ống tay áo của Phong Phi Vân. Ân, bộ pháp Phong Phi Vân nhanh hơn, một bước đi xa 10 mét, một hô hấp có thể bước đi 10 bước. Ca, chúng ta đi bán đạp sơn làm gì vậy? Là đi tìm tế đàn cổ xưa sao? Tiểu tà ma vẫn đi theo bên tay phải Phong Phi Vân. Ân, Phong Phi Vân hai chân nhanh như gió, một bước có thể bước xa 20 mét, một hô hấp bước đi 20 bước. Ca, ngươi muốn ngộ đạo trên tế đàn sao? Thế nhưng mà ta nghe nói mấy trăm năm qua, cho tới bây giờ không ai ngộ ra nửa phần đạo tắc gì đó, chỗ đó sớm đã hoang vu rồi. Tiểu tà ma vẫn đi theo bên tay phải của hắn, còn nháy mắt nhìn qua hắn. Rốt cuộc Phong Phi Vân vẫn phải dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào nàng, nói. Ta chỉ đi xem không được sao? Không được, chỗ đó có thi tà tụ tập, quá nguy hiểm a. Tiểu tà ma cố chấp nói. Phong Phi Vân kinh ngạc, nói. Chẳng phải ngươi ước gì ta chết sao? Đúng rồi, ngươi đi theo ta như thế, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Tiểu tà ma đứng ở nơi đó, đôi mắt trắng đen rõ ràng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, không nói câu nào. Tuổi của nàng thật không lớn, bộ dáng này cũng thập phần đáng thương, thập phần ủy khuất không nói được một câu nào cả. Đừng giả bộ đáng thương, chúng ta không quen, mỗi người đi một ngả. Phong Phi Vân phất ống tay áo, bước đi trong tuyết như bạch long, cấp tốc chạy đi, trong lòng thoải mái, cuối cùng vẫn vứt bỏ được quả bom không ổn định. Nhưng mà khi cúi đầu xuống nhìn qua ống tay áo, tiểu tà ma vẫn cầm ống tay áo của hắn. Ngươi có đi hay không? Phong Phi Vân thiếu chút nữa chửi 18 đời tổ tông của nàng, nhưng mà vừa muốn trách mắng lại cảm thấy một tia không đúng, vì vậy vội vàng nuốt lời mắng chửi trở về. Tiểu tà ma vẫn không nói câu nào, chỉ ngẩng đầu lên, ngẩng cằm lên tội nghiệp nhìn qua Phong Phi Vân. Mèo mèo! Con mèo trắng trong ngực của nàng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, còn hai móng vuốt chộp tới dò xét Phong Phi Vân. Mèo con em ngươi a hát. Phong Phi Vân chộp con mèo trong ngực tiểu tà ma, ném con mèo bay vào trong đống tuyết, con mèo càng gấp, không ngừng kêu lên. Đạm đạm. Tiểu tà ma vội vàng chạy xuống sườn dốc, ôm con mèo đầy tuyết vào ngực, dùng tay phủi bột tuyết trên người của nó, một bên trấn an nó. Đạm đạm đừng nóng giận, đều là ca ca không tốt, hắn là quỷ hẹp hòi. Hắn là đại ác nhân. Phong Phi Vân tự nhiên là nhân cơ hội này trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, xông thẳng vào trong rừng hoang, thoáng cái bay qua bốn ngọn núi. Tiểu tà ma thật sự là đại phiền toái, tính cách rất khó cân nhắc, ai cũng không biết nàng ra tay với hắn lúc nào, tự nhiên là càng sớm vứt bỏ nàng càng tốt. Ách! Phong Phi Vân đã bay qua 17 ngọn núi, nhưng mà hắn vừa cúi đầu, phát hiện ống tay áo lại bị cầm, hơn nữa không biết nàng theo kịp lúc nào. Nhưng mà nàng vẫn đứng bên tay phải của hắn. Tại sao ngươi theo ta? Phong Phi Vân nhục chí. Ha ha, ngươi là ca ta a hát. Tiểu tà ma nghiêng đầu qua, nói đương nhiên. Ca còn em ngươi a hát. Phong Phi Vân nhìn không được nói tục. Tiểu tà ma hơi sững sờ, hơi khó hiểu, ngón tay gãi gãi cái trán, nói. Ca còn em ngươi là ta mà. Gió lạnh thổi qua xoáy tuyết đọng bay lên, qua sông núi cao. Làm cho vùng đất lạnh này càng tăng thêm vài phần khắc nghiệt. Gió thổi càng gấp, một chiếc xe từ phương xa bay tới, trên mặt đất có lưu lại dấu bánh xe thật sâu, không chỉ nghiền nát tuyết trên đất, càng nghiền nát một phần không thể xa rời trong nội tâm của nàng. Thế nhân đều nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lại không biết, mỹ nhân cũng khó qua ải anh hùng. Nam Cung Hồng Nhan lại u thán một tiếng, nàng chưa từng có thở dài qua, cũng chán ghét thở dài. Bởi vì một nữ nhân thở dài nhiều sẽ nhanh nhà hơn, nhưng mà gần đây nàng lại luôn thở dài. Một nữ nhân nếu thở dài thì khẳng định đã tịch mịch. Trên đời này nam nhân có thể làm cho Nam Cung Hồng Nhan tịch mịch, cũng chỉ có một, nàng muốn gặp nam nhân này, nhưng mà mỗi lần lại trốn tránh hắn. Nàng cho tới bây giờ cũng không tin tịch mịch sẽ đáng sợ như thế, nhưng mà hiện tại nàng lại sợ hãi muốn chết, thời điểm nàng sợ hãi thì nàng chỉ biết ca hát một mình. Cho nên nàng lại đặt bàn tay lên đàn tranh đàn. Huyết Vũ lái xe, xua đuổi dị điểu màu vàng, nghe trong xe có tiếng ca buồn, cũng thở dài theo. Thì ra cho dù là nữ nhân tàn nhẫn lãnh khốc thế nào, đều có thời điểm yếu ớt như thế, chỉ sợ nam nhân trong thiên hạ còn chưa chết hết.
Tiếng ca rất hay, đàn tranh càng có một không hai. Nạp Lan Tuyết Tiên ăn mặc Phật y màu vàng, tay niết một quả Phật châu phỉ thúy, chân cưỡi thanh liễn ngăn cản đường đi của chiếc xe này, nghe được tiếng ca trong xe thì nghe được thâm tình ẩn chứa trong đó. Chiếc xe này cuối cùng vẫn dừng lại, bởi vì Huyết Vũ ghìm chặt khóa sắt. Tiếng ca của Nam Cung Hồng Nhan cũng ngừng, ngón tay dừng bên đàn tranh. Ngươi chính là Nam Cung Hồng Nhan. Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn chằm chằm vào Huyết Vũ mặc áo bào đỏ đơn bạc, cô gái này đúng là rất đẹp, da thịt còn trắng hơn tuyết, còn tỉ mỉ hơn cả tuyết, giống như tiểu mỹ nhân phấn điêu ngọc trác. Huyết Vũ tự nhiên là một tiểu mỹ nhân, nhưng lại gợi cảm đến cực điểm, áo đỏ tuyết trắng, rất mê người. Ha ha, ta chính là Nam Cung Hồng Nhan. Huyết Vũ nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương này, đúng là nói Nạp Lan Tuyết Tiên đã không phải là một tiểu cô nương, duyên dáng yêu kiều, dáng người cao gầy, bộ ngực sữa hơi đứng thẳng, vòng eo uyển mị, tuy không bằng Huyết Vũ vũ mị xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Thời điểm ở Tuyệt Sắc Lâu, Nạp Lan Tuyết Tiên chưa từng gặp qua Huyết Vũ, cho nên cũng không có nhận ra nàng, cho rằng nàng thật sự là Nam Cung Hồng Nhan. Mặc đơn bạc như thế, chẳng lẽ không lạnh không? Nạp Lan Tuyết Tiên nói. Huyết Vũ sờ sờ áo đỏ bên ngoài, vuốt bờ vai tuyết trắng, ngón tay thon dài trực tiếp sờ vào trong vạt áo, dường như đang sờ lên bộ ngực mê người của nàng, hình ảnh này nếu nam nhân nhìn thấy sẽ phun máu. Đây ta thật sự là một phu vật, nàng cho dù ở trong băng thiên tuyết địa, trực tiếp cởi toàn bộ quần áo ra, trần như nhộng đứng trong băng tuyết cũng không kỳ quái. Ta từ nhỏ đã mặc như thế, nếu ngươi cảm thấy mặc quá ít, ngươi cởi y phục trên người ra đi, ta cũng nguyện ý mặc vào. Huyết Vũ trêu chọc, không biết xấu hổ. Nạp Lan Tuyết Tiên tức giận, không chỉ đang giận Huyết Vũ, càng giận Phong Phi Vân, tên khốn này còn sắc quỷ hơn cả sắc quỷ. Không ngờ ưa thích nữ nhân lẳng lơ như thế. Ta chỉ là nữ tử phong trần, nếu muốn mặt mũi thì không cơm ăn. Ha ha! Huyết Vũ cười nói. Vậy ngươi cũng không cần gương mặt làm gì. Nạp Lan Tuyết Tiên cầm Phật Châu trong ta ném ra ngoài, chín lỗ trong Phật Châu bắn ra chín đạo quang mang, giống như cột sáng bao phủ thiên địa. Chờ một chút, chúng ta không oán không cừu, vì sao ngươi muốn giết ta? Huyết Vũ tự nhiên không sợ Nạp Lan Tuyết Tiên, trên mặt vẫn tươi cười như cũ. Chúng ta thù hận không đội trời chung. Chín đạo thanh sắc Phật quang đồng thời đánh tới, giống như cột chống trời, Huyết Vũ duỗi cánh tay trắng nõn ra, năm ngón tay thon dài bắn ra năm vầng sáng, đánh nát chín đạo Phật quang. Bành! Một chưởng này cách không đánh vào ngực Nạp Lan Tuyết Tiên, tóc xanh Phật y lưu động, ngưng tụ thành ngàn vạn Phật ấn, phản hồi lực lượng của Huyết Vũ trở về. Nhưng mà Huyết Vũ dù sao cũng là thiên mệnh cảnh, cho dù là Phật y cũng không thể phản hồi quá nhiều lực lượng của nàng, Nạp Lan Tuyết Tiên trực tiếp ngã vào trong tuyết, thân thể mềm mại quay cuồng, trên quần áo, trên tóc, trên giày đều là bột tuyết. Ha ha, muội tử, tu vị của ngươi còn kém xa. Huyết Vũ cười như chuông bạc, lái xe rời đi. Đợi một chút, nàng mặc Nạp Lan Phật y trên người, cởi quần áo nàng ra. Bên trong có giọng nói Nam Cung Hồng Nhan truyền ra. Huyết Vũ ứng một tiếng, cũng nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tuyết Tiên, khó tự trách một chưởng vừa rồi không làm nàng bị thương, thì ra quần áo của nàng là Nạp Lan Phật y. Thật sự là không uổng phí công sức. Ngươi muốn làm gì vậy? Nạp Lan Tuyết Tiên cầm vạt áo của mình lại, hoảng sợ nói. Tự nhiên là cởi quần áo của ngươi rồi. Huyết Vũ bắt lấy Nạp Lan Tuyết Tiên, mang theo tươi cười cởi áo của nàng ra. Nam Cung Hồng Nhan, ngươi cũng quá vô sỉ. Nạp Lan Tuyết Tiên muốn chạy thục mạng, nhưng lại bị Huyết Vũ bắt trở về, trực tiếp đè xuống đất, sau đó cởi Phật y của nàng ra một nửa. Ta chính là vô sỉ, có tin ta cởi sạch ngươi hay không, sau đó treo lên trên cây, làm cho mỗi nam nhân đi ngang qua đây đều nhìn thấy thân thể mềm mại lung linh của tiểu mỹ nhân như ngươi. Huyết Vũ tự nhiên không khác gì mụ tú bà bất lương, nhưng mà cười lên rất đẹp, càng giống như dâm tặc tội ác tày trời. Nạp Lan Tuyết Tiên đúng là bị hù sợ, mặt tái lại, con mắt nhỏ lệ, quát. Nam Cung Hồng Nhan, người chết không yên lành, ta sẽ nói cho Phong Phi Vân, nếu hắn biết rõ ngươi khi dễ ta như vậy, hắn khẳng định sẽ bỏ ngươi. Huyết Vũ nghe được cái tên Phong Phi Vân tự, vốn đã giật vạt áo của Nạp Lan Tuyết Tiên ra, để lộ cặp thỏ trắng lung linh trước ngực, nhưng mà nàng vẫn ngừng tay, quay đầu lại nhìn vào trong xe. Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan nói một câu trong xe, trầm tư một lát, nói. Ta hiểu rồi, bởi vì hắn,
người mới tới giết ta đúng không? Ta muốn giết là Nam Cung Hồng Nhan. Nạp Lan Tuyết Tiên ngã vào trong đống tuyết, hai tay nắm thật chặt bộ ngực sữa, cảm thấy huyết vũ sẽ ăn nàng, trong lòng tự nhiên rất sợ hãi. Ta chính là Nam Cung Hồng Nhan. Nam Cung Hồng Nhan đi ra khỏi xe, đi đến trước mặt Nạp Lan Tuyết Tiên, ý bảo huyết vũ lui ra. Nam Cung Hồng Nhan nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tuyết Tiên quần áo mất trật tự, đôi mắt dễ thương dưới khăn che mặt màu trắng, nhiều ra mấy phần vui vẻ, nụ cười này khiến Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn qua liền si mê. Thiên hạ thậm chí có mỹ nhân đẹp như vậy. Ta là vợ của Phong Phi Vân. Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn che ngực của mình, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng thậm chí sợ hãi Nam Cung Hồng Nhan. Người quá ngây thơ. Nam Cung Hồng Nhan thở dài. Ta không ngây thơ chút nào cả. Nạp Lan Tuyết Tiên nói. Nam Cung Hồng Nhan gật gật đầu, nói. Được rồi, ngươi đã là vợ Phong Phi Vân, vậy càng phải lột sạch quần áo của ngươi, không chỉ muốn lột sạch quần áo của, càng không giữ mạng của ngươi. Ngươi muốn giết ta. Nạp Lan Tuyết Tiên không nghĩ tới Nam Cung Hồng Nhan dĩ nhiên là nữ nhân ngoan độc như thế, nói giết người, liền giết người, nói giết người rất tùy ý, thật giống như là giết quen tay rồi. Ta giết là vợ Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan giờ phút này đúng là muốn giết người, cũng không phải hù dọa Nạp Lan Tuyết Tiên. Bàn tay Nam Cung Hồng Nhan giấy lên hỏa diễm bao vây bàn tay, tràng cảnh này vô cùng rung động lòng người, muốn bóp cổ Nạp Lan Tuyết Tiên. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nữ thí chủ, buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Một câu Phật hiệu vang lên như chuông lớn. Nạp Lan Tuyết Tiên đang nằm trên đất đã không thấy đâu. Nam Cung Hồng Nhan thu tay lại, quay người nhìn qua hướng bắc, Nạp Lan Tuyết Tiên đã đứng trong gió tuyết xa xa, bên người còn có một đại hòa thượng ôm bình rượu, hòa thượng này đầy mùi rượu. Ta sợ là không thể thành Phật. Nam Cung Hồng Nhan nhìn qua hòa thượng rượu thịt, cười lạnh một tiếng. Vậy chỉ đổ thừa tâm ma trong lòng ngươi quá sâu, hòa thượng ta có một cuốn khu ma chú, nếu ngươi mỗi ngày niệm 300 lượt, nhất định có thể tâm thanh như nước, mọi việc sẽ dễ dàng. Hòa thượng rượu thịt lấy trong túi áo một quyển sách cổ đầy nếp nhăn, ném qua cho Nam Cung Hồng Nhan. Nam Cung Hồng Nhan cầm khu ma chú trong tay, căn bản không có xem một chút, giữa ngón tay có hỏa diễm hiện ra thiêu đốt khu ma chú lập thành khói bụi. Nàng cười lạnh, nói. Xen vào việc của người khác, thường thường đều sống không lâu. Hòa thượng rượu thịt lắc đầu thở dài. Bàn tay nhỏ của Nam Cung Hồng Nhan chậm rãi sờ lên lỗ tai, muốn gỡ mạn che mặt xuống. Đừng nhúc nhích, hòa thượng ta còn muốn sống thêm vài năm, dung mạo nữ thí chủ nên lưu cho Phong Phi Vân đến xem đi. Hòa thượng rượu thịt biết rõ thiên hạ có một vũ khí giết người lợi hại nhất, chính là dung mạo nữ nhân, là dung mạo của đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ càng là không nên xem, một khi nhìn thấy thì tuyệt đối mạng khó bảo toàn. Cho nên hòa thượng rượu thịt nắm lấy Nạp Lan Tuyết Tiên, liền đào tẩu, thoát đi nhanh chóng chưa từng có. Ngón tay Nam Cung Hồng Nhan nhẹ nhàng thu hồi lại. Đôi mắt dễ thương nhìn qua tuyết bay đầy trời, khăn che mặt màu trắng làm cho nàng thần bí, bên tai lại vang lên giọng của hòa thượng rượu thịt. Dung mạo của nữ thí chủ nên lưu cho Phong Phi Vân đến xem đi. Dung mạo của nữ thí chủ nên lưu cho Phong Phi Vân đến xem đi. Dung mạo của nữ thí chủ nên lưu cho Phong Phi Vân đến xem đi. Có lẽ ta nên cho hắn nhìn thấy dung mạo của ta, như vậy cho dù có một ngày, ta không còn tồn tại, hắn cũng nhất định sẽ nhớ kỹ ta. Chỉ nhớ kỹ một mình ta, cũng nhất định sẽ giống như ta nhớ kỹ tới hắn. Nhưng mà, ai? Lại là một tiếng u thán. Chiếc xe tiếp tục đi trong gió tuyết mịt mờ. Tiến vào cổ đạo quận Tam Thánh. Bán Đạp Sơn, đây vốn là cổ địa hành hương, nhưng hôm nay lại bị thi khí nồng đậm bao phủ, che phủ bầu trời, thi giống vang lên liên tục, khiếp đảm nhân tâm, căn bản không người nào dám tới gần nửa bước. Phốc! Phong Phi Vân bổ ra một đạo. Khí hồn màu trắng bay ra ngoài, đồng thời cắn nát ba con thi tà, đây clap chiêu thứ nhất của Long Hoàng Đao Quyết Long Hoàng Nhất Đao Sát, vẫn chỉ lĩnh ngộ 9 tầng chân tủy, một tầng chân tủy cuối cùng không có lĩnh ngộ. Phất ống tay áo lên, thu ba cái thi cung ném vào trong giới linh thạch. 833 tòa đệ nhất thi cung, một tòa thi cung thi tà nhị biến, tương đương với 1833 điểm tích lũy. Phong Phi Vân nói, nơi này cách Bán Đạp Sơn đã không xa. Nhìn ra xa xa, khổng lồ sơn thể, nhìn thấy rất nhiều thi tà bao phủ hoàn toàn con đường phải đi. Trên tấm da dê cổ có ghi lại, muốn bay qua Bán Đạp Sơn,
người bình thường phải tốn hao thời gian nửa tháng, cho dù là tu tiên giả cũng khó có thể vượt qua ngọn núi này được. Phong Phi Vân đã quan sát bên ngoài bán đạp sơn vài ngày, nhưng không nhìn thấy con đường nào dễ đi, cho dù con đường hiểm trở nhất cũng có rất nhiều thi tà ngăn cản, một khi xông vào sẽ bị vây công. Nơi này tụ tập thi tà vượt qua Phong Phi Vân tưởng tượng, đứng bên ngoài hơn 10 dặm đều có thể nhìn thấy thi tà cả đàn cả lũ đang cúng bái sơn thể, giống như cái xác không hồn đi tuần tra, còn có số ít thi tà nhị biến đang tu luyện trên dốc đứng, đang hấp thu tinh hoa thiên địa, hấp thu khí huyết trong đất. Tràng cảnh này giống như tu la địa ngục, thi tà tụ tập, oán khí bao phủ bầu trời, trong không khí đầy vị đạo huyết tinh. Ca, chúng đang tìm cái gì thế? Hình như đang đào xương cốt trong đất. Tiểu tà ma giật nhẹ ống tay áo Phong Phi Vân, hiếu kỳ hỏi. Tứ phương thiên hầu vẫn lạc chưa lâu, thi cốt bị nữ ma đánh nát vùi trong lòng núi, những thi tà này định đào thi cốt của hắn ra, chỉ cần đạt được một khối xương cự kình, thi thể của chúng sẽ tăng thêm một cấp độ. Phong Phi Vân mấy ngày nay nghiên cứu bát thuật quyển, phía trên có ghi lại thi tà. Âm giới tam tà, thi tà, quỷ tà, thần tà, đây là quỷ vật xen giữa vật còn sống, không phải là tử vật, cũng không phải vật còn sống, rất khó xác định chúng là cái gì, đương nhiên cũng rất khó bị giết chết. Giống như thân thể thi tà vô cùng cứng rắn, một khi đạt tới thi biến nhị giai, quả thực đã không khác gì kim cương bất hoại, cho dù là nổ nát linh hồn của hắn cũng phải xem tu vị tu sĩ có đủ mạnh hay không. Nếu như tu vị không đạt tới cảnh giới nhất định, căn bản là không đánh chết chúng được. Quỷ tà, càng là biến thái, căn bản không phải thân thể thực chất, đối với công kích vật lý chúng hoàn toàn miễn dịch, cho dù là linh khí cũng tổn thương chúng có hạn, chỉ có một chút dụng cụ đặc thù mới có thể phong ấn chúng, thu phục chiếm được, trấn áp, ma diệt. Về phần thần tà càng huyền bí, càng thêm mờ ảo thần dị. Đương nhiên đây chỉ là với người bình thường, đối với tầm bảo sư mà nói. Bọn họ là chuyên môn khắc chế dương giới tam tà, âm giới tam dị, có được bí pháp đặc thù, có thể trấn áp chúng. Tứ phương thần hầu vẫn lạc, máu tươi xuyên vào bùn đất, đem trọn bán đạp sơn nhuộm đỏ máu tươi, nhưng mà sơn thể đỏ như máu bao phủ các nơi. Bá! Một đạo hào quang chói mắt xuyên qua mặt đất, ẩn chứa uy nghiêm vô cùng, là một khối xương nhân loại, chỉ có hào quang óng ánh như ngọc, nhiệt độ nóng hổi giống như khai quật một khối bảo thạch. Đây là một khối xương của tứ phương thần hầu. Khối xương này bị một thi tà hư thối đào ra, chợt khiến cho thi tà chung quanh chú ý tới và công kích nó. Xương cốt cự kình có hấp dẫn chí mạng với thi tà, có thể làm cho chúng tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Phong Phi Vân đứng ở đàng xa, lặng lặng nhìn qua tất cả, quá điên cuồng, những thi tà tranh giành khối xương đánh nhau thiên hôn địa ám, ngay cả thi tà nhị biến cũng có ba con lao tới, vô số thi tà bị đánh nát thân hình. Đây là thi triều, thời điểm này cho dù là tu sĩ thần cơ đại viên mãn đều bị chúng đánh thành thịt vụn dễ dàng. Ầm ầm, bên cạnh một vách đá sụp đổ, ngàn cân cự thạch lăn xuống, bên trong bụi mù cuồn cuộn, hai đạo hàn quang bắn ra truyền ra hơn 10 dặm xa, đây là ánh mắt người, không, là mắt thi tà. Ngao, một thi tà giống to truyền ra xa xa, chấn thân thể mấy trăm thi tà nát bấy. Thi tà này đánh giết đám thi tà tranh giành xương cốt. Từng tảng đá rách nát bay ra xa xa, âm thanh đổ nát không ngừng truyền tới. Phong Phi Vân đứng bên ngoài hơn 10 dặm đều có thể cảm giác được lực lượng bài sơn đảo hải ập tới, liên tiếp bổ ra 9 đao mới chém tan lực lượng thi tà này giống to. Quá cường đại, chẳng lẽ nơi này có thi tà tam biến sao? Phong Phi Vân hai mắt như lửa, đứng xa nhìn qua thi tà bò ra khỏi bùn. Oanh! Vách đá lại sụp đổ. Bầu trời xuất hiện một đám thi vân. Từng đám mây di động trên bầu trời, hình thành vòng xoáy khổng lồ trên cao. Một thi thể bị tàn phá bay ra khỏi sườn đồi, bá một tiếng, bay đến giữa núi. Trong thi vân trên bầu trời có mấy trăm tia chớp hàng lâm, đánh lên người của nó, không chỉ không thể giết nó được, ngược lại khiến thi thể của nó càng thêm cứng cỏi, từng dòng điện như con giun không ngừng lưu động trên thi thể của nó, quả thực là hóa thành một thi tà mạnh mẽ. Lực lượng thật cường đại. Tiểu tà ma nhìn chằm chằm vào tàn thi giữa sườn núi, nàng sợ hãi trốn ra sau lưng Phong Phi Vân. Không phải là, tứ phương thiên hầu chứ? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào huyền bào trên tàn thi, huyền bào đã sớm bị nghiền nát khó nhận ra, nhưng vẫn nhìn thấy chiến vân của tứ phương thiên hầu, thêu nửa cái đầu kim sư trên chiến bào. Thi thể tàn phá bị nghiền nát dữ dội, đầu lâu đều bị đánh nát, tay trái, bả vai bên phải, phần lưng bên trái tan nát. Nhiều bộ vị trên người bị thiếu thốn.
khi nó còn sống chắc chắn bị siêu cấp cường giả đánh qua, coi như thân hình cự kình cũng bị đánh nát thành cả ngàn khối. Người ra tay khẳng định là nữ ma không cần nghi ngờ, tàn thi này chính là tứ phương thiên hầu không sai. Một đời thiên hầu lại hóa thành thi tà, chiến lực không chỉ có không có tan rã, còn tăng lên khủng khiếp, một ngụm thi khí nhổ ra có thể biến cỏ cây trong phạm vi 10 dặm thành màu đen. Ca, chúng ta còn muốn đi bán đạp sơn sao? Tiểu tà ma hỏi. Ngươi sợ hãi? Phong Phi Vân nói. Ân. Tiểu tà ma gật gật đầu. Thậm chí có thi tà tam biến xuất thế, trấn thủ tại bán đạp sơn, nó thu thập toái cốt cô đọng thân hình, những thi tà cấp bậc thấp không ngừng run rẩy, giống như bái vương giả. Phong Phi Vân nhìn qua ngọn núi lớn cao ngất kia, rất nhiều địa phương đều bị mây mù che đậy, có địa phương bảo quang trùng thiên, có địa phương nước chảy xuống, trong nước có con cá bạc dài vài thước xuất hiện. Trong núi lớn, trên vách đá có khắc bích họa, chữ cổ, điêu khắc tượng Phật bằng đá giống như người. Nơi này từng vô cùng phồn vinh, rất nhiều nhân loại tu vị cao đều mộ danh mà đến, một ít tiên hiền cũng lưu dấu chân ở đây, chỉ là bây giờ nó biến thành tử địa, bị thi tà chiếm cứ. Phong Phi Vân vẫn muốn đi lên tế đàn ò ổ xưa, hắn cảm thấy tế đàn không phải chuyện đùa, trong tối tăm có lực lượng không cách nào nhìn thấy đang chỉ dẫn hắn tới đây. Phong Phi Vân cuối cùng vẫn không có rời đi, chạy bốn phía bán đạp sơn, mở một động phủ cách đó cả trăm dặm làm nơi tạm cơ, chờ đợi thời cơ. Thoáng cái đã qua một tháng. Trong thời gian một tháng này, tàn thi kia vẫn ngồi tu luyện ở giữa sườn núi, thi khí càng đậm đặc, thi tà chung quanh chạy đến càng ngày càng nhiều, mà ngay thi tà nhị biến cũng có vài con. Đương nhiên chuyện này cũng tiện nghi cho Phong Phi Vân, mỗi ngày hắn săn giết mười mấy thi tà lạc đàn, thu thập thi cung cũng càng ngày càng nhiều, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tiểu tà ma luôn đi sớm về trễ, mỗi lần trở về đều ôm một túi thi cung, cái túi còn lớn hơn thân thể của nàng, giống như người lùn ôm tòa núi lớn. Nhìn ra xa xa chẳng khác gì con ốc sên. Chuyện này làm cho Phong Phi Vân chán nản, chính mình lén lút đánh lén, lại là đào bẩy dập, sợ kinh động thi tà trên bán đạp sơn, một ngày mới đánh chết mấy chục thi tà. Nhưng mà tiểu tà ma lại nhiều hơn hắn gấp bội, còn nhiều hơn nhiều. Tiểu tà ma buông cái túi đầy máu thi tà xuống. Dùng bàn tay nhỏ bé gõ nhẹ lên túi, ngồi xuống, lau lau mồ hôi trên trán, nói. Ca, có muốn ta phân một nửa cho ngươi không? Ách, không cần đâu. Phong Phi Vân nói. Lại đi qua vài ngày. Trên bầu trời, truyền đến âm thanh nhiếp hồn linh. Một cái chuông lục lạc lớn màu đen từ bầu trời phía bắc bay tới, phát ra tiết tấu câu hồn của người ta. Tiếng chuông quanh quẩn trong thiên địa, thật lâu không dứt. Một lão già mặc trường bào từng bước tiến về phía bán đạp sơn, cái lục lạc treo trên đầu của hắn, hắn đi một bước thì lục lạc vang lên. Hắn mặc trường bào màu đen có chút giống đạo bào, nhưng cũng không phải đạo bào, bên trái là màu trắng, bên phải là màu đen, tượng trưng cho âm dương hai giới, chính giữa còn có ấn ký thái cực bát quái đồ, phía trên quái đồ có linh quang lưu động, hai con âm dương ngư lưu động. Âm thi mượn đường, người dương gian tránh lui. Lão già này đầu đội thiết quan. Thân thể còng xuống, trên mặt đầy nếp nhăn, con mắt nhỏ hẹp, mũi ưng cao thẳng. Oanh, oanh, oanh. Những nơi hắn đi qua tiếng chuông vang lên, những thi tà đi theo sau hắn, xếp thành một đội, giống như nô bộc đi theo chủ nhân. Phía sau hắn có mấy trăm con thi tà, giống như một hàng dài màu đen chỉnh tề đi trên cánh đồng tuyết, thập phần bắt mắt, cũng thập phần quỷ dị. Một màn rung động nói không nên lời, thậm chí có người có thể khống chế thi tà. Còn khống chế mấy trăm thi tà, loại thủ đoạn này quả thực còn lợi hại hơn tầm bảo sư nhiều. Bắc Cương phủ cản thi nhân đã chạy tới đây, dùng tu vị của lão già này, chỉ sợ chính là nhân vật cấp bậc động chủ thi động. Bắc Cương phủ nằm ở cực bắc thần tấn vương triều, cách Nam Thái phủ mười mấy vạn dặm, người bình thường cả đời còn không đi ra khỏi Nam Thái phủ, đi đến Bắc Cương phủ đối với bọn họ chẳng khác gì hai thế giới khác nhau. Tu sĩ Bắc Cương phủ không giống với nơi khác. Chỗ đó là thiên hạ của thi nhân, tu sĩ cường đại đều là cản thi nhân. Đặc biệt là Bắc Cương có vài tòa thi động khủng bố, bên trong cản thi nhân cường đại có thể tế sống cự kình thành thi nô. Trước đây thật lâu, một đoạn thời kỳ, cản thi nhân suýt nữa xưng hùng ở thần tấn vương triều, có lão tổ thế lực lớn bị bọn họ tế sống, bởi vì như thế cho nên bị tu luyện giới thù hận, lọt vào vây công. Vào thời đại đó, cản thi nhân tuy cường đại, xuất hiện vài nhân vật vượt qua cự kình. Nhưng không thể địch lại công phẫn của tu tiên giới, có ba thi động truyền thừa cổ xưa bị xóa bỏ,
thì động cũng bị đánh sập. Cuối cùng Nhất Cản Thi Nhân bại lui, lui giữ Bắc Cương Phủ. Khi đó tu luyện giới cũng nguyên khí đại thương, chết trên trăm vị cự kình cao cấp, nếu đánh vào Bắc Cương Phủ, nhổ tận gốc Cản Thi Nhân thì phải trả cái giá quá lớn. Thời điểm song phương không muốn đại chiến tiếp, tại Bắc Cương Phủ có mấy động chủ địa vị tối kép, lại ký hiệp ước ngưng chiến với các đại lão tu tiên giới, Cản Thi Nhân hứa hẹn không còn tế người sống nữa, cuối cùng Nhất giữ được truyền thừa ở Bắc Cương Phủ. Chuyện này đã rất lâu, khi đó Thần Tấn Vương Triều còn không thành lập. Âm thi mượn đường, người dương gian tránh lui. Lão giả Cản Thi Nhân chạy tới Bán Đạp Sơn, đội ngũ thi tà sau lưng hắn đã nhiều ra hơn ngàn con, rất là đồ sộ. Ánh mắt lão giả Cản Thi Nhân nhìn qua tàn thi ở giữa sườn núi, đó là tàn thi của Tứ Phương Thiên Hầu. Nữ ma không ngờ mạnh tới mức này, nàng chỉ bằng một đám thi khí là có thể trong thời gian ngắn khiến cao thủ cự kình hóa thành thi tà. Lão giả Cản Thi Nhân cười âm trầm. Phong Phi Vân đoán đúng, lão giả Cản Thi Nhân này là động chủ Bắc Cương Phủ Vô Pháp Thi Động, chính là tới đây vì thi thể Tứ Phương Thiên Hầu. Thần Vũ Quân đại bại, Tứ Phương Thiên Hầu vẫn lạc tại Bán Đạp Sơn. Tin tức sau khi truyền ra đã có không ít động chủ thi động chạy tới. Hắn là đến nhặt xác. Tu sĩ cấp bậc cự kình tuổi thọ quá dài, hơn nữa sau khi chết phần lớn được an táng trong tổ địa, có cường giả tuyệt đỉnh thủ hộ, cho nên một thi thể cấp bậc cự kình quá khó tìm, cơ hồ tất cả Cản Thi Nhân đều thèm thuồng. Tên động chủ thi động cười khô khốc, từ trong lòng lấy ra một ngọc phù cỡ lớn, phù lục đỏ tươi như máu, phía trên có ấn văn vặn vẹo. Coi trời bằng vung. Tế Nhân Phong Thiên. Trấn Thi Thần Phù trấn áp Tứ Phương Thiên Hầu trên sườn núi, vốn chỉ là ngọc phù như bàn tay, bỗng nhiên biến thành cao 7-8 mét, giống như tấm bia đá đỏ như máu, nguy nga như trời, khiến vô số thi tà trong Bán Đạp Sơn nằm rạp trên mặt đất. Bành! Trấn Thi Thần Phù lực lượng thật sự quá cường đại, đã trấn áp thi tà xuống lòng đất, thi thân bắt đầu rạn nứt. Một tấm Trấn Thi Thần Phù này chính là bảo vật truyền thừa của thi động cổ xưa, chuyên môn dùng để trấn áp thi thể cự kình. Mặc dù thi thể cự kình hóa thành thi tà tam biến khủng bố, cũng có thể bị trấn áp, lực lượng Trấn Thi Thần Phù không thể đo lường được, đối với thi tà mà nói, nó không khác gì vạn ngọn núi cao. Tứ Phương Thiên Hầu hí dài, trong người bắn ra ngàn vạn đạo lôi điện, giống như đạn pháo từ trên mặt đất bắn lên không trung, không khí đều bị xé nứt, tầng mây bị đánh tan. Trấn Thi Thần Phù không thể trấn áp nó, lại bị đánh bay ngược trở về. Hừ, không hổ là Tứ Phương Thiên Hầu, sau khi chết trở nên cường đại hơn, cạc cạc, càng cường đại, ta càng thích. Tên động chủ vô pháp thi động này lắc cái lục lạc, tiếng lục lạc reo vang, thi tà kêu rên đầy đất. Bán Đạp Sơn chiến khí tung hoành, một thi tà tam biến không cách nào động thủ với động chủ thi động, tuy một ở sườn núi, một tại chân núi cách xa nhau hơn 10 dặm. Đánh tới mức mặt đất hóa thành dung nham, bầu trời biến sắc. Ngay vào lúc này, thi tà cả Bán Đạp Sơn lâm vào trong hỗn loạn, Phong Phi Vân ý định thừa dịp này xông lên núi, hắn đã quan sát suy tính suốt cả tháng qua, hắn phát hiện 6 con đường có thể lên núi, thập phần che giấu, hơn nữa mỗi một con đường đều hung hiểm tới cực điểm. Hắn chọn một con đường hẻo lánh hung hiểm, tại đó có thể tránh được động chủ thi động và thi tà tam biến chú ý, giảm nguy hiểm xuống thấp nhất. Nhưng mà Phong Phi Vân mới đi chưa được mấy trăm mét, thì có một thi tà từ trong vết lõm bỏ ra, hắc khí đẩy người lao về phía trước. Phốc! Bạch quang lóe lên, thi tà này biến thành hai nửa. Phong Phi Vân không lưu lại chút nào, phải trước khi hai cao thủ chém giết xong thì hắn phải lên núi. Hắn thu thi cung, tiếp tục xuyên qua con đường đá hoang vu, đi vào một đường núi hẹp đầy u ám mà âm trầm, bên trong có vô số bóng đen, thi tà đầy đất. Có hơn 30 thi tà. Thân thể thi tà bắt đầu hư thối, y phục trên người nghiền nát không chịu nổi, thi thân đã dựng dục ra linh khí, bởi vì nuốt máu cự kình trên mặt đất cho nên chúng mạnh hơn thi tà bình thường nhiều lắm. Xích hỏa thuật. Phong Phi Vân điểm một ngón tay, một đạo hỏa diễm đỏ thấm xuyên thấu qua mi tâm một thi tà, từng sợi hỏa diễm từ mi tâm thiêu đốt toàn thân thi tà. Cường độ thân thể thi tà cứng như sắt thép, nhưng mà xích hỏa thuật lại dễ dàng đốt cháy chúng. Tu sĩ khác tuyệt đối không làm được dễ dàng như Phong Phi Vân. Một biển lửa trong lòng đất dấy lên, ngũ hành chi thuật bị Phong Phi Vân điều động. Mấy chục thi tà, chiến lực có thể chống lại một thân cơ đại viên mãn, nhưng lại bị ngũ hành chi thuật trấn áp, không cách nào phản kháng được. 38 thi cung rơi trên mặt đất, một đạo bạch quang đảo qua, toàn bộ bay vào trong giới linh thạch.
Tiểu diễn thuật có thể phát huy ra 42 phần 10 uy lực, có thể ngưng tụ ngũ hành chi thuật, nếu có thể hoàn toàn tìm hiểu hoàng thổ thuật, có lẽ có thể lĩnh ngộ ra 44 phần 10 tiểu diễn thuật, chiến lực tăng lên gấp đôi. Ngũ hành chi thuật cũng không thể xem như bát thuật, chỉ có tiểu diễn thuật mới miễn cưỡng xem như một trong bát thuật, tiểu diễn thuật diễn hóa đại diễn thuật mới xem như bát thuật chân chính. Bát thuật quyền bác đại tinh thâm, mặc dù chỉ là một thuật trong đó cũng đã cần mọi người tốn hao thời gian cả đời nghiên cứu, có rất ít người có thể đồng thời tu hành của bát thuật, đừng nói bát thuật, có thể tu luyện hai thuật trong đó có chút thành tựu, đều ít càng thêm ít. Cả bán đạp sơn lâm vào bóng tối, mây đen không ngừng chồng chất, có thể nghe được tiếng thi tả giống vang, còn có động tĩnh của cản thi nhân. Trong 10 dặm chỉ còn lại hai âm thanh này mà thôi, đã có thể trực tiếp đánh chết tu sĩ tiên căn cảnh. Phong Phi Vân Tế Miểu Quỷ Ban chỉ ra, lơ lửng lên đỉnh đầu, dùng linh khí ngăn cản hai âm thanh này ăn mòn, dẫm lên thi cốt đầy đất đi trong núi đá, dưới chân dẫm nát xương cốt lộp bộp. Những xương cốt này là thi tà kéo tới, có xương người, cũng có xương dị thú, huyết nhục đã bị thi tà ăn sạch, chỉ còn lại xương trắng dọa người. Tê tê, phía trước truyền tới tiếng kêu kinh người, mơ hồ có thể trông thấy một bóng trắng lóe lên rồi biến mất trong xương mù phía trước. Trên con đường đi có không ít di tích cổ. Vách đá bên phải có khắc hai tượng đá, trông rất sống động, đường cong trôi chảy, trên thạch bích có chú văn, ghi chép một chuyện xảy ra mấy trăm năm trước. Nếu không có thi tà uy hiếp, Phong Phi Vân nhất định sẽ ngồi xuống tinh tế quan sát, nhưng mà hiện tại không được, đi ngang qua vài chỗ di tích cổ, đều vội vàng mà đi. Mỗi khi đi một đoạn thì có thi tà giết ra, đều là thi tà nhất biến, bị Phong Phi Vân đánh chết dễ dàng. Cạc cạc. Đi qua khe đá, mặt đất biến thành màu đỏ như máu, kéo dài qua con đường dốc đứng, quả thực có thể nói không có đường, có chỉ là bệ đá cài răng lược. Nhảy lên trên bệ đá, đi lên một đoạn, Phong Phi Vân vừa mới bước vào cuối bệ đá, còn không có đứng vững thì phát hiện một bóng người, trong lòng nhìn không được tim đập mạnh. Đây là một lão thi, ăn mặc áo giáp màu trắng chỉnh tề, tuy là lão thi, nhưng mà hắn hết sức trẻ tuổi, cái gọi là lão, chính là vì hắn chết nhiều năm mà thôi. Hắn không giống một thi tà, càng giống nam tử u buồn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như đang trầm tư. Nhưng mà hắn cũng đã chết, chết rất nhiều năm, mới bỏ ra khỏi mộ không lâu, thân hình bất hủ, huyết nhục không hư thối, ngay cả ánh mắt vẫn còn, chỉ là ánh mắt trống rỗng mà ảm đạm. Hắn có làn da tái nhợt dọa người, không có chút huyết sắc nào cả. Hắn vẫn đứng nơi đó, đã có một lực lượng gia trì khiến Phong Phi Vân hít thở không thông. Làm cho Phong Phi Vân không dám động đậy, lực lượng này rất đáng sợ, hoàn toàn không thua gì tứ phương thiên hầu. Ở nơi này không ngờ xuất hiện một thi tà tam biến, hắn có địa vị gì? Ca, phía sau hắn có một cái huyệt, hắn không phải mới bỏ ra khỏi mộ sao? Tiểu tà ma chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo giáp trắng đứng xa trăm thước kia. Nghe nói bán đạp sơn chính là thánh địa thượng cổ. Đã có một tòa tế đàn cổ xưa, như vậy có chôn mấy người chết từ thượng cổ cũng không có gì là lạ. Phong Phi Vân khẽ cắn đầu lưỡi, trong lòng thầm mắng, nữ ma thật sự là một đại tai họa, trên người thi khí cũng quá đậm đặc, những nơi đi qua khiến thi thể chết không biết bao nhiêu năm tháng cũng sống lại. Nếu như nữ ma đi qua bán đạp sơn, những xác ướp cổ này chắc chắn sẽ hồi sinh. Thực hy vọng thiện thi cùng bản tôn đều thu thập nàng. Ồ, ca, ngươi nhìn kìa. Trong mộ huyệt của hắn có linh tinh màu tím đang nhảy nhót, linh khí thật nồng đậm, sẽ không thai nghén ra thượng cổ thần bảo đấy chứ. Tiểu tà ma kinh hô một tiếng. Nàng nói ra câu này đã khiến cổ thi kia bị kinh động, rốt cuộc hắn quay đầu lại. Oanh! Ánh mắt trống rỗng của nó nhìn chằm chằm, một đạo khí tức tử vong từ trong mắt của nó bắn ra ngoài, giống như mắt địa ngục, có thể cắn nuốt linh hồn con người. Không khí như cứng lại, thân thể đông lại như đang ở trong khối ăn. Không cách nào nhúc nhích. Xác ướp cổ mặc áo giáp màu trắng chậm rãi đi tới, lòng bàn chân tự nhiên sinh ra từng khối thi vân, một tay chậm rãi duỗi ra, tuy còn cách xa mấy chục thước nhưng mà thân thể hai người như bị khóa lại. Một thi tà tam biến có thể sánh ngang cự kình. Mèo mèo. Chỉ có con mèo nhỏ trong ngực tiểu tà ma còn có thể động đậy, mèo con nhảy ra khỏi ngực tiểu tà ma, hóa thành một đạo bóng dáng trắng chui vào huyệt mộ sau lưng thi tà. Đôi mắt mèo như hổ phách nhìn chằm chằm vào đạo linh quang màu tím trong mộ. Nam tử áo giáp trắng dừng lại, hai mắt trống rỗng bắn ra hai đạo quang mang màu xám,
không khí rung động từng hồi đuổi theo sát đuôi mèo, nhưng không có làm cho con mèo bị thương. Bá! Mèo con xông vào huyệt. Đạm đạm! Tiểu tà ma kêu lên. Nam tử áo giáp trắng này thi khí quá nồng, nàng cũng không dám tiến lên, chỉ có thể trốn sau lưng Phong Phi Vân, thập phần sốt ruột. Nam tử áo giáp trắng dừng bước, thi khí rất mạnh thu liễm vào trong người của hắn, xoay người đi vào trong mộ huyệt, đuổi theo con mèo nhỏ kia. Hắn đi rất chậm, nhưng lại rất cứng ngắc, chỉ trong nháy mắt đã tới trước một huyệt, thân ảnh biến mất. Ca, đạm đạm. Tiểu tà ma lo lắng cầm ống tay áo Phong Phi Vân, nước mắt như muốn chảy ra. Ngươi ở lại đây, ta vào xem. Phong Phi Vân nói. Ta cũng muốn đi vào, đạm đạm nhất định sẽ vào trong đó ăn xương cốt. Tiểu tà ma nói. Mèo mới không ăn xương cốt. Phong Phi Vân dùng tiểu diễn thuật sắp xếp mặt đất, tìm được một con đường sống, lúc này nhặt một tấm da người bị thi khí ăn mòn theo người, cẩn thận đi vào trong mộ huyệt. Bởi vì nơi này có thi tà tam biến, thi khí rất đáng sợ, bùn đất và tảng đá đều có thi khí, nếu như không cẩn thận bị thi khí rót vào người, rất có thể trong chúng thi độc, hóa thành thi tà. Thi khí trên mặt đất giống như thủy triều, không ngừng lui ra hai bên. Đạm đạm nó muốn ăn xương cốt, nó không phải con mèo bình thường. Tiểu tà ma nắm tay áo Phong Phi Vân, đi theo sau lưng hắn. Chẳng lẽ nó là một con chó? Phong Phi Vân chán nản. Mỗi khi tới lúc ánh trăng tròn thì nó sẽ học chó sủa, nó cho rằng bầu trời treo cái bánh bột ngô lớn, nó muốn ăn, lại ăn không tới. Tiểu tà ma gật gật đầu nói. Ách! Phong Phi Vân tự nhiên là không tin lời nàng nói, tiểu nha đầu này nói chuyện không đáng tin. Ầm ầm! Xa xa giữa sườn núi lên, toàn thân tứ phương thiên hầu bị thi khí bao phủ, thiên địa giống như bị dòng nước đen bao phủ, đồng thời chống cự cản thi linh cùng chấn thi thần phù. Từng đạo khí lãng oanh tới, làm cho vách núi vỡ ra, ngàn vạn tảng đá rơi xuống. Nếu không phải bán đạp sơn đủ khổng lồ, không chỉ dài 300 dặm, chỉ sợ núi cao đã sớm bị san bằng. Nơi này chỉ là một khe núi, còn không có đạt tới giữa sườn núi, huyệt mộ nằm ở nơi hoang vu, thời gian trôi qua, những ngọn núi nhỏ chôn xương cũng bị mài bằng. Nếu không phải xác ướp cổ tự mình ra khỏi mộ địa, chỉ sợ không người nào biết nơi này là mộ huyệt của cự kình. Mặt đất không ngừng chấn động, run lên như người đang đi trên thuyền lắc lư, phía trên có cự thạch lăn xuống, một ít thi tà lăn xuống núi. Trong huyệt mộ thập phần tĩnh mịch, bên tai chỉ có tiếng bước chân quanh quẩn. Tiểu tà ma vẫn đi theo sau lưng Phong Phi Vân, cái miệng nhỏ đang cắn ngón tay, giống như tiểu nữ hài ngây thơ. Nơi này bùn đất cổ lão, nơi này đã mai táng ít nhất cả ngàn năm rồi. Phong Phi Vân cầm một đám bùn trên mặt đất lên, đưa lên mũi ngửi ngửi. Trong huyệt mộ càng ngày càng u ám, thi khí đậm đặc bốc lên, chỉ có tế miểu quỷ ban chỉ ra mới có thể ngăn cản được. Nếu không có linh khí hộ thân, cho dù là tu sĩ thần cơ đại viên mãn đi vào một huyệt, đều bị thi khí tiến vào cơ thể, hoặc hóa thành huyết bùn, hoặc biến thành thi tà. Một hồ nước màu đen xuất hiện trong mộ huyệt, nước đen bên trong đang sôi trào, từng đạo khói đen bốc lên, có một đoàn tử sắc quang hoa lơ lửng giữa hồ nước, không ngừng nhấp nháy, là một hạt châu màu tím. Những khí đen bay ra khỏi hồ rất giống từng cái quỷ thủ, thật giống như trong nước tai nghén ra ngàn vạn quỷ hồn, còn có âm thanh phù phù xuất hiện. Bỗng nhiên Phong Phi Vân dừng bước lại, bành, tiểu tà ma đi đường không chuyên tâm nên va vào lưng của hắn, lúc này không ngừng vuốt trán. Âm khí thật mạnh. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào hạt châu màu tím, nhìn thấy có từng đạo hoa văn quấn quanh hạt châu, sau đó tiến vào trong hạt châu. Đây không phải là tứ phẩm linh đan sao? Con người tiểu tà ma chớp động tinh quang, trong miệng có tiếng nuốt nước miếng. Thật là một quả tứ phẩm linh đan, dùng nước luyện thành, một xác ướp cổ không ngờ luyện đan trong mộ huyệt, cái này. Phong Phi Vân nói, nhị phẩm linh đan cũng đã là hy hữu chân bảo, tam phẩm linh đan không phải tiền có thể mua được, tứ phẩm linh đan rất thưa thớt có thể so sánh với linh khí, cả thần tấn vương triều luyện đan sư có thể luyện ra tứ phẩm linh đan quả thật không vượt qua 10 người. Thi tà trải qua thi tà nhị biến cũng đã có được trí khôn nhất định, đạt tới thi tà tam biến trí tuệ đã không thấp hơn người bình thường. Xác ướp cổ luyện đan, mặc dù có chút kinh hãi thế tục, nhưng cũng không phải là không được. Mèo mèo. Xác ướp cổ mặc áo giáp trắng đứng bên bờ hồ nước, thân thể cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích, trong ngực hắn ôm đạm đạm dịu dàng ngoan ngoãn đến cực điểm, mắt mèo nhìn chằm chằm vào hào quang màu tím trên hồ nước.
Tu vị xác ướp cổ này tự nhiên không thể nào không phát hiện ra Phong Phi Vân cùng tiểu tà ma, nhưng mà hắn vẫn không quay người lại, chỉ đứng ở nơi đó, lưu lại bóng lưng lỗi lạc như thạch điêu. Ca, ngươi nhìn áo giáp của hắn kìa. Tiểu tà ma lại giật nhẹ ống tay áo Phong Phi Vân. Trên áo giáp trắng của thi tà này dù cả ngàn năm qua đi vẫn không mục nát, ngay cả dấu rỉ sét cũng không có, lưu động bạch sắc quang mang, hiển nhiên không là phàm phẩm. Sau vai có tấm áo choàng màu đỏ, áo giáp trắng không có gì nhưng mà áo choàng đã hư thối, nghiền nát không chịu nổi, tuy đã nghiền nát nhưng giống như lá cờ tàn, vẫn phất phơ trong gió. Có thể tưởng tượng hắn trước khi chết có tư thế oai hùng bừng bừng, uy phong lẫm lẫm. Nhưng chính thức làm cho Phong Phi Vân chú ý chính là lạc ấn tròn ở trên áo giáp, lạc ấn có một chữ phong, giống như cái kiên tròn bắt mắt. Chẳng lẽ, hắn là một vị nhân kiệt phong gia? Bàn tay Phong Phi Vân vận chuyển tiểu diễn thuật, muốn suy tính lai lịch xác ướp cổ, nhưng lại bị một lực lượng vô hình chặt dứt, không chỉ có không cách nào suy tính, bàn tay của hắn suýt vỡ ra. Rầm rầm, bàn tay nhỏ bé của tiểu tà ma chạm vào trong ngực, lấy ra một mộc giản màu vàng, thiết khắc gỗ thành, kim tuyến tương liên, tổng cộng có hơn 300 khối nhỏ, mỗi một khối nhỏ có khắc tên và ngày tháng. Tay của nàng cầm một cái mộc giản, duỗi ngón tay ra tìm kiếm mộc giản. Tìm rất chuyên tâm. Trong tay ngươi cầm cái gì? Phong Phi Vân nhìn qua mộc giản. Thần phổ. Tiểu tà ma vẫn đang tìm kiếm. Thần phổ, ngươi sẽ không trộm ra phả tộc phổ đấy chứ? Phong Phi Vân một tay túm lấy mộc giản của nàng xem xét, quả nhiên là tộc phổ phong gia, từng tục danh tổ tiên phong gia khắc lên trên, thập phần kỹ càng. Nàng đã trộm nó. Mỗi gia tộc cổ xưa chỉ có một phần gia phả, không chỉ khắc tục danh và cuộc đời của tiên hiền. Còn ghi lại một vài che giấu của gia tộc, ví dụ như phong gia bốn tổ địa đều có ghi rõ ràng trên gia phả. Bởi vì trong gia phả có nhiều che giấu, cho nên bình thường đều đặt trong nhà thờ tổ, do cường giả tuyệt đỉnh thủ hộ, trừ gia chủ mỗi thời đại, ngoại nhân căn bản không gặp được. Phong Phi Vân cầm gia phả xem nửa ngày, hắc tuyến trên trán càng ngày càng sâu, khó trách tiểu tà ma có thể tiến vào tổ địa phong gia, còn móc xương cốt tổ tiên ra ngoài. Thì ra nàng từ tộc phổ tìm ra phương pháp đi vào tổ địa. Thật sự là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Phong Phi Vân cảm thán. Ta không có trộm, là đạm đạm lén mang ra. Tiểu tà ma lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người con mèo. Một con mèo có thể trộm tộc phổ từ trong nhà thờ tổ để phòng xâm nghiêm lén mang ra ngoài hay sao? Nếu thật sự là như vậy, đám cường giả tuyệt đỉnh của phong gia đều là một đám bao cỏ phế vật rồi. Ồ, chẳng lẽ là hắn? Phong Phi Vân tìm ra manh mối trên gia phả, có lẽ chính là thân phận chân thật của nam tử chết hơn ngàn năm 500 năm này. Phong gia thành lập hơn 1.500 năm trước, gia chủ phong gia đời thứ nhất tài hoa hơn người, thiên tư tung hoành, nhưng mà một người cho dù tu vị cao đều khó có khả năng dùng sức một mình, thành lập một gia tộc khổng lồ như phong gia. Trên gia phả có ghi lại, gia chủ phong gia đời thứ nhất có một đệ đệ, thiên tư càng hơn cả huynh trưởng. Là vương giả xứng đáng ở thời đại đó, bình sinh đại chiến 780 chàng, không một thua trận. Phàm là người dám không phục phong gia đều bị hắn cường thế chấn áp, người không phục, đánh phục, ngay cả phủ chủ Nam Thái Phủ lúc đó cũng thua 3 lượt trong tay hắn. Trên gia phả đánh giá hắn cực cao, không tới 30 tuổi suýt chút nữa đột phá cự kình, đạt tới cảnh giới rất cao, được xưng là phong gia đệ nhất nhân. Nếu không phải chết, rất có thể dẫn đầu phong gia trở thành siêu cấp môn phiệt sánh ngang tứ đại môn phiệt. Có rất ít người biết rõ tên thật của hắn, trên gia phả chỉ ghi hai chữ Phong Si. Ai, một đời anh kiệt lại mất tích ở quận Tam Thánh, từ nay về sau không xuất hiện trên nhân gian. Đây là một cọc án lịch sử mà phong gia không giải quyết được, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, chỉ có người nhìn thấy hắn xuất hiện bên ngoài phong gia tổ địa, về sau thì đi tới quận Tam Thánh, sau đó triệt để bốc hơi giữa nhân gian. Nếu như nam tử mặc áo giáp trắng này thật sự là một tiên hiền của phong gia, như vậy có thể tìm ra tin tức về hắn trên tộc phổ, chỉ có hắn mà thôi. Chẳng lẽ phong gia đệ nhất nhân lại chết ở Bán Đạp Sơn, chôn xương dưới ngọn núi nhỏ? Chuyện này quá thê lương rồi, nếu không có nữ ma xuất thế, chỉ sợ bị thần thoại của phong gia lúc trước đã không xuất thế rồi. Mèo con nhìn thấy tiểu tà ma, lại nhảy ra khỏi ngực Phong Si, đã chạy tới và cầm lấy làn váy của tiểu tà ma. Phong Si vẫn đứng lặng ở bờ hồ như trước, đứng thẳng nhìn chằm chằm vào hạt châu màu tím, vẫn không nhúc nhích, giống như có lẽ đã hóa thành tấm bia to.
Phong Phi Vân kéo tiểu tà ma ra khỏi mộ, tứ phẩm linh đan tuy mê người, nhưng đó là của người khác, nếu mạnh mẽ bắt lấy, chỉ biết sẽ uổng mạng. Cho dù Phong Si đã từng là tiên hiền Phong gia, nhưng đã chết, chỉ là một xác ướp cổ, một thi tà tam biến. Đi ra khỏi huyệt, trực tiếp đi thẳng lên đỉnh núi, không hề dừng lại nửa phần. Sau khi Phong Phi Vân cùng tiểu tà ma leo tới sườn núi, xa xa có tiếng giống to. Oanh! Vô pháp thì động động chủ cầm theo đuổi thi linh đánh bại tàn thi, chấn thi thần phù nằm trên đỉnh đầu tứ phương thiên hầu, tứ phương thiên hầu phản kích mấy lần và bị chấn áp. Tứ phương thiên hầu, người cũng đã chết, vinh nhục đã ném đi, nên ngoan ngoãn làm thi nô cho bản tôn đi. Phốc, phốc, phốc! Vô số thi tà đều bị lực lượng chấn thi thần phù bắn vào nát bấy, áp thành cốt phấn, rơi vãi trên mặt đất, trên đất có tới mấy ngàn thi cung. Những thi tà cường đại bị đuổi thi linh chấn áp, toàn bộ quỳ rạp trên đất lên, vô cùng thành kính cúng bái tên động chủ này, giống như vạn thi hành hương. Bắc cương cản thi nhân đúng là quá cường đại, không ngờ có thể thu phục thi tà sánh ngang cự kình. Vô pháp thi động cũng không phải là những thi động khủng bố, không biết mấy thi động truyền thừa cổ xưa mạnh tới mức nào. Phong Phi Vân nhìn thấy tứ phương thiên hầu bị chấn áp, lại ngẩng đầu nhìn qua xa xa, nhìn thấy lão giả mặc đạo bào trắng đen đứng trên không. Tuy già nua nhưng lại không có suy yếu, ánh mắt như chim ưng, khí tức lạnh thấu xương. Ầm ầm, đột nhiên trên đỉnh bán đạp sơn truyền tới lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng này làm cho thiên địa biến sắc, hoàn vũ run rẩy, giống như thần vực rơi xuống. Bành, sắc mặt Phong Phi Vân cuồng biến, lực lượng này ép hai chân của hắn khuỵu xuống, cự đạo cắm xuống đất, hai tay cầm chặt chuôi đao mới có thể gian nan bảo trì đứng thẳng. Đây là cảnh khủng bố. Mây đen trên bầu trời tách ra, một bàn tay khủng bố áp xuống, thân thể động chủ thi động đổ máu, hắc bạch cản thi bào cũng bị xé rách, thân thể bị đánh vào lòng đất, xuất hiện một hố to. Lực lượng này không cách nào chống cự được. Cho dù là cự kình cũng bị chấn áp. Bành, bành. Chấn thi thần phù và cản thi linh bị đánh bay, sinh ra vết rách vỡ nát, hai kiện linh khí đuổi thi này suốt nữa bị đánh tan nát. Một bàn tay có thể đánh tan linh khí. Cơ hồ tất cả thi tà quỳ xuống, đầu áp xuống mặt đất, toàn thân đang run rẩy. Trên đỉnh bán đạp sơn có một cường giả tuyệt thế. Phong Phi Vân nhìn qua đỉnh núi, lại nhìn qua dấu trưởng ấn lúc nãy rộng mấy ngàn trượng, sâu vài chục trượng, trực tiếp hóa thành thâm cốc. Khói đặc bay lên, quả thực suýt chút nữa làm thiên địa đảo ngược. Nữ ma. Toàn thân vô pháp thi động động chủ đổ máu, hắn gian nan leo ra khỏi bùn đất. Hắn thụ thương rất nặng, thu hồi chấn thi thần phù và cản thi linh, cũng không quay đầu lại chạy về phía bức, một động chủ địa vị cao thượng lại thất bại, quả thực thoát đi vô cùng chật vật. Hắn sợ hãi không nhẹ, càng chạy càng nhanh. Một hồi gió lạnh thổi qua, tuyết lại rơi xuống. Cả bán đạp sơn đều trở nên yên tĩnh. Phong Phi Vân một tay che ngực, cảm giác đau đớn, tuy trường ấn từ trên đỉnh núi đánh xuống, công kích động chủ thi động kia ở cách 10 dặm, nhưng mà hắn lại bị chấn thương. Lực lượng này mạnh tới mức khó nói nổi. Trong thiên địa còn có thi khí chí cao vô thượng tỏa ra, cơ hồ tất cả thi tà đều quỳ xuống, chỉ có tàn thi tứ phương thiên hầu còn đứng thẳng, sừng sững trên vách đá. Không, còn có một bóng trắng đứng trước khe núi, hai mắt đạm mạc nhìn qua phương bắc, bóng dáng này mặc thần khải màu trắng, giống như lãng tử tịch mịch tìm đường trở về nhà. Phong Si tịch mịch như tuyết, im ắng và thê lãnh. Lực lượng này, khí tức này. Phong Phi Vân nhìn qua núi cao mây khói lượn lờ, nhưng lại càng khắc nghiệt hơn trước. Nữ ma vẫn còn ở lại bán đạp sơn sao? Trên ngón tay Phong Phi Vân đeo miểu quỷ ban chỉ tự hành chuyển động, sáu bức bản đồ cổ nhấp nháy liên tục, nó giống như cảm nhận được khí tức thanh đồng linh thuyền. Ca, chúng ta còn đi lên đỉnh núi không? Tiểu tà ma hỏi. Trong mắt Phong Phi Vân tràn ngập kiên nghị, lực lượng dẫn dắt trong tối tăm kia càng ngày càng mãnh liệt, trầm tư một lát, nói. Ta phải lấy được, người đừng có đi. Trên đỉnh núi có lực lượng quá mức cường đại, cho dù không phải nữ ma, cũng nhất định là tồn tại vô cùng khủng bố, quả thực làm cho người ta phải chùn bước, nhưng mà Phong Phi Vân không có lựa chọn. Trên đường tu hành, chỉ khi bước bản thân mình vào tuyệt cảnh mới có thể tìm được đột phá. Tốt, ta không đi. Vượt quá Phong Phi Vân dự kiến, lần này tiểu tà ma không có lại dính người, quay người đi xuống núi. Tiểu nha đầu này tư duy đúng là không đoán ra. Phong Phi Vân nhìn qua bóng lưng nho nhỏ của nàng,
cảm giác cảm thấy nàng đang đánh chủ ý quỷ gì đó, không có khả năng thật sự bị dọa sợ. Trên đường núi trở nên bình tĩnh không ít, rất ít gặp được thi tà. Cho dù cực nhỏ có thi tà nhị biến cường đại, Phong Phi Vân đều tránh đi, đi đường vòng. Trên đỉnh núi luôn có khí thức đậm đặc nhiếp người, tuy nhìn không thấy nhưng lại tồn tại chân thật, nếu là tu sĩ khác, chắc chắn sẽ bị khí thức này dọa sợ bỏ chạy thật xa. Rốt cục đã đi tới đỉnh Bán Đạp Sơn, nơi này vô cùng hoang vu, cỏ cây hóa thành cho bụi, bùn đất và đá biến thành cát vàng, trên bầu trời có bông tuyết rơi xuống, còn không có rơi xuống đất đã hóa thành khí. Cát vàng bay đầy trời, gió lạnh gào thét khiến người ta đau tai, giống như đang đi trong sa mạc. Rốt cuộc Phong Phi Vân nhìn thấy tế đàn cổ xưa, nó là mấy ngàn tấm bia đá xếp thành tế đàn, chôn sâu trong cát vàng, hằng cổ bất động, cho dù là vòi rồng quét qua cũng không thể di động chúng một chút nào cả. Nói là tấm bia đá, kỳ thật là một khối đá thô lậu mà thôi. Phong Phi Vân đứng bên ngoài tế đàn, bên cạnh có một tấm bia đá màu trắng cao hơn hắn gấp 3 lần, lộ ra khí tức không giống tầm thường, cổ xưa, trầm trọng, còn ẩn chứa một ít thứ gì đó, loại cảm giác này không nói ra được. Kỳ quái, chẳng lẽ đây là một tòa tế đàn, dùng số lượng tiểu diễn xếp thành. Tế đàn này vô cùng to lớn, bên trong như rừng đá mê cung, ngay cả thần thức cũng không thể tiến vào, ẩn chứa quy luật nào đó. Trong mắt của người khác, rừng đá này chẳng khác gì một đám đá nát mà thôi, nhưng mà dùng nhãn lực Phong Phi Vân lại nhìn ra chúng không tầm thường. Phong Phi Vân ngồi dưới đất, muốn dùng tiểu diễn thuật suy tính, trong tế đàn phía trước có cát vàng quét qua, một đạo thanh sắc quang mang từ sâu trong tế đàn bắn lên trời. Miểu quỷ ban chỉ chấn động kịch liệt, thiếu chút nữa bay ra khỏi tay. Trong tế đàn có người, chẳng lẽ nữ ma thật ngộ đạo bên trong sao? Phong Phi Vân căn bản không có tâm tư suy tính nữa, chậm rãi đi một bước vào trong tế đàn. Oanh! Chỉ bước vào trong một bước, lập tức vật đổi sao rời, thiên địa như đảo ngược, một vòi rồng mang theo cát vàng đụng vào người Phong Phi Vân, thổi hắn bay ra ngoài. Lúc hắn rơi xuống đất đã không biết đang ở hướng nào trong tế đàn. Phong Phi Vân mới đứng vững bước chân, lại giật mình, lùi ra phía sau một bước, nói. Quả nhiên là nàng. Một thân ảnh yểu điệu xếp bằng ở đó, nổi trên cát vàng giống như ngồi trên hoa sen bệ thần, ngay cách đó không xa, mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng hắn tuyệt đối không nhận lầm người. Toàn thân nàng bao phủ trong màu vàng, trở nên mờ ảo mà linh động, có một loại ma vận, cũng có một loại tiên ý, hai chủng hoàn toàn trái ngược nhau tụ tập trên người của nàng. Một thanh đồng linh thuyền đang lơ lửng giữa bàn tay của nàng. Tay nàng có lực lượng quái dị giống như biển cát, vô biên vô hạn, thanh đồng linh thuyền không thể bay ra khỏi tay nàng. Tinh quang đầy trời hạ thấp, đều rơi vào thanh đồng linh thuyền, cũng rơi vào người nàng, không ngừng giao thoa với nhau. Ngoá, quá không biết xấu hổ, không ngờ đang tế luyện thanh đồng linh thuyền, cướp đi hóa đạo thạch, hiện tại còn muốn luyện hía thanh đồng linh thuyền, tại sao nàng không làm cường đạo đi? Trong lòng Phong Phi Vân thập phần tức giận, lại không có trách mắng, trong óc bắt đầu mưu tính làm sao đoạt lại thanh đồng linh thuyền, đây chính là một kiện thánh linh khí mãnh, cho dù trả giá bao nhiêu cũng phải thu hồi trở về. Tế đàn ỏ ổ xưa này có lực lượng thần kỳ, hơn nữa lại bị nữ ma bố trí lại một phen, nàng đã có thể nắm giữ một phần lực lượng của tế đàn, tuy nhìn thì đang toàn lực tế luyện thanh đồng linh thuyền, nhưng chỉ cần có người quấy nhiễu, nàng sẽ dùng sát chiêu vô tình. Tên động chủ vô pháp thi động chính là ví dụ tốt nhất. Nàng ngồi xếp bằng cách Phong Phi Vân không xa, nhưng mà nháy mắt lại xuất hiện bên ngoài mấy trăm trượng. Kỳ thật nàng từ đầu đến cuối không có di động chút nào cả. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai. Đồng tử Phong Phi Vân bốc lửa, hắn nhìn thấy trên đất có một đạo văn, tuy có thể nhìn thấy, nhưng lại không cách nào phá giải, bởi vì đây là ma nữ khắc xuống. Trong lòng âm thầm may mắn bản thân mình vừa rồi không ra tay đánh lén, tuy nhìn thì hắn và nữ ma cách nhau không xa, nhưng lại có khả năng cách nhau mấy ngàn thước, đây là chỉ xích thiên nhai thần thuật, cho dù Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng có vượt qua. Không phá được chỉ xích thiên nhai thần thuật, căn bản không tới gần thân thể của nàng. Giờ phút này nếu cưỡng ép hiếp cướp lấy thanh đồng linh thuyền, chẳng khác gì đi tìm chết, còn không bằng âm thầm tăng tu vị lên, chờ cơ hội. Một khi xuất hiện chuyện xấu, Phong Phi Vân sẽ có cơ hội. Nếu ngươi đang ngộ đạo, ta đây sẽ tới mượn đường, ăn cắp đạo quả của ngươi. Phong Phi Vân ngồi xuống, ngồi bên cạnh tấm bia đá, lĩnh ngộ một tia đạo tắc ở đây, thu nạp vào trong thân thể.
Thượng cổ tế đàn ẩn chứa một lực lượng thần bí, lực lượng này có thể giúp rất ít người ngộ đạo, nhưng mà nữ ma kinh thái tuyệt diễm, nàng tìm ra được lực lượng bổn nguyên của tế đàn, ở chỗ này nàng ngộ đạo liên tục. Nàng vừa ngộ đạo, vừa tế luyện thanh đồng linh thuyền. Phong Phi Vân hiện tại muốn vận dụng Phượng Hoàng bí pháp, ăn cắp một tia đạo quả của nàng đến để thăng tu vị của mình. Lực lượng của thượng cổ tế đàn nằm ở đâu? Thường nhân không thể đo lường được, cũng rất khó suy tính, nhưng mà nữ ma lại có thể từ trong tối tăm tìm ra lực lượng đó, đang luyện hóa vào bản thân. Phong Phi Vân ngồi tại biên giới tế đàn, đang dẫn trộm đạo quả của nàng, tuy chỉ có thể trộm lấy một tia, nhưng đã vô cùng hưởng thụ rồi. Đã từng có người ngồi xếp bằng một đêm trên tế đàn, tu vị từ thần cơ đại viên mãn đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cấp bậc cự kình, bởi vậy có thể thấy được lực lượng của tế đàn mênh mông cỡ nào. Bành! Từng sợi đạo tác vô hình chảy vào thân thể, trong đầu ngừng tụ ra đạo thần thức thứ 9. Thật sự quá nhanh, không tới nửa canh giờ đã tăng lên một bước, tu luyện ra thần thức thứ 9, cách thần cơ đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Đây là lực lượng thượng cổ tế đàn. Thần cơ đỉnh phong là một đại cảnh, vô số tu sĩ cả đời bị khốn chết ở cảnh giới này, những trưởng lão môn phái phần lớn đều là thần cơ đỉnh phong. Không cách nào tu luyện ra 10 đạo thần thức, không thể trở thành thần cơ đại viên mãn. Có thể đạt tới thần cơ đại viên mãn, dù sao đều là số ít, mặc dù là thiên hạ đệ nhất thánh địa vạn tượng tháp, tụ tập không biết bao nhiêu thiên tài, thần cơ đại viên mãn cũng chưa tới 300 người. 10 vạn tuyệt đỉnh thiên tài mới có 300 người. Xác suất này thấp cỡ nào? Ở nơi khác thần cơ đại viên mãn thì càng ít, cho dù có phần lớn cũng là thần cơ đại viên mãn thế hệ trước, tu luyện 6, 70 năm, thậm chí trên 100 năm mới đạt tới thần cơ đại viên mãn. Ngay cả gia tộc như Phong gia mà nói, trưởng lão đạt tới thần cơ không dưới mấy trăm, kể cả thần cơ sơ kỳ, thần cơ trung kỳ, thần cơ đỉnh phong, thần cơ đại viên mãn. Nhưng mà thần cơ đại viên mãn cảnh không tới 10 người. Đệ tử trực hệ của Phong gia có gần 16 mạch, tu sĩ nhiều không kể xiết. Số lượng trăm vạn mà tính, nhưng mà có thể đạt tới thần cơ đại viên mãn chưa tới 10 người, loại xác suất này quá thấp. Cũng từ phản ứng này mà nói, muốn tu luyện tới thần cơ đại viên mãn là khó khăn bực nào. Một khi bước vào thần cơ đại viên mãn, tương đương với mở ra sân khấu mới hơn, sơ bộ bước vào con đường cường giả. Phong Phi Vân hôm nay đã cô đọng ra 9 đạo thần thức. Chỉ cần cô đọng thêm một đạo, có thể bước vào thần cơ đại viên mãn. Cái gọi là thần cơ đại viên mãn, kỳ thật cũng là thần thức đại viên mãn. Nhất định phải mượn nhờ cơ hội này trộm lấy đạo quả của ma nữ, một lần hành động trùng kích đến thần cơ đại viên mãn, bằng không nếu theo tốc độ tu luyện bình thường, ta phải tu luyện 2 năm mới có thể đạt tới thần cơ đại viên mãn. Trong lòng Phong Phi Vân vô cùng bức thiết tăng cảnh giới lên, hiện tượng thiên văn cũng đã bày biện ra quần long phệ thiên. Thái vi thủ tâm, như vậy không lâu sau hỗn loạn càng gấp 10 lần hiện tại, trong chiến hỏa mà không có thực lực, chỉ biến thành con kiến dưới chân người khác, bị giết chết dễ dàng. Phong Phi Vân đặt mục tiêu cho mình trong 3 năm phá tan thần cơ đại viên mãn, bước vào thiên mệnh đệ nhất trọng. Nếu nói thần cơ đại viên mãn xem như sơ bộ bước vào cánh cửa cường giả, như vậy thiên mệnh đệ nhất trọng mới xem như chính thức là cường giả. 3 năm này là đại chiến bách tháp bảng. Cũng là đại chiến của bản thân Phong Phi Vân. Bành! Ngưng tụ ra 10 đạo thần thức quá khó, đã nghiền nát 87 lần, mỗi một lần gần đạt tới thì tan vỡ, căn bản không cách nào ổn định, muốn đạt tới thần cơ đại viên mãn thật sự rất khó khăn, mặc dù Phong Phi Vân lĩnh ngộ thiên đạo cực cao, vẫn không cách nào thành công trong thời gian ngắn. Suốt 2 ngày qua đi, nữ ma đã xếp bằng ở trung tâm tế đàn, mà Phong Phi Vân đang ngồi ở bên giới. Hai người hình thành một loại xu thế, một ngộ đạo, một trộm lấy. Ngưng tụ 3.400 lần cũng không thể thành công, không được, không thể lại tiếp tục như vậy. Phong Phi Vân quyết đoán tỉnh lại, dương đôi mắt nhìn, không tiếp tục ngưng tụ thần thức thứ 10, cho dù tiếp tục ngưng tụ cũng không thành công, ngược lại càng tổn thương lớn tới 9 đạo thần thức. Có lẽ có thể dùng số lượng tiểu diễn nếm thử ngưng tụ thần thức. Trong tế đàn có đạo vô hình tiến vào trong người của Phong Phi Vân. Nhưng mà hắn không có tiếp tục ngưng tụ thần thức thứ 10, ngược lại nhường đường cho 9 đạo thần thức khác xông lên. Tiểu diễn số lượng là 40, nhưng mà trong người Phong Phi Vân cũng chỉ có 9 đạo thần thức, vì vậy Phong Phi Vân làm ra quyết định lớn mật, vậy mà đem 9 đạo thần thức phân cách ra thành 40. Đây là hành vi cực kỳ mạo hiểm, không cẩn thận là thần thức vỡ vụn, té xuống thần cơ trung kỳ.
nhưng mà hắn lại không phải mù quáng làm như vậy, người khác sở dĩ tu luyện ra 10 đạo thần thức, chính là thần thức đại viên mãn, không thể tu luyện ra thêm thần thức nữa, đó là bởi vì nhân loại linh hồn chia làm 3 hồn 7 vía, cộng lại là 10. Cho nên tu luyện ra 10 đạo thần thức, chính là thần thức đại viên mãn, cũng là thần cơ đại viên mãn. Nhưng mà Phong Phi Vân thì khác, trong thân thể của hắn không chỉ có linh hồn nhân loại, càng có linh hồn phượng hoàng. Linh hồn phượng hoàng mạnh hơn linh hồn nhân loại gấp 3 lần. Nhân loại linh hồn là 3 hồn 7 vía. Phượng hoàng linh hồn là 9 hồn 21 phách. Cho nên Phong Phi Vân có khả năng tu luyện ra 40 đạo thần thức, đương nhiên đây chỉ là giả thuyết, bởi vì còn chưa từng xảy ra chuyện một người có linh hồn nhân loại và phượng hoàng cùng tồn tại trong một thể. Hắn tuyệt đối thuộc về dị loại. Đây cũng là điểm khác biệt giữa hắn và người khác, tu luyện thành khác biệt, cần Phong Phi Vân tự đi lục lọi, đi nếm thử và tìm kiếm. 40 đạo thần thức, đối với đừng tu sĩ mà nói, quả thật là không dám nghĩa. 40 đạo thần thức đã nhiều gấp 4 lần người khác, nếu thật sự tụ luyện ra 40 đạo thần thức, khẳng định không chỉ cường đại hơn người khác 4 lần đơn giản như thế, bởi vì đây không phải là phép cộng, đây là cấp số nhân. Nếu là bình thường, cho dù có suy nghĩ điên cuồng như thế, Phong Phi Vân cũng không dám dễ dàng nếm thử, bởi vì cần linh khí khổng lồ làm trụ cột tu luyện. Cho dù chuẩn bị 100 khối chân diệu linh thạch, đoán chừng cũng không đủ hấp thu. Nhưng mà hôm nay đang ở trong tế đàn, có thể trộm lấy đạo quả của nữ ma mà dùng, đây quả thực chính là ăn cướp trần trụi, hơn nữa vô cùng vô tận, điều này cũng làm cho Phong Phi Vân miễn trừ nỗi lo về sau, đưa ra quyết định điên cuồng này. Vẫn bị nữ ma cướp đoạt, lần này cũng phải cướp lại. 9 đạo thần thức bị phân cách thành 40 đám nhỏ. Thần thức tự nhiên là không thể phân cách. Dưới tình huống bình thường một khi phân cách thì chúng sẽ tiêu tán nhanh chóng, hóa thành từng sợi sương mù. Nhưng mà 40 đoàn thần thức lại bị Phong Phi Vân dùng tiểu diễn vận chuyển, lại có đạo tắc không ngừng rót vào trong đó, quả thực sinh sinh bất tức, không chỉ có không có tiêu tán, chúng càng ngưng thực lớn mạnh. Giống như thai nghén ra 40 phôi thai, muốn thai nghén chúng thành hài nhi, sau đó lớn lên, độc lập sinh tồn, thậm chí độc lập tu luyện. Đây là một quá trình khá dài. Lại trôi qua 7 ngày. 40 đoàn thần thức đã lớn hơn gấp đôi, giống như trứng gà bắt đầu ấp trứng, ngưng tụ thành 40 quả bóng nhỏ, tản ra hào quang màu xanh, trong đầu xếp đặt thành tiểu diễn đồ, giống như 40 viên bảo thạch khảm vào một khúc vải, xếp đặt quy luật tương tự tế đàn. Trong óc có hào quang sáng ngời hiện ra, giống như tinh không lập lòe, linh khí tỏa sáng như sao trời. Cái này, đến chính là thần cơ đại viên mãn. Phong Phi Vân cũng không biết thực lực của mình hiện tại tăng trưởng tới mức nào, chỉ biết linh khí trong đan điền tinh thuần hơn mấy lần, tràn ngập đan điền của hắn, bao phủ toàn bộ thân thể, mỗi tế bào đều có linh khí sung túc. Oanh! Đột nhiên cửu mệnh huyệt trên ngực Phong Phi Vân mở ra, giống như mở nút chai ra, trong thân thể linh khí bành trướng, điên cuồng lao ra ngoài dung nhập vào trong thiên địa. Đan điền một người lớn cỡ nào cũng có giới hạn, nhưng mà thiên địa là vô hạn, muốn dung nạp thêm linh khí. Nhất định phải cho đan điền câu thông với thiên địa, có thể tùy thời điều động linh khí trong thiên địa hóa thành cho mình dùng. Mà huyệt đạo giải khai, chính là câu thông đan điền với thiên địa. Muốn chính thức đạt tới thần cơ đại viên mãn, không chỉ cần tu luyện ra 10 đạo thần thức, càng phải mở 9 mệnh huyệt ra, câu thông đan điền với thiên địa. 10 đạo thần thức, tạo hóa thiên địa, mệnh huyệt làm cầu, linh khí vô cùng vô tận, đây mới là thần cơ đại viên mãn. Đương nhiên thần cơ đại viên mãn cũng có phân chia cao thấp, mấu chốt là số lượng cầu câu thông thiên địa, cũng chính là số mệnh huyệt đã mở ra. Thân thể có 360 mệnh huyệt, con người sinh ra thì 360 mệnh huyệt đều phong bế, thân thể cũng phong bế, chỉ có đạt tới thần cơ đại viên mãn mới có thể mở những mệnh huyệt này. Phong Phi Vân hiện tại mới mở ra cửu tòa mệnh huyệt bỏ đi, còn có 351 tòa mệnh huyệt đều là phong bế, tương lai tiềm lực vô cùng. Mỗi nhiều mở ra một đạo mệnh huyệt, lực lượng sẽ tăng thêm một phần. Sau khi mở 360 mệnh huyệt ra, như vậy có thể độ địa kiếp, trùng kích thiên mệnh đệ nhất trọng. Hô! Phong Phi Vân thở ra một hơi. Đây là thần cơ đại viên mãn, thần thức đại viên mãn, thân thể kết nối thiên địa, linh khí cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không khô kiệt. Hôm nay lực lượng đã đạt tới mức nào rồi? Phong Phi Vân cảm giác mình cường đại hơn thần cơ đại viên mãn không nhỏ, dù sao hắn từ thần cơ đỉnh phong đã có thể đánh chết tu sĩ thần cơ đại viên mãn yếu nhược. Mà tu ra 40 đạo thần thức,
tuy vẫn là thần cơ đại viên mãn như cũ, nhưng mà chiến lực đã không thể dùng thần cơ đại viên mãn đi cân nhắc. Long Hoàng nhất đao sát. Phong Phi Vân một tay ngưng trưởng thành đao, một đạo bạch sắc đao lãng bắn ra ngoài, hình dạng một thần long, uốn lượn trong không khí không tiêu tán. Phong Phi Vân vẫn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ Long Hoàng đao quyết chiêu thứ nhất, hôm nay lại lĩnh ngộ tự nhiên, đạt tới 10 tầng chân tủy, một đao này vừa ra có thể chém giết mấy tu sĩ thần cơ đại viên mãn. 40 đạo thần thức lơ lửng trong đầu, xếp đặt thành tế đàn tiểu diễn hào, giống như 40 ngôi sao, đặc biệt sáng chói chói mắt. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Mặc dù là Phong Phi Vân cũng không tìm ra đáp án, chưa từng có tao ngộ qua tình huống này, trong thiên hạ cũng không có bất kỳ sinh vật nào tu luyện ra 40 đạo thần thức. Người, là 10 đạo thần thức. Phượng Hoàng, là 30 đạo thần thức. Chân Long, là 33 đạo thần thức. Thần cơ đại viên mãn, mở ra 9 mệnh huyệt, còn có 351 cái, con đường tu luyện cần tích lũy. Tu đạo khó, chỗ khó khăn nhất là nhập môn, linh dẫn là nhập môn, tiên căn là nhập môn, thần cơ cũng là nhập môn, có thể vượt qua 3 tiểu cảnh giới này mới xem như chính thức trở thành tu tiên giả, nhưng mà chúng sinh đâu chỉ có ngàn tỷ, nhưng có thể nhập môn không có bao nhiêu người. Thần cơ lại là chỗ khó khăn nhất, không biết bao nhiêu anh kiệt bị vây khốn ở cảnh giới này mấy chục năm hơn trăm năm không vượt qua được, qua đi một thân tài hoa, cuối cùng giống như phàm nhân chết già. Tu tiên khối thứ nhất Olap cơ sở, đúng là rất khó tu thành, thần cơ là bước mấu chốt của tu đạo, đạo hạnh vạn năm không sánh bằng một lần thần cơ hư hỏng. Phong Phi Vân từ từ thở dài, chợt trong mắt bắn ra thần quang, thần cơ đại viên mãn là một khảm, hôm nay vượt qua cấp độ này mới tính là tinh anh, bày ở trước mặt mình chính là luyện mệnh huyệt cùng độ địa kiếp, hai đại quan này phải vượt qua, có thể đoạt được thiên mệnh, thọ 500 năm, từ nay về sau có thể có thêm thời gian tu đạo. Trên bầu trời đầy sao rậm rạp, ngân hà kéo dài qua bầu trời, kết nối thành hai mảnh tinh không. Hai đạo lưu tinh từ phương Bắc bay tới, xuyên qua ngân hà, phương hướng trực chỉ Bán Đạp Sơn, qua trong giây lát cũng đã hạ xuống bên ngoài tế đàn. Hai đạo uy áp này hàng lâm, giống như hai con man hoang ma thú xuyên qua bình chướng thái cổ đi tới thế giới này. Là các nàng. Phong Phi Vân vội vàng lui về phía sau một bước, cát vàng trên đất xoáy lên vòng xoáy, che giấu chính mình. Thân thể biến mất trong cát vàng. Nữ ma cũng cảm nhận được hai khí tức này, nhưng không có bừng tỉnh từ trong tu luyện, thân thể vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại ngồi ở đó. Ánh sao đầy trời chiếu vào thân nàng, nàng vẫn cô đọng thanh đồng linh chu, khóe mắt không nhúc nhích chút nào cả. Tam thi chảm đạo, trước phân tam thi, lại tụ họp tam thi gặp nhau, có thể chảm thiên đạo. Bên ngoài tế đàn gió núi lạnh giá đêm tối tuyết bay. Bông tuyết giống như lông nhung của Phượng Hoàng, 10 vạn non sông, bông tuyết phiêu linh, làm cho đêm tối tịch mịch càng lạnh giá, càng xinh đẹp. Tiêu Nặc Lan chống cây dù giấy đứng bên ngoài tế đàn, quần áo thiếp thân màu trắng vòng quanh đường cong mê người của nàng. Bên phải nàng có một cung điện bạch cốt lơ lửng, bốn cửa cung mở ra, không có thi khí gay mũi, lại tràn ngập khí tức tiên linh, ngửi một hơi đã cảm thấy vô cùng ngọt ngào mê người. Người rõ ràng cũng ra khỏi Vô Lượng Tháp. Nữ ma vẫn nhắm mắt, trong nội tâm không sợ hãi, da thịt tuyết trắng như ngọc có hào quang màu xanh lưu động, lông mi thật dài rung động, nhưng không có mở to mắt, lại nói. Ta sắp hoàn thành thi biến lần thứ 5, lại quay về Vô Lượng Tháp đoạt đạo cơ của ngươi, không ngờ ngươi lại trốn ra ngoài. Vô Lượng Tháp không vây ngươi được, tự nhiên cũng không thể làm khó ta, ngươi là ác thi của ta, cũng nên quay về bản tôn đi. Bộ dáng Tiêu Nặc Lan có một ít khác biệt với nữ ma. Nhưng mà một thời gian ngắn không gặp, bộ dáng của nàng biến hóa không ít, giống nữ ma như đúc. Nếu như hai người đứng chung một chỗ, có rất ít người có thể phân biệt bọn họ, ai là ác thi? Ai là bản tôn? Người đạo cơ lui bước, ác thi cũng là bản tôn cũng là ác thi, thế giới này cường giả vi tôn, ta mạnh hơn ngươi, ta chính là bản tôn. Trên người nữ ma có uy áp mạnh mẽ, mang theo khí tức tà ác, muốn làm cả trời xanh quỳ gối trước mặt của nàng. Thiện nhân, lấy đức thu phục người, ác nhân, dùng lực phục người. Bá! Nữ ma mở mắt ra, đôi mắt đen mang theo tĩnh mịch, tinh quang đầy trời vặn vẹo, dọc theo ánh mắt của nàng nhìn ra phương xa. Tiêu Nặc Lan khép sù lại, một ngón tay điểm nát tinh quang, dáng người yểu điệu bay tới trước, một bước bước vào trong tế đàn cổ xưa, dẫm lên tấm bia đá, nàng giống như thần hạc trong núi rừng. Oanh!
Trong lòng bàn tay của nàng chịu tải mấy tòa núi cao, lật tay tầm đã vạch nát thiên địa áp thẳng vào tế đàn, giống như muốn một chưởng đánh bán đạp sơn thành bình địa. Bản tôn không ngờ cũng cường đại tới mức này. Phong Phi Vân tàng hình dưới một tấm bia đá, miểu quỷ ban chỉ thủ hộ bản thân, nhưng vẫn cảm giác được tử vong như cũ, tùy thời tùy khắc đều có thể có một đạo khí lưu đánh chết mình. May mắn tế đàn này có lực lượng không cách nào phá hủy, muôn đời vẫn không hủy diệt, mặc dù là nữ ma cùng Tiêu Nặc Lan có tu vị khủng bố khôn cùng, nhưng mà không thể dung chuyển cả ngàn khối đá ở đây. Oanh! Tòa cung điện xương cốt lơ lửng giữa không trung, bay vào tế đàn tấn công nữ ma, lực lượng mạnh mẽ này Phong Phi Vân trước kia nhận thức rồi. Cung điện xương cốt bốc cháy lên, thi hỏa vô cùng vô tận, hóa thành vô số thi ảnh cực lớn. Một kích hàng lâm khiến cả trăm dặm bán đạp sơn chìm sâu 3 mét. Thiện thi, người cũng tới, vừa vặn, tối nay luyện hóa các ngươi, giúp ta thành đại đạo. Trên người nữ ma có tinh quang bắn ra, duỗi một tay ra tụ tập thi khí vào tầng mây, một bàn tay lớn đập thẳng vào nữ ma. Đây là một cái ma thủ, có nghịch chuyển lực lượng, có thể một chưởng chấn vỡ một con sông lớn. Tiêu Nặc Lan cùng cung điện xương cốt liên thủ, không ngừng dùng sát chiêu của bản thân. Hai đạo thủy triều quét qua, đánh vỡ bàn tay ở trên trời giáng xuống. Ầm ầm, có điện quang vô tận từ đỉnh bán đạp sơn truyền ra, ảnh hưởng tới phạm vi ngàn dặm, tràng cảnh này khiến người ta sợ hãi, bầu trời trong ngàn dặm có điện thiểm lôi minh, cực giống lực lượng khai thiên tích địa thời xa xưa. Đứng ở ngoài ngàn dặm nhìn qua một màn này, tất nhiên sẽ cho rằng cả thế giới sắp hủy diệt, thiên địa đang sụp đổ. Trong tế đàn càng long trời lỡ đất, cho dù nữ ma lưu lại ma vân chỉ xích thiên nhai trên tế đàn, đánh ra vài đạo thủ hộ, nhưng vẫn không ngăn được lực lượng hủy diệt này. Phong Phi Vân trốn sau tấm bia đá, bên người có ma vân bao phủ, huống chi 6 bức bản đồ cổ của miểu quỷ ban chỉ vẫn bao bọc hắn, nhưng mà thân thể vẫn bị xuyên thủng, 6 lỗ máu xuất hiện. Bành! Rốt cuộc nữ ma đứng dậy, dáng người mỹ diệu như yêu xà, nàng bước tới một bước thì sườn núi bản đạp sơn nứt gãy. Nửa sơn thể khổng lồ bay lên cao. Bán đạp sơn to lớn cỡ nào, nhưng lại thừa nhận không nổi một bước của nàng thì đứt gãy thành hai đoạn, thần phong này bay lên trời, xuyên phá tầng mây, bay thẳng lên ngân hà cao cao. Qua biến thái, Phong Phi Vân phát hiện thân thể đang bay lên trời, cách mặt đất đã mấy ngàn trượng, bay lên tầng mây. Tam thi vẫn đại chiến như cũ, các nàng bay rất cao, thoát ly tế đàn cùng sơn thể, giống như muốn bay lên bầu trời xa xa. Lọt vào tinh không, đương nhiên đây chỉ là ảo giác thị giác bởi vì tinh không đúng là quá xa xôi. Nữ ma tế thanh đồng linh chu, chiếc thuyền vốn lớn cỡ bàn tay trở nên khổng lồ, 18 cột bườm và 18 thần đồ hiện ra, đón gió biến lớn. Một màn trên đường hoàng tuyền hiện ra, đây mới là bộ mặt thật của thanh đồng linh chu. Thanh đồng linh chu tế ra, trực tiếp đánh Tiêu Nặc Lan và cung điện xương cốt không có lực hoàn thủ, huyết vụ trên người chiếu vào rực rỡ. Nữ ma chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nếu như nàng nguyện ý, có thể một chiêu đá Tiêu Nặc Lan và cung điện xương cốt thành cho bụi. Cơ hội tới, đoạt thuyền. Trong miệng Phong Phi Vân phun ra một ngụm máu tươi, dùng máu bản thân khắc cổ trận trên mặt đất, muốn đoạt lấy thanh đồng linh chu. Tiêu Nặc Lan và Thiện Thi không phải kẻ yếu, nữ ma dù có năng lực áp chế hai nàng, toàn bộ nhờ thanh đồng linh chu, thời điểm này là thời khắc mấu chốt nữ ma khống chế thanh đồng linh chu. Cũng là thời cơ duy nhất của Phong Phi Vân đoạt lại Linh Chu. Đầu mối then chốt của thanh đồng Linh Chu chính là Long Xuyên Mã Đồ, lơ lửng trên Linh Đồ, như một mảnh thần vân. Mà Long Xuyên Mã Đồ lại chóc ra khỏi miểu quỷ ban chỉ, có liên hệ thần bí giữa miểu quỷ ban chỉ cùng 6 bức bản đồ cổ. Phong Phi Vân hiện tại muốn làm chính là dùng miểu quỷ ban chỉ cưỡng ép thu hồi Long Xuyên Mã Đồ, do đó đoạt lấy quyền khống chế thanh đồng Linh Chu. Thu. Miểu quỷ ban chỉ bỗng nhiên bay ngược lên cao, xoay tròn thật nhanh, phát ra âm thanh như quỷ linh, 6 bức bản đồ cổ hiện ra từng cái, ẩn chứa lực lượng nguy nga và cao quý, 6 đạo quang mang xông lên trời cao. Thanh đồng linh Long Xuyên Mã Đồ đã bị dẫn dắt, vậy mà không bị nữ ma khống chế bay xuống tế đàn. Nữ ma biến sắc, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào phía dưới, trực tiếp nhìn thấy thanh niên áo trắng đứng đó, khẽ vươn tay đã nắm thanh đồng linh chu vào trong tay. Sau đó thu vào trong đan điền. Cả quá trình như hành vân lưu thủy, trôi chảy đến cực điểm, giống như vốn phải là như thế. Oanh! Nữ ma hơi dừng lại một chút, cho Tiêu Nặc Lan cùng cung điện xương cốt cơ hội, chiến sự của các nàng lập tức nghịch chuyển. Một đạo hào quang chói mắt bắn ra,
quả thực giống như sao băng bay qua. Vầng sáng đâm vào Phong Phi Vân, trước mắt tối sầm. Đột nhiên dưới chân truyền tới lực lượng khổng lồ, sơn thể to lớn của bán đạp sơn đã từ trên trời rơi xuống, oanh một tiếng, dính vào đoạn phong lúc trước. Đầu của Phong Phi Vân trầm xuống, sau đó triệt để mất đi ý thức. Thời điểm tỉnh lại lần nữa cũng đã là một tháng sau, vẫn không có biến hóa khác, hắn vẫn ở trong tế đàn cổ xưa. Phi, phi. Phong Phi Vân chui ra khỏi cát vàng, trong miệng phun ra một đám cát, ngồi xuống thở dốc. Thì ra vẫn còn sống. Phốc. Phong Phi Vân còn không có ngồi vững vàng, đột nhiên liền nhảy dựng lên, cuồng lui ba bước, trong cát vàng gần hắn có một nữ thi nằm đó, một nửa thân thể bị chôn trong cát, một nửa thân thể lộ ra bên ngoài, toàn thân đều trần trụi, một chân thon dài hiện ra trên cát. Ánh mắt Phong Phi Vân dọc theo chân dài như tuyết nhìn lên, sau đó nhìn thấy bắt chân tinh tế, lại nhìn thấy đùi mượt mà, lại hướng lên. Bị cát vàng bao phủ, sau đó là cái cằm gợi cảm, một gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn hiện ra, tuyệt mỹ như tranh vẽ. Nhưng nhìn thấy gương mặt này, Phong Phi Vân nhìn không được lui ra sau ba bước, sau khi xác định nàng không bỏ dậy thì thở ra một hơi. Nữ thi này là nữ thi hoàn mỹ không tì vết. Nàng nằm trong cát vàng không mảnh vải che thân, thân thể mềm mại bị chôn một nửa, nhưng chẳng thể che lấp được thân thể yểu điệu, bộ ngực sữa cao ngất, bụng dưới bằng phẳng, còn có eo nhỏ mềm mại như rắn. Hai mắt nàng nhắm chặt, khóe mắt cong cong, lông mi có thể nhìn rõ từng cọng, bờ môi nữ thì vốn tái nhợt, nhưng mà môi nàng đặc biệt trơn bóng óng ánh. Phong Phi Vân là một người xấu, từ nhỏ hắn đã là người xấu, chơi đùa nữ nhân đúng là quá nhiều, nhưng hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ hứng thú với thi thể nữ nhân, mặc dù nữ thi này thướt tha lung linh tới cực điểm, cũng không có dục vọng gì đó. Đây là thiên tính. Tuy hắn vẫn cho rằng mình vẫn như trước. Chính mình là một nam nhân có phẩm vị, tuyệt không khom lưng trước nữ thi, nhưng mà thân thể vẫn không bị khống chế, máu trong người sôi trào, dưới bụng có tà hỏa thiêu đốt, có chút thứ vốn ngũ đông bây giờ lại cứng rắn. Tội lỗi lớn nhất của nam nhân, chính là không phải mỹ nhân thì không chịu trách nhiệm, là không có lý trí khi gặp nữ nhân khỏa thân. Phong Phi Vân tự nhiên là người lý trí, bởi vì hắn có 40 đạo thần thức. Nếu như thật sự chôn nữ thi trong cát vàng, đây là một chuyện mất thưởng thức, càng là một chuyện liều mạng. Phong Phi Vân vỗ ót của mình một cái, thở dài một tiếng, cưỡng ép tà hỏa trong người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đi qua đào cát lên. Thân thể nàng lạnh như băng, còn lạnh hơn cả băng tuyết bên ngoài, ngón tay đụng vào đùi gợi cảm rất nhẵn mịn, rất co giãn, có cảm giác như bị điện giật. Phong Phi Vân rất muốn đại lực xoa bóp chân của nàng, muốn xem co giãn mạnh thế nào, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dù sao chân nữ thì co giãn hơn nữa, cũng không thể nào bằng nữ nhân còn sống. Phong Phi Vân bóp qua không ít bộ ngực, có cứng rắn no đủ, có màu trắng sữa, có xinh xắn lung linh, có như cây đào mật, còn có to đến thần kỳ, một bàn tay không thể bao phủ một nửa, loại chuyện này quá mệt mỏi một chút, ngược lại không bằng cây đào mật và tiểu lợn sữa. Phong Phi Vân tự nhiên không có ý đi niết bộ ngực nữ thì rồi, hắn cảm thấy nam nhân sờ ngực nữ thì là biến thái. Hơn nữa rất không có thưởng thức, cho nên hắn không có niết, hắn chỉ nhìn, ngưng mắt nhìn, trang trọng, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Cuối cùng vẫn đào nữ thi ra khỏi cát, trên người không có một tia khí tức sinh mệnh, thân thể mềm mại rất thon dài, dáng người cao gầy, đoán chừng cao 1m8, hoàn toàn tương xứng với Phong Phi Vân. Một nữ nhân nếu như quá cao luôn có khí chất, càng gợi cảm, càng phong tình. Nàng rốt cuộc là nữ ma hay là bản tôn Tiêu Nặc Lan? Phong Phi Vân mặc nho bào màu trắng con nữ thi, bởi vì chiều cao của nàng không khác gì Phong Phi Vân, mặc đạo bào miễn cưỡng vừa vặn, chỉ rộng thùng thình không ít, thân thể mềm mại của nàng quá nhỏ nhắn. Đương nhiên có nhiều chỗ cũng mất tự nhiên, ví dụ như ngực nàng là tiểu lợn sữa cứng rắn điển hình, vạt áo căng lên không ít, nếu hơi cúi người sẽ khiến xuân quan tiết ra. Đương nhiên đây cũng là Phong Phi Vân không cho nàng mặc áo ngực, không có biện pháp. Dưới linh thạch bên của hắn không có áo ngực, càng không biến thái thu thập áo ngực làm gì. Xoẹt xẹt. Phong Phi Vân buộc dây lưng cho nàng, lập tức khiến đường cong hoàn mỹ của nàng hiện ra, tiêu chuẩn nữ đệ tử Vạn Tượng Tháp, hơn nữa còn là sư tỷ xinh đẹp gợi cảm. Bất kể nàng là nữ ma hay là Tiêu Nặc Lan, dù sao cũng đã chết, ngay cả một tia sinh khí cũng không còn, đào hầm vùi đi. Phong Phi Vân cảm giác mình không có phụ lòng nàng, ít nhất không để cho nàng khỏa thân. Có thể chôn cất,
càng không có khinh bạc thân thể nàng, nếu bán thân thể nàng chắc chắn cũng được cái giá trên trời. Thi thể vượt qua cấp cự kình, không biết bao nhiêu cản thi nhân cùng tà linh tầm bảo sư tranh nhau mua sắm, cho dù táng ra bại sản cũng phải mua về. Lúc tay của hắn đặt lên cổ nàng, tay kia ôm nàng mềm mại của nàng cõng lên. Chân, thì ra rất co giãn, chỉ tiếc, là một cỗ nữ thi, nếu sống thì quá tốt, ách, vẫn không nên sống lại. Phong Phi Vân cõng thi thể nữ thi ra khỏi tế đàn, bên ngoài tế đàn vẫn tuyết rơi như cũ. Cảnh đêm như mực, không khí thê lãnh. Bông tuyết bay lên đỉnh đầu Phong Phi Vân, cũng bay sợi tóc thật dài của nàng. Mặc kệ ngươi là bản tôn Tiêu Nặc Lan hay là ác thi nữ ma, cho dù xinh đẹp thế nào, cho dù đương thời vô địch thì thế nào chứ, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, thiên mệnh như thế, nhân mạng cũng như thế. Ta chính là người tốt, nếu như gặp được người khác, hắc hắc, ngươi thảm rồi, khẳng định bị hiếp thi, sau đó bị quất quát thi, sau đó lại bị hiếp thi, lại quất thi. Phong Phi Vân đào hố to, vừa quay người lại đã phát hiện nữ thi nằm bên cạnh đã không thấy, hư không tiêu thất, chỉ có dấu vết nàng từng năm qua, nhưng không có dấu chân nào cả. Này, nói đùa gì vậy? Giọng nói vang lên. Phong Phi Vân lạnh run, cái ót đau đau, giống như có lệ quỷ đứng sau lưng đang nhìn chằm chằm vào cổ của hắn. Bỗng nhiên quay người, lại phát hiện nàng quả nhiên đứng ở phía sau, đứng cách Phong Phi Vân nửa mét, đều có thể thấy lông mi của nàng dính tuyết, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt nàng. Hắc hắc, cái đó, ngươi làm sao đứng lên, thật sự là chúc mừng a hát. Trán Phong Phi Vân đổ mồ hôi lạnh, cười còn khó coi hơn khóc. Vừa rồi chỉ là nói đùa, thực chỉ tùy tiện nói mà thôi, đừng nhìn ta được không, ta là người thành thật, ngươi xem. Ta giúp ngươi mặc quần áo, giúp ngươi đào hầm. Phi Phi, cái hầm đương nhiên không phải chôn ngươi, ặc, tự nhiên cũng không phải chôn ta. Nữ thi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, dưới cái nhìn này lông tơ của hắn dựng đứng, hai chân không nghe sai sử. Bành! Thân thể nàng đi tới trước, trực tiếp tựa vào ngực Phong Phi Vân, thân thể mềm mại lại trở nên mềm mại, một tia khí lực đều không có, chỉ có hô hấp yếu ớt của nàng, có thể chứng minh, nàng thật sống lại. Hai tay Phong Phi Vân cầm lấy cự đao, tự nhiên là không dám đi ôm nàng, mặc cho nàng tựa vào ngực của mình trượt rơi xuống mặt đất. Làm cái quỷ gì thế, thực sống lại, tại sao có thể như vậy, rõ ràng sinh cơ đã hao hết rồi mà. Phong Phi Vân tay sờ cổ nàng, cảm giác có một tia ấm áp, rõ ràng có nhiệt độ cơ thể, tuy vẫn rất thấp, nhưng cũng tốt hơn lúc trước nhiều. Làm sao bây giờ, nàng rốt cuộc là nữ ma hay là Tiêu Nặc Lan? Phong Phi Vân lại nói thầm. Nếu nàng là nữ ma, vậy quả thật là khát máu thành tính, thừa dịp nàng hôn mê, một đao chém nàng là được. Nhưng nếu nàng là Tiêu Nặc Lan, vậy khác rồi, dù sao Tiêu Nặc Lan cũng là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng lại thiếu nợ nàng ân tình, giết quá đáng tiếc. Cứu nàng một mạng, nàng trả ân tình, cho dù nàng không lấy thân báo đáp, tương lai chọc nhân vật cự kình cũng có thể thỉnh nàng ra tay tiêu diệt đối thủ. Đây là lần nhức đầu nhất của Phong Phi Vân. Nàng rốt cuộc là ai? Đưa ra quyết định đi. Phong Phi Vân hai mắt trầm xuống, giơ cự đao lên. Một đao nếu ngươi không chết, nói rõ mạng ngươi không tuyệt, rất có thể chính là Tiêu Nặc Lan. Nếu một đao này giết ngươi, cái kia nói rõ vận mệnh đã như vậy, ông trời không có giúp ngươi. Đừng trách ta tàn nhẫn, muốn trách thì trách ông trời già đi. Là hắn muốn ngươi chết, ta cũng bảo vệ không được ngươi. Phong Phi Vân dùng hết khí lực vận dụng 10 thành chân tủy long hoàng nhất đao sát, chạm vào cổ trắng nõn của nàng. Bành! Đao bắn ngược ra ngoài, ngược lại cắm vào đống tuyết sau lưng Phong Phi Vân 100 mét, chuôi đao vẫn đang rung rung, phát ra âm thanh bong bong, trên mặt đất bắn ra từng đám bông tuyết. Hai cánh tay Phong Phi Vân đều run lên, lui ra sau 7 bước mới đứng vững chân, tay của hắn suýt gãy xương. Trái lại nữ tử trên đất, cổ không có chút máu nào cả. Thân hình cường đại tới mức này, mụ nội nó, được rồi. Xem ra hôm nay mạng ngươi chưa tuyệt. Phong Phi Vân nhặt cự đao về, muốn xuống núi, nhưng cuối cùng vẫn lui về, cõng nàng đi xuống núi. Muốn giết người, phải giết đến cùng. Muốn cứu người, cũng phải cứu đến cùng. Nếu đã quyết định không giết nàng, tự nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn nàng tự diệt ở đây, vạn nhất nàng thật sự là Tiêu Nặc Lan, đây là kết đại thiện duyên, cho dù nàng ra mặt dày. Với một tu sĩ tìm kiếm tiên đạo mà nói, nàng cũng không có khả năng lấy oán trả ơn. Thiếu nợ nhân tình, là phải trả.
Bán Đạp Sơn vẫn có thi tà đầy đất, xa xa có thể nhìn thấy tản thi đang tu luyện giữa sườn núi, trên người thi khí càng dày. Mà một huyệt trong khe núi vẫn mở rộng, nhưng không thấy xác ướp cổ áo giáp trắng nữa, hẳn là đang thủ hộ tử đan. Trên một tòa núi cao đồng thời chiếm giữ hai thi tà tam biến, đã biến nơi này thành tử địa tuyệt đối, cho dù cự kình tới cũng phải chết ở đây. Trong khe núi có mấy ngàn thi cung đã biến mất, cũng không biết bị ai nhặt đi, một cũng không còn lại, cũng không biết là ai làm. Phong Phi Vân cuối cùng vẫn né qua tai mắt thi tà chạy ra khỏi Bán Đạp Sơn. Cũng không biết tiểu tà ma còn dưới núi hay không, tốt nhất không gặp nàng mới tốt. Phong Phi Vân có cảm giác thi cung trong Bán Đạp Sơn đều bị nàng thu đi. Phong Phi Vân muốn tránh thoát tiểu tà ma, cũng không muốn ở Bán Đạp Sơn thị phi này nữa, vì vậy vượt qua động phủ tiểu tà ma mở bên ngoài Bán Đạp Sơn, lưng cõng không biết là Tiêu Nặc Lan hay là nữ ma, trực tiếp đi lên hướng Bắc. Một tháng trước trải qua đại chiến kinh thế, đem vô số cao thủ hấp dẫn tới bên ngoài Bán Đạp Sơn, không chỉ có thiên tài tuấn kiệt tới, càng có cường giả tuyệt đỉnh thế hệ trước, Phong Phi Vân muốn rời khỏi Bán Đạp Sơn sợ là không dễ dàng như vậy. Bên ngoài Bán Đạp Sơn tràn ngập hào khí khẩn trương, mỗi một phương hướng đều có sát cơ bao phủ, từ xa có thể nhìn thấy khí tượng từ mặt đất cho tới bầu trời. Hỏng bét, thậm chí có nhiều cường giả chạy tới Bán Đạp Sơn như vậy. Phong Phi Vân đứng trên núi thấp nhìn qua bầu trời xa xa, nhìn thấy trong tầng mây có nhiều chiến kỳ, còn có một chút khí tượng bàng bạc chiếm giữ không trung. Nơi này cách Bán Đạp Sơn đã 30 dặm, nhưng lại khó đi ra ngoài, bên ngoài đã bị cường giả khắp nơi phong tỏa. Một khi có người từ Bán Đạp Sơn đi ra, tất nhiên sẽ bị đám cường giả này bắt lại. Bây giờ là trời đông giá rét, lạnh tới mức quá phận. Lúc này hắn nhìn thấy dưới lớp băng trong suốt có một đám cá bơi lội. Phong Phi Vân nghĩ đến Mộ Dung Thác, hoặc là nói là Kỳ Thương Nguyệt, nàng nướng cá chính là món ngon nhất mà Phong Phi Vân nếm qua. Phong Phi Vân buông nữ tử trên lưng xuống, cho nàng ngồi tựa vào cây ngô đồng to như cối xay. Sau đó đi tới dòng suối nhỏ điểm một ngón tay, xuyên thủng mặt băng, thò tay một chảo bắt ra ba con cá nhỏ màu đỏ, học theo thủ pháp của Kỳ Thương Nguyệt, cạo vảy, mổ bụng, đào má, sau đó móc nhánh cây. Chuyện thích hí nhất trên đời này không phải là ở trong khuê phòng ôm mỹ nhân hưởng thụ rượu ngon, mà là tìm vui trong đau khổ, vào thời điểm nguy hiểm nhất thỏa mãn cái mồm của mình. Cây ngô đồng cực lớn bị băng tuyết bao phủ, nó giống như cây dù khổng lồ, phía dưới đốt đống lửa. Ba con cá hồng bị nhánh cây xuyên qua nướng chín. Phong Phi Vân cau mày, hắn cầm con cá lên nếm thử vị thịt cá tươi, hắn nhíu mày càng chặt, thở dài nói. Làm sao lại không nướng ra mùi vị đó? Một tiếng hanh nhỏ vang lên sau lưng. Nữ tử vốn ngồi dựa vào cây ngô đồng đã mở ra một con mắt, tuy vô cùng suy yếu, nhưng mà ánh mắt thông thấu tới cực điểm, một chút tạp chất cũng không có. Nàng chỉ mở mắt ra, vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó. Phong Phi Vân quay đầu nhìn mắt của nàng, trong lòng tim đập mạnh, mặc dù nàng hiện tại không có chút lực sát thương nào, vẫn có thể hù sợ rất nhiều người, trên người có một loại khí tức vô cùng gai hiểm. Giống như thời điểm nhiều người nhìn thấy thi thể rắn độc, biết rõ nó đã không có lực công kích, không có độc tính giết chết người, nhưng mà vẫn rất dọa người, làm cho người ta nhìn thấy con rắn thì sởn gai ốc, nhìn thấy lân phiến và răng độc, lưỡi rắn sẽ sợ hãi lui ra phía sau. Phong Phi Vân nhìn thấy cô gái này cũng có cảm giác như vậy, nhưng mà cũng chỉ trong lúc bốn mắt nhìn nhau mà thôi, rất nhanh đã không sợ, dù sao nội tâm của hắn mạnh hơn người thường quá nhiều. Cho dù nàng là nữ ma thì như thế nào, hôm nay còn phát huy ra bao nhiêu phần tu vị. Sợ nàng cái quái gì chứ? Người tỉnh. Phong Phi Vân chấn định tự nhiên đi qua, chậm rãi ngồi xổm xuống, khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Cô gái này căn bản không nhìn hắn. Lại chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi là bản tôn Tiêu Nặc Lan. Phong Phi Vân lại nói. Nàng hơi thở mong manh, hô hấp nhẹ nhàng, bộ ngực đẫy đà cũng hô hấp lên xuống, hiển nhiên là thực tỉnh. Nàng ngồi dưới đất, Phong Phi Vân nửa ngồi trước mặt nàng, giống như từ trên cao nhìn xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy bộ ngực sữa lớn của nàng. Lại nhìn, ta móc mắt của ngươi. Nàng lại mở mắt ra, âm thanh rất suy yếu, nhưng lại rất băng hàn. Làm cho Phong Phi Vân cảm giác như rơi vào hầm băng. Bành! Đột nhiên Phong Phi Vân lui về phía sau một bước, tế cự đao ra, hoành đao mà đứng, như lâm đại địch, nói. Ngươi là nữ ma. Nàng mềm nhũn dựa vào thân cây, không nói câu nào, có lẽ nàng không còn chút khí lực gì.
Bá! Phong Phi Vân thu hồi đao, thở dài ra một hơi, nói. Sợ bóng sợ gió một hồi, ngươi đã là nữ ma, ta đây không phụng bồi, ngươi ở nơi này chậm rãi chờ chết đi. Phong Phi Vân vác cự đao dài 7 mét đi, muốn nghênh ngang rời đi, nhưng mà mới đi ra 7 bước thì dừng bước, cảm giác được mấy đạo sát khí vô cùng cường hãn. Tuy che giấu được rất sâu, nhưng vẫn không trốn được linh giác của Phong Phi Vân. Mà nữ ma ngồi dưới tán cây cũng mở mắt ra, sau đó liền nhắm mắt lại. Lén lén lút lút, đã tới còn không hiện thân. Phong Phi Vân âm thanh lạnh lùng nói. Bá, bá, bá. Một tiếng khóa sắt chậm rãi xuất hiện trong tuyết, tốc độ rất chậm, chính là âm thanh dây leo xuyên qua đất sinh ra. Không biết khóa sắt dài bao nhiêu, cách mặt đất hơn 10 mét, vẫn còn xuyên qua đống tuyết. Giả thần giả quỷ. Phong Phi Vân đưa tay, để đao, một đao chém ra, một đao dài mấy chục bay ra ngoài, trong đống tuyết có vầng sáng đen kịt, cũng thời điểm này phá tuyết mà ra, một người mặc áo giáp đen cầm theo khóa sắt phá tan đao lãng, rầm rầm, khóa sắt quét qua. Áo giáp màu đen bao phủ toàn thân của hắn, kể cả con mắt, miệng, ngón tay, các đốt ngón tay, hơn nữa áo giáp vô cùng nặng nề, đoán chừng cũng dày nửa xích, làm cho thân hình hắn mập mạp, thân thể lớn hơn người thường gấp đôi. Trên khải giáp còn ngưng tụ khói đen bốc lên. Bành! Phong Phi Vân một đao chém lên khóa sắt, đánh ra hoa lửa lớn, càng có điện mang, chém nứt một khóa sắt bay ra ngoài. Cạc cạc! Người mặc giáp đen cười nói. Vạn tượng tháp là một đám bao cỏ, rõ ràng còn có một cao thủ, đúng là ngoài ý muốn. Giọng của hắn rất chói tai, giống như kim loại ma sát sinh ra. Oanh! Trọng giáp áp xuống mặt tuyết, bởi vì áo giáp thật sự quá nặng, đầu gối của hắn lún vào trong tuyết, kích thích từng bông tuyết bay lên. Rầm rầm! Đoạn dây xích này đứt, trong khải giáp của hắn mọc ra mấy chục dây xích khác, mỗi khóa sắt dài hơn 20 mét. Giống như con mực mọc ra mấy chục cái xúc tu. Thì ra là người Tà Tông, đều lăn ra đây đi. Phong Phi Vân lẳng lặng đứng tại chỗ, liên tục tại bổ ra ba đao, đao khí như long ảnh, đao ảnh qua đi, ba đạo đạo nhân ảnh bị buộc ra khỏi tuyết. Bọn họ đứng ở đàng xa, chỉ nhìn thấy ba bóng dáng mơ hồ, có thể xác định là ba người. Bọn họ tiếp một đao của Phong Phi Vân, tu vị đều là nhân vật thiên tài trẻ tuổi đứng đầu. Một đao chém nứt cửu hàn tỏa, vạn tượng tháp có thể có được đệ tử tu vị như ngươi, thật đúng là không nhiều lắm. Nam tử mặc trọng giáp đứng gần nhất, cửu hàn huyền thiết bao phủ toàn thân, giống như núi thép lớn. Xa xa một giọng nói mờ ảo vang lên. Hắc Phong Nham, là tu vị của ngươi lui bước a. Luyện khí dù sao cũng chỉ là tiểu đạo, hoang phế tu luyện, cho nên thua một tiểu tử tóc vàng của vạn tượng tháp, ném mặt mũi xâm la điện điện thứ tư. Hừ. Ai nói ta bại, vừa rồi ta mới dùng một tầng thực lực, bỏ đi, mà dù hắn dùng 10 thành thực lực, dù sao cửu hàn tỏa ta vừa mới luyện bị hắn chém đứt. Trong trọng giáp truyền ra giọng ồm ồm, vô cùng chói tai. Điện hạ nói chiến lực Hắc Phong Nham có thể bài danh thứ 5 trong xâm la điện điện thứ 4, bạch như tuyết ta đúng là không tin, ha ha. Ở xa xa có âm thanh con gái vang lên, âm thanh mang theo khí thức rét lạnh, cũng có yêu mị mê người. Tuổi cũng không lớn, đại khái 18. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào bóng người mơ hồ từ xa đi tới. Hắc Phong Nham, Hoàng Đạo Nam, Bạch Như Tuyết, Hồng Ma Phương bốn người này là cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi của Tà Tông, mỗi một người đều là nhân vật phi phàm. Mỗi người đều là đệ tử xâm la điện diện thứ tư, đã từng là người được đề cử điện hạ, nhưng bởi vì trong cạnh tranh thảm thiết bại bởi Hắc Y Nhân mặt trắng là tứ điện hạ Tiết Trường Thiếu. Nhưng mà bọn họ vẫn là thiên tà của điện thứ tư, vẫn là thiên kiêu đỉnh cấp, cũng là tồn tại đứng vào top 10. Xâm la điện chính là thiên hạ của Tà Tông, tuy đã phân liệt thành 10 điện, thế lực không còn khủng bố như trước, có thể dung chuyển thần tấn vương triều, nhưng mà thực lực 10 điện này vô cùng khủng bố. Xâm la điện bất luận là thế lực của diện nào, đều mạnh hơn gia tộc tu tiên cỡ lớn như Phong gia gấp 10 lần, cường giả rất nhiều, hoàn toàn có thể đủ xưng bá một phương. Xâm la điện bài danh càng gần trước, thế lực càng cường đại. Mượn điện thứ tư xâm la điện mà nói, nếu như thật sự nghĩ sẽ tiêu diệt Phong gia, hoàn toàn có thể trong một đêm huyết tẩy Phong gia. Bốn người này là tứ điện hạ của xâm la điện phá gia, đi đầu tìm hiểu bán đạp sơn, nhưng mà bọn họ nửa đường gặp Phong Phi Vân ra khỏi bán đạp sơn, trông thấy Phong Phi Vân mặc trường bào đệ tử vạn tượng tháp thì chạy tới.
Hôm nay cả thần Tấn Vương Triều cũng biết thiên hạ đệ nhất tà tông chống lại thiên hạ đệ nhất thánh địa, bọn họ mỗi nhân vật thiên tài trẻ tuổi giao phong, vạn tượng tháp 19-10 bại, thể diện mất hết, ngay cả thiên tài cấp sử thi Thích Dạ Lai cũng thua trong tay tứ điện hạ Tiết Trường Thiếu. Một cái tát này thật sự vang dội, vẽ mặt hết mức, mỗi một đệ tử vạn tượng tháp đều không ngẩng đầu lên được. Bọn họ là tuấn kiệt đỉnh cấp của tà tông, gặp được đệ tử vạn tượng tháp thì không dễ dàng buông tha. Huống chi học viên này còn đi ra khỏi bán đạp sơn, cho dù không nhục nhã một phen, cũng nên mang về cho điện hạ xử trí. Ai ôi, rõ ràng còn có nữ đệ tử mỹ mạo như thế, vạn tượng tháp đệ nhất mỹ nhân không phải La Phù công chúa sao? Cô gái này tuyệt đối sắc nước hương trời, làm cho người ta thèm thuồng, mỹ tư không dưới La Phù công chúa. Cạc cạc, Tê Hoàng đạo nam ta hôm nay đụng đại vận, rõ ràng để cho ta cầm được mỹ nhân như thế. Chính yếu nhất còn là nữ đệ tử vạn tượng tháp. Tối nay nhất định là một đêm tiêu hồn. Mỹ mạo như thế, nhất định ở vạn tượng tháp thanh danh không thấp, nếu như mang nàng thông cáo thiên hạ, truyền nhân tà tông chơi nữ đệ tử đẹp tuyệt đỉnh của vạn tượng tháp, tin tức này thực mẹ nó vang dội, ha ha, đả kích vạn tượng tháp càng sâu một tầng, mất mặt càng lớn. Tên nam tử mặc đạo bào màu đỏ bá một tiếng, lướt ngang tới, dâm tà nhìn chằm chằm vào nữ ma dưới cây ngô đồng. Trà sát tay, đi tới từng bước. Việc mà hắn cần làm hiện tại, trực tiếp bỏ qua Phong Phi Vân trong mắt chỉ còn lại giai nhân tuyệt sắc áo trắng mà thôi. Nữ ma đích thật bị thương rất nặng. Nhưng coi như nữ ma bị thương nặng thì vẫn là nữ ma. Lúc Hoàng Đạo Nam trông thấy một tia ánh mắt của nàng lìa cảm giác toàn bộ thiên địa đều như sụp đổ, tim cũng như muốn ngừng đập, loại cảm giác này trước đó chưa từng có qua. Hoàng Đạo Nam chính là cao thủ trẻ tuổi của Sâm La Điện đệ tứ điện, năm nay gần 20, tâm ngoan thủ lạt, tâm cơ thâm trầm, làm việc quyết đoán, giết người càng không chút nương tay, thiên tiệt tu tiên chết trong tay hắn hai cánh tay cũng đếm không hết, nữ tử xinh đẹp bị hắn ngủ qua càng nhiều hơn người hắn giết. Nhưng chưa từng có một nữ tử, có thể khiến hắn sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng, chỉ một ánh mắt của nàng thôi đã khiến hắn không nhấc nổi tay, cũng không ngóc đầu lên được. Tuyết rơi lạnh buốt. Nhưng lại không lạnh bằng tâm Hoàng Đạo Nam giờ phút này, lạnh đến độ sắp đông cứng lại. Có nữ nhân không thể đụng vào được đâu. Phong Phi Vân nói. Hoàng Đạo Nam không cách nào ngẩng đầu lên trước mặt nữ ma, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Nàng là ai? Phong Phi Vân cười nói. Người cách nàng hơn, người tự đi hỏi nàng đi. Ta lại hết lần này tới lần khác đang hỏi ngươi mà. Hoàng Đạo Nam nói. Ngươi không dám hỏi nàng. Phong Phi Vân giọng mỉa mai cười. Ai nói ta không dám, thiên hạ không có chuyện ta không dám làm. Hoàng Đạo Nam hừ lạnh một tiếng, đạo bào màu vàng hơi đỏ bành trướng lên, tựa như một khí cầu bị thổi căng, sớn hơn thân thể hắn gấp 7 lần. Đạo bào màu vàng hơi đỏ của hắn là một kiện bảo vật, có thể nạp thiên địa trong giới tử. Bành! Một thi thể đen kịt từ trong áo bào của hắn bắn ra ngoài. Hắn vậy mà giấu một cổ thi thể trong quần áo. Hắn đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ cho rằng một cỗ thi thể, có thể hù sợ Phong Phi Vân? Hoặc là nói có thể hù sợ nữ ma sao? Thi thể này tuy rằng đã bị thiêu đốt, nhưng mặt vẫn còn nguyên vẹn, cổ áo màu trắng cũng còn nguyên vẹn, chứng minh hắn là một đệ tử vạn tượng tháp. Nhận ra hắn không? Hoàng Đạo Nam sắc mặt âm trầm, đạo bào màu vàng hơi đỏ co rút lại, thân thể lại trở nên thấp bé. Trong tay hắn còn nắm một đoàn huyễn quang màu vàng. Chìm nổi lấy một vòng thái cực đồ huyền huyễn, chỉ lớn chừng hộp diêm, nhưng lại bộc phát lấy hào quang như ngôi sao, hoàng được trắng bệch. Hắn chính là mượn nhờ một đoàn huyền hoàng chi khí này để giết chết tên đệ tử vạn tượng tháp kia. Phong Phi Vân trong mắt hơi híp, nhẹ gật đầu, nói. Nhận ra, Đông Phương Mục. Hắn cường đại không? Hoàng Đạo Nam cười đắc ý. Phong Phi Vân lại nhẹ gật đầu, nói. Tự nhiên rất cường đại, thần cơ đại viên mãn. Mở ra 99 tòa mệnh huyệt, huống chi còn tu luyện long hồ chính khí của Ngân Câu gia tộc đến tầng thứ 5, thiên tư của hắn cho dù ở trong một đời tuổi trẻ của Ngân Câu gia tộc cũng không tìm ra được mấy người. Ha ha, chỉ tiếc hắn là đệ tử vạn tượng tháp, lại quấy rầy chuyện tốt của ta, cho nên mặc dù hắn là đệ tử Ngân Câu gia tộc nhưng vẫn chết rồi. Hoàng Đạo Nam cười nói, dám giết thiên kiệt của Ngân Câu gia tộc, người như vậy, thật đúng là không nhiều lắm. Ai chống đỡ được lửa giận của Đông Phương Kính Thủy? Hoàng Đạo Nam khẳng định không ngăn được, mặc dù là điện hạ của Sâm La Điện đệ tứ điện tới,
đoán chừng có thể tiếp được ba chiêu trong tay Đông Phương Kính Thủy cũng rất cố sức rồi. Như vậy xem ra lá gan của ngươi quả thật không nhỏ. Phong Phi Vân nói. Hoàng Đạo Nam cười đến càng thêm thoải mái, cười đến càng thêm tùy ý, nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn quấy rầy chuyện tốt gì của ta sao? Ngươi có thể nói. Phong Phi Vân nói. Đệ tử Vạn Tượng Tháp chạy đến Tam Thánh Quận thật sự không ít, nữ đệ tử Mỹ mạo động lòng người quả thực một người xinh đẹp hơn một người, ta đã bắt được một người trong đó. Cạc cạc. Hoàng Đạo Nam cười nói. Phong Phi Vân cau mày, bạch thạch cự đao trong tay cũng lưu động ra một tia vầng sáng, đó là sát mang. Hoàng Đạo Nam như không thấy hắn, tiếp tục sinh động như thật nói. Nàng mới 16 tuổi, là đệ tử đích truyền của một vị tôn sư đan tháp thánh địa, khuôn mặt tựa như thủy tố, đặc biệt là lúc nàng khóc, quả thực giống như một chú dê nhỏ vậy, khiến người thấy mà chỉ muốn ôm nàng vào trong ngực, tùy ý chà đạp, nhưng ta nhịn được, ta có cách chơi tốt hơn. Ta cột nàng lên một cây đại thụ, trước chậm rãi cởi nho bào màu trắng của nàng ra, nàng đang giãy giụa, đang khóc hô, đang cầu khẩn, nhưng lại vô dụng thôi, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn y phục trên người mình bị cởi sạch, mà ngay nội y cũng bị ta cởi sạch không còn lại gì. Làn da của nàng thật sự rất trắng, so với bộ ngực cao ngất như bông tuyết của nàng còn muốn trắng hơn, hơn nữa rất nhẵn mịn, đặc biệt là cái cổ thon dài kia, quả thực non giống như đậu hủ hoa mới ra lò vậy, rất muốn cắn một ngụm, vì vậy. Ta thật sự cắn, cạc cạc, ta có thể cảm nhận được cổ nàng thơm ngon như vậy, còn pha lấy hương vị nước mắt của nàng nữa. Hoàng Đạo Nam thân thể thấp bé, cái miệng như một hầu tử, nếu thật sự cột một thiếu nữ vào trên cây, ở nơi băng thiên tuyết địa thế này, bị hắn cởi hết y phục của nàng, còn hôn lấy toàn thân nàng, đó quả thật là một cảm giác sống không bằng chết. Ba tên tà tông truyền nhân Xâm La đệ tứ điện đứng ở đàng xa đều nở nụ cười âm trầm, mang theo dáng vẻ dâm uế. Thật giống như tà tông chơi đệ tử Vạn Tượng Tháp là một chuyện cực kỳ thoải mái vậy. Nàng khóc càng thêm lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, luôn miệng cầu xin tha thứ, kêu cứu, lúc đó ta đã không thể nhịn được nữa, muốn hung hăng chơi tiểu mỹ nhân thánh địa kia một trận, nhưng vào lúc này, Đông Phương Mục rõ ràng đuổi đến, ngươi nói cái này có tức không chứ? Ngữ khí Hoàng Đạo Nam biến đổi, trở nên có chút tức giận, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, nói. Đại danh của Đông Phương Mục ta tự nhiên có nghe qua, đây chính là một vị nhân kiệt của Vạn Tượng Tháp, tu vị rất cường đại, nhưng công pháp Vạn Tượng Tháp thật sự quá kém cỏi, quá mức suy sụp rồi. Cái gọi là nhân kiệt đều thật sự quá cặn bã, hắn bị ta trực tiếp dùng huyền hoàng chi khí chấn áp liền nằm sấp dưới tàng cây, không phục trừng mắt nhìn ta, mà ta cũng một cước giẫm lên lưng của hắn, dùng lưng của hắn đệm lên chân của ta, tay của ta nắm hải đùi ngọc của cô gái kia, ta thoáng một cái. Sau đó liền vang lên tiếng ba, 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 ha ha. Ta suy nghĩ, lúc ta đang cưỡng hiếp cô gái kia thì vị gọi là nhân kiệt Vạn Tượng Tháp kia trong lòng khẳng định như bị đao xoắn, nhưng hắn vẫn không thể làm gì, chỉ có thể trở thành đá kê chân dưới chân ta. Khục khục, không có cách nào a, ta thật sự quá thấp, mà hai chân cô gái kia lại quá dài, chỉ có thể dùng hắn để lót chân thôi. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi rất hâm mộ ta sao? Được chơi một vị nữ tu sĩ thánh địa xinh đẹp. Hoàng Đạo Nam híp mắt cười, chằm chằm vào Phong Phi Vân, thật giống như chằm chằm vào Đông Phương Mục lúc đó vậy. Ngay cả nhân kiệt danh chấn thiên hạ của Vạn Tượng Tháp cũng bị ta dẫm nát dưới chân, ngươi một tên hoàng mao tiểu tử, cho dù không phục thì có thể làm được gì đây? Phong Phi Vân nói, vậy về sau thì sao? Tiểu sư muội đan tháp kia sau khi bị ngươi cưỡng hiếp, ngươi có giết nàng không? Ta sao có thể cam lòng chứ, nàng đã bị ta đã luyện hóa thần thức, cho ăn. Nửa cân dâm dược, để cùng một chỗ với những nữ đệ tử Vạn Tượng Tháp khác, trở về Xâm La đệ tứ điện, nơi đó còn rất nhiều huynh đệ đang chờ. Hắc hắc, đúng rồi ngay cả tên khổ nhân Hắc Phong Nham kia cũng nói nàng bộ dạng tùy mị tao mị, thân thể mềm mại linh lung, là một hạt giống nữ nô không tệ. Hoàng Đạo Nam Dương giọng nói. Đúng không, Hắc Phong Nham? Đúng vậy a. Khiến người dư vị vô cùng, sau khi trở về, còn phải lại chơi nàng một lần mới được. Trong cổ trọng giáp màu đen nặng nề kia truyền đến một tiếng cười tục tằng. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, muốn xem sắc mặt không chịu nổi, bộ dạng bị nhục nhã của Phong Phi Vân, nhưng khiến bọn hắn thất vọng chính là, Phong Phi Vân vẫn rất bình tĩnh. Chỉ là bạch thạch cự đao trong tay hắn sát khí càng thêm nồng nặc. Phong Phi Vân có chút nhắm mắt, sau đó bỗng nhiên mở ra, nói.
Xem ra Tà Tông các ngươi đã sớm có dự mưu, không chỉ muốn bắt nữ đệ tử Vạn Tượng Tháp, càng muốn hung hăng nhục nhã các vị thiên kiệt Vạn Tượng Tháp một phàn. Lần này trọng phổ Bách Tháp bảng, xem như cho các ngươi cơ hội. Ai kêu Vạn Tượng Tháp là thánh địa đệ nhất thiên hạ, Tà Tông muốn xuất thế, cũng nên dẫm lên mình thánh địa đệ nhất thiên hạ mới có thể lần nữa khiến người trong thiên hạ đều phải quỳ gối chứ. Hoàng Đạo Nam cười nói. Tiểu tử, nói cho ta biết cô gái tuyệt sắc dưới cây ngô đồng kia ở Vạn Tượng Tháp có thân phận gì, bằng không, người có thể sẽ gặp phải kết quả bi thảm giống như Đông Phương Mục đấy. Phong Phi Vân nhịn cười không được đi ra, nói. Người muốn cột nàng trên cây, sau đó dẫm nát ta dưới chân ngươi để làm đồ kê cho ngươi sao? Tự nhiên là như vậy. Hoàng Đạo Nam tuy rằng sợ hãi khí tức trên thân nữ ma, nhưng hắn tin tưởng nếu mình nguyện ý thì vẫn có thể dùng tu vị cường đại ngăn cản được cổ khí tức kia. Một nữ nhân đang hấp hối có gì phải sợ chứ? Ngươi cho rằng ta là Đông Phương Mục. Phong Phi Vân cười càng thêm lớn. Hoàng Đạo Nam cũng cười. Ít nhất ngươi cũng thuộc đám phế vật Vạn Tượng Tháp, chỉ có nước bị nhục nhã. Nhìn xem nữ nhân Vạn Tượng Tháp bị ta chơi, ngươi cũng chỉ có thể hận đến đập đầu xuống đất, trông thấy chán Đông Phương Mục không, cũng đã bị đập nát, đây không phải là do ta đánh, mà do tự hắn đập đầu xuống đất đấy. Hoàng Đạo Nam nói nhiều lời như vậy cũng chỉ là muốn thiếu niên trước mắt này, ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt của hắn, miễn cho bị vũ nhục, nhưng khiến hắn thất vọng chính là, thiếu niên này chẳng những không quỳ, ngược lại còn nhấc đao lên. Hừ, thật sự là không biết sống chết, ngay cả Đông Phương Mục cũng không phải đối thủ của ta, ngươi còn dám. Hoàng Đạo Nam phát hiện đao của Phong Phi Vân đã bổ ra rồi, hắn rõ ràng thật sự động thủ, đây là không muốn sống nữa mà. Huyền Hoàng Thái Cực Đồ trong tay bị hắn đánh ra, biến thành một mảnh thần thuẫn, hào quang đẹp mắt, tà khí lao ra cao trăm mét. Bành! Huyền Hoàng Thái Cực Đồ bị một đao chém nát, lưỡi đao xoáy lên, phốc, Hoàng Đạo Nam kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, cánh tay trái phải bị đao khí cắn nát, một tấc thốn biến thành bùn máu. Tiếng kêu thảm thiết, thật giống như một dao găm đâm vào cổ heo khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết vậy. Ba ba! Hoàng Đạo Nam còn chưa rơi xuống mặt đất đã cảm giác trên mặt tê dần, trên không trung bị Phong Phi Vân tát liền 10 phát, hàm răng trong miệng đều gãy hết, tất cả đều rơi vào trong bụng. Hắn rơi trên mặt đất, lăn liền 3 vòng trong đống tuyết, trên gương mặt như khỉ ốm sưng lên giống như đầu heo vậy, hắn chỉ vào Phong Phi Vân muốn nói gì đó, nhưng nhục nhục trong miệng đều giữa hết, một chữ cũng nói không nên lời. Ta đã sớm nói, ta không phải Đông Phương Mục mà. Phong Phi Vân đi qua, đè lên đầu Hoàng Đạo Nam dập xuống mặt đất, cái trán đụng vào trên mặt băng, bành, 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 khiến mặt băng cũng bị đập nát, máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra ngoài. Lớn mật, tên ngu xuẩn Vạn Tượng Tháp lại dám làm tổn thương đến thiên kiêu Tà Tông ta. Xa xa, trong tuyết bay tán loạn, một đạo thân ảnh bạch sắc bay tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ có thể nhìn thấy đó là một đạo mị ảnh vô cùng uyển chuyển, còn có tóc trắng dài trôi nổi trong không khí. Bạch như tuyết, không chỉ có chỉ tên của nàng, mà càng chỉ da thịt của nàng, tóc của nàng, một góc toàn thân nàng đều trắng như tuyết. Đây là nữ tử đẹp nhất một đời tuổi trẻ Xâm La Điện đệ tứ điện, càng là nữ tử lạnh nhất, cũng là nữ tử mạnh mẽ nhất. Bá, bá, nàng thân như bạch sắc u linh, ở trong tuyết, quả thực ngay cả bóng dáng của nàng cũng không thể thấy rõ. Đến đúng lúc lắm, lão tử cũng muốn chơi một mỹ nhân thiên tài của Tà Tông đờ thử xem. Miễn cho người khác đều cho rằng đệ tử Vạn Tượng Tháp ta dễ khi dễ, đến mà không chào không phải hảo hán. Làm nữ nhân mà, ai sẽ không, ta kinh nghiệm rất phong phú. Đi ra chơi, luôn sẽ bị chơi ngược đấy. Phốc, Phong Phi Vân một cước đạp lên lưng Hoàng Đạo Nam, chân xoay chuyển, đạo bào màu vàng hơi đỏ nổ bay thành khối vụn, thân thể cũng nổ thành huyết khối, xương cốt biến thành bột phấn. Sau đó, thân thể bay vút vào cánh đồng tuyết, nhanh đến giống như thuấn gì vậy. Hắn duỗi hai ngón tay ra, vạch phá bầu trời, kẹp lấy hai sợi tóc trắng phiêu trong không khí nắm vào tay, hung hăng kéo một cái. Tóc trắng 30 trượng, đây là tóc người sao? Cho dù tóc trắng của nàng có thể dài ra 30 trượng, vậy cũng tất nhiên đã sống mấy trăm tuổi, làn da già nua giống như vỏ cứng vậy. Nhưng Bạch Như Tuyết lại là một nữ tử trẻ tuổi, một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Da thịt của nàng trắng như tuyết, sợi tóc mảnh như tuyết. Thân sắc lạnh như tuyết, đặc biệt là hàm răng của nàng còn trắng hơn cả tuyết, mà ngay cả cái lưỡi thơm tho của nàng cũng trắng đến tựa như ôn ngọc vậy. Bá!
Phong Phi Vân nắm hai sợi tóc nàng, nhưng lại cảm giác nắm chính là hai rơi thép huyền băng băng hàn rét thấu xương, sợi tóc mảnh khảnh còn sắc bén hơn cả thần đao để giết người. Muốn chết! Trong tuyết, ngàn vạn sợi tóc màu trắng quấn quanh qua, tựu như ngàn vạn chuôi phong đao sắc bén, ở trong không khí phát ra thanh âm vèo, vèo. Khóe miệng Phong Phi Vân lộ ra một tia đường cong, trên hai cánh tay lưu động lấy năm đạo hào quang nhan sắc khác nhau, màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, thật giống như vô số xúc tu kéo dài ra ngoài vậy. Trong mảnh khu vực này, hàn tuyết hóa hơi nước, đại địa bị vạch nổi lên một tầng, bùn đất biến cát bụi, bao phủ trong một mảnh quang hỏa mờ mịt, điên cuồng đánh tới Bạch Như Tuyết. Đệ tử Vạn Tượng Tháp thật cường đại, Bạch Như Tuyết đừng để bên ngoài hắn đánh lừa. Hắc Phong Nham trên người mang trọng giáp, từ trong đống tuyết bắn ra, hai cái cửu hàn tỏa co lại trên mặt đất, rồi đột nhiên đánh tới ngũ hành quang hoa. Bành! Một thanh bạch thạch cự đao dài đến 7 mét bay ra, một đao bổ vào trên trọng giáp, đánh cho Hắc Phong Nham bay ngược về, hung hăng ngã trong đống tuyết, đập ra một cái hố to đường kính 8 mét, vết dạn kéo dài về phía xa xa. Long cong! Bạch thạch cự đao bay trở về, cắm ở dưới cây ngô đồng. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắc Phong Nham từ trong hố lớn bỏ lên, khóa sắt trên trọng giáp lại bị đứt ba sợi. Cửu Hàn Huyền Thiết Giáp mặc dù không nghiền nát, nhưng cũng bị một đao chém ra một đạo vết rách. Bốn người bọn họ đều là hung nhân bài danh top 10 trong một đời tuổi trẻ Xâm La Điện đệ tứ điện, cho tới bây giờ còn chưa bao giờ gặp phải đệ tử Vạn Tượng Tháp mạnh mẽ như thế, quả thực quá hung ác rồi, vậy mà lại giết chết Hoàng Đạo Nam, một đao đánh bại Hắc Phong Nham. Oanh! Ngũ hành chi khí đâm đặc đâm vào trên mặt tuyết tan vỡ, hai đạo nhân ảnh hiển lộ ra. Người rốt cuộc là ai? Bạch Như Tuyết mặc sa y màu trắng mang theo lông tơ, vạt áo khép mở, lạnh nhan và gợi cảm, đặc biệt là đôi chân dài lộ ra bên ngoài của nàng, quả thực giống như chạm ngọc vậy. Tóc dài màu trắng trên đầu nàng còn sắc hơn cả đao, giờ không còn tung bay trong không khí nữa. Tay Phong Phi Vân đã nắm lấy toàn bộ tóc nàng. Nàng chỉ cần dám nhẹ nhàng động một chút thì da đầu của nàng cũng sẽ bị giật xuống ngay. Đệ tử Vạn Tượng Tháp. Phong Phi Vân kéo lấy tóc nàng kéo nàng đến bên người mình. Nàng kia quả thật lãnh nhan, nhưng lại có vẻ yêu mị câu hồn đoạt phách. Người biết ta là người thế nào không? Bạch Như Tuyết cảm giác đỉnh đầu đau đớn, đau đến toàn thân co rút, thân là một hung nhân tà tông, nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị một người bắt lấy như vậy. Tuyệt đỉnh thiên tài của Xâm La Điện đệ tứ điện, truyền nhân tà tông, ta tự nhiên biết rất rõ. Phong Phi Vân vươn tay bóp lên ngực nàng một cái cảm giác được một cổ mềm mại truyền đến, tựa như bóp lên một cục bông mềm mại vậy, nhưng lại có tính co giãn tốt hơn bông nhiều. Người chọc tới tà tông, cho tới giờ đều không được sống lâu. Ta khuyên người tốt nhất là thả ta ra, sau đó quỳ xuống cầu ta có lẽ sẽ thu ngươi làm nô lệ. Ngươi, a. Hàm răng của Bạch Như Tuyết quả thật rất trắng, giống như vỏ sò sáng ngời nhất vậy. Môi của nàng cũng rất óng ánh sáng long lanh, hơn nữa. Hương vị ngọt ngào ngon miệng, cắn môi của nàng, thật sự là một chuyện mỹ vị. Phong Phi Vân khiến nàng thiếu chút nữa hít thở không thông, nàng muốn cắn nứt đầu lưỡi hung ác của Phong Phi Vân, nhưng hàm răng của nàng phát lực thì trên đầu đã đau đớn mãnh liệt, đau đến mức khiến toàn thân nàng không còn chút khí lực. Hương vị mỹ nhân tà tông thật sự khác biệt. Phong Phi Vân ngẩng đầu lên, lau nước miếng nơi miệng. Ta chỉ cho là bị chó cắn đầu lưỡi thôi. Đôi mắt màu đen của Bạch Như Tuyết mang theo sát ý điên cuồng, hai tay ngưng tụ ra hai mảnh vầng sáng màu trắng, đồng thời đánh ra tám nghiêu chi lực. Tám đầu hư ảnh kỳ nghiêu từ trong lòng bàn tay của nàng đánh ra, tiếng nghiêu hống chấn khiến màng tai Phong Phi Vân cũng thấy đau đớn, nàng đây là muốn dốc sức liều mạng rồi. Bành! Phong Phi Vân bóp nát tám nghiêu chi lực do nàng đánh ra. Bàn tay niết lên cổ tay của nàng, mãnh liệt uốn éo, răng rắc, tay trái của nàng liền trực tiếp đứt gãy, mềm nhũn buông xuống. Thân thể mềm mại của N run lên, nhẹ giọng kêu thảm thiết. Hỏa ma phương, hỗn đản này thật sự khinh người quá đáng, lại dám bất kính với tà tông truyền nhân như thế, chúng ta liên thủ đối phó hắn. Hỏa ma phương, người đi đâu? Hắc Phong Nham hướng về phía thiên mạc phương bắc gào thét một tiếng. Chỉ thấy hỏa ma phương dẫm trên một đám mây lửa, đã đào tẩu. Phương xa, truyền đến một hồi cười dài mỉa mai. Hắc Phong Nham, ngươi thật sự là một tên đần độn, cho dù chúng ta liên thủ cũng khó mà địch lại hắn. Ngươi còn không nhận ra thân phận của hắn sao? Hắn chính là thần vương truyền nhân,
yêu ma chi tử, Phong Phi Vân. Thanh âm của Hỏa Ma Phương càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong gió rét, đã đến bên ngoài 50 dặm rồi. Yêu ma chi tử. Hắc Phong Nham nhìn chằm chằm vào xa xa thiếu niên nho bào màu trắng ở phương xa, ánh mắt từ trong thiết khải dày đặc bắn ra ngoài. Bạch Như Tuyết tự nhiên cũng đã nghe được lời Hỏa Ma Phương nói khi đào tẩu lời, chăm chú nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Ngươi chính là yêu ma chi tử. Ta chính là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nói. Răng rắc, tay phải của nàng cũng bị bẻ gãy, lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm. Phong Phi Vân, ngươi chết không yên lành, cho tới bây giờ chỉ có tà tông chúng ta khi nhục vạn tượng tháp, cho dù ngươi hôm nay giết ta, điện hạ cũng sẽ lấy mạng ngươi thôi. Bạch Như Tuyết kêu lên. Ngươi xinh đẹp như vậy, ta sao nỡ giết ngươi chứ? Ta chơi ngươi. Phong Phi Vân kéo lấy tóc dài của Bạch Như Tuyết, liền đi tới chỗ cây ngô đồng. Tà tông các ngươi kiêu ngạo như vậy, giết thiên tài vạn tượng tháp ta, nhục nữ tử vạn tượng tháp tam hôm nay cũng phải để tà tông các ngươi cũng nếm thử tư vị khi bị khi nhục. Bành! Phong Phi Vân lôi Bạch Như Tuyết đến đằng sau cây ngô đồng, đặt trên cành cây, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tà tà cười, sau đó dùng tóc trắng dài 30 trượng trên đầu nàng cột nàng lên cành cây. Nàng dù có giãy giụa thế nào cũng vô dụng, chỉ khiến da đầu của mình càng thêm đau đớn, đều đau chảy ra ma úy, nhưng không cách nào giãy giụa ra được. Phong Phi Vân, ta sớm muộn cũng giết ngươi, đánh gãy hai tay của ngươi, chém nứt hai chân của ngươi, móc mắt ngươi. Cắt đầu lưỡi của ngươi, cho ngươi phơi nắng dưới ánh mắt trời chói chang. Thù này bất cộng đái thiên, nam nhân dám đụng vào một sợi tóc của Bạch Như Tuyết ta thì sẽ bị ta cắt thành 10 vạn khối. Phong Phi Vân mặt lạnh lấy, tát một cái lên mặt nàng, nàng lập tức liền yên tĩnh lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ còn in dấu một bàn tay đỏ tươi. Tà tông các ngươi chẳng phải rất thích loại cách chơi này sao, ta cũng thích. Phong Phi Vân nói. Phong Phi Vân, uổng cho ngươi là truyền nhân thần vương, khi dễ một nữ nhân thì có bổn sự gì chứ? Lúc Phong Phi Vân cởi hết quần áo nàng, nàng rốt cục cảm thấy bất an, cũng có chút mềm yếu rồi. Hai mắt Phong Phi Vân đã biến thành màu đỏ như máu, yêu ma chi huyết trong thân thể đều sôi trào lên, phương thức cởi quần áo rất thô bạo, xoẹt xẹt một tiếng liền xé nát một khối lớn sa y, lộ ra nội y lụa bố màu ngã sữa bên dưới. Trên nội y kia thêu lên vài tia ngân nhung, tản ra một cổ mùi thơm như hoa lan, thập phần khiến người mê tình. Nội y trắng sữa bao lấy hai ngọn núi ngọc bạch của nàng ở bên trong, chỉ lộ ra một chút tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ. Mà ngay cả lụa trắng rộng bằng bàn tay cũng không thể bao hết bộ ngực ngạo nhân của nàng. Băng thiên tuyết địa, bị người xé nát quần áo, còn bị trói trên tàng cây, cảm giác này tự nhiên cực kỳ không thoải mái. Nhưng Phong Phi Vân lại cảm thấy rất thoải mái, cách chơi nữ nhân này, đều là nhờ tên tà tông truyền nhân hoàng đạo nam kia dạy hắn, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Hắc hắc, nữ nhân tà tông ăn mặc làm dáng như thế, đoán chừng không biết đã bị bao nhiêu nam nhân xài qua rồi. Ma khí trên người Phong Phi Vân quá nặng, một bà nhấc lên đùi ngọc mảnh khảnh của Bạch Như Tuyết phách lên trên vai. Phong Phi Vân, nàng là nữ nhân của điện hạ chúng ta, nếu ngươi dám động đến nàng, cho dù ngươi chạy ra cả vạn dặm cũng sẽ không có cơ hội sống sót đâu. Oanh, oanh, oanh. Trọng giáp trên người Hắc Phong Nham nặng đến mấy vạn cân, hắn chạy tới trong cánh đồng tuyết, mỗi một bước đều giẫm khiến mặt đất rạn nứt, trên người hơn 10 đạo cửu hàn tỏa liền giống như độc xà gào thét lao đến. Chiến lực của Hắc Phong Nham còn trên cả Hoàng Đạo Nam, cảnh giới thần cơ đại viên mãn, đã mở ra 180 tòa mệnh huyệt, tăng thêm cửu hàn huyền thiết khải trên người hắn, thực lực ổn cư ở top 5 một đời tuổi trẻ Xâm La Điện đệ tứ điện. Phong Phi Vân vác lấy đùi ngọc của Bạch Như Tuyết, khóe miệng nhe răng cười, nhéo nhéo khuôn mặt gợi cảm của nàng, trong mắt bắn ra 40 đạo thần thức bám lên trên bạch thạch cự đao. Oanh! 40 đạo thức thức cưỡng hãn thế nào? Bạch thạch cự đao mãnh liệt từ trên mặt đất bay đi, phát ra một tiếng long ngâm, 40 đầu long hình đao khí màu trắng đồng thời chém ra ngoài. Một đao chém ra 40 chiêu, mỗi một chiêu đều là long hoàng nhất đao sát 10 tầng chân tủy. Bành, bành, bành. Hắc Phong Nham sát khí nghiêm nghị, cách hơn 10 mét, bị 40 đạo đao khí bắn cho phải nằm sấp trên mặt đất, cửu hàn huyền thiết khải trên người cũng bị nghiền nát thành từng khối sắt vụn. Hắn miệng lớn thổ huyết. Nhưng không cách nào đứng lên được nữa. Phong Phi Vân, ngươi lăng nhục nữ nhân tà tông ta, ngươi sẽ trả một cái giá lớn thảm trọng,
sẽ trở thành công địch của toàn bộ Xâm La Điện Thập Điện. Thủ đoạn ngon độc của Tà Tông chúng ta không phải ngươi có thể tưởng tượng đâu. Mặc dù là những cao thủ đứng đầu một đời tuổi trẻ Vạn Tượng Tháp cũng không dám chính thức đắc tội Tà Tông, sợ gặp phải trả thù điên cuồng, bọn hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, huống chi là ngươi. Hắc Phong nham cắn một răng máu, vẫn không tin Phong Phi Vân dám làm loại chuyện tài đình này. Vậy ngươi trở về đi nói cho một ít điện hạ Tà Tông kia biết, nữ nhân này là bị Phong Phi Vân của Vạn Tượng Tháp chơi, bị buộc trên cây chơi đấy. Người tà, ta càng tà hơn, người ác, ta càng ác. Chuyện đệ tử Vạn Tượng Tháp khác không dám làm, Phong Phi Vân ta dám làm. Hắc hắc. Phong Phi Vân nhếch miệng cười cười, một tay kéo bay hung y màu trắng sữa của nàng, lộ ra bộ ngực nửa hình bát kia, hương diễm đến khiến cho người phún huyết. Hắn mãnh liệt ép chặt lấy Bạch Như Tuyết, tách ra đôi chân tuyết trắng, chen vào giữa hai chân nàng, lực lượng khổng lồ khiến nàng không cách nào phản kháng được. Thiếu text nguồn, mong độc giả thông cảm. Chơi rồi. Thiếu niên mặt đen vỗ lên đùi, rất là hào khí vượt mây nói. Hai chữ này vốn tục tằng đến không thể tục tằng hơn, nhưng giờ phút này lại có một loại ma lực thần kỳ, khiến người toàn thân chấn động, tinh thần phấn khởi. Thiếu niên mặt đen bưng chén lên cuồng uống một hớp, cười cười, lại nói. Mà để ta nói rõ cho các người biết, tình huống lúc đó là thế này, dáng người Bạch Như Tuyết tự nhiên là tuyệt diệu, lớn lên càng đẹp như tiên nữ, nhưng khi nàng nhìn thấy bảo bối của Phong Phi Vân thì lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, một đời Tà Tông yêu nữ, thiếu chút nữa đã bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ Phong Phi Vân lại là một cây kình thiên trụ? Có người lên tiếng kinh hô. Thông minh. Thiếu niên mặt đen dựng lên một ngón tay cái, tán thưởng nhìn hắn một cái, cười nói. Nhưng ngươi vẫn xem thường Phong Phi Vân rồi, đó há chỉ là một cây kình thiên trụ. Phải biết rằng Phong Phi Vân là ai? Đây chính là yêu ma chi tử, trong thân thể chảy xuôi theo một nửa yêu ma chi huyết, mà hắn cây bảo bối của hắn cũng chính là Cửu Long Bão Trụ trong truyền thuyết. Hắc hắc, sợ rồi chứ, các ngươi hiện giờ biết rõ Bạch Như Tuyết lúc ấy bị dọa đến thảm cỡ nào chưa? Đát đát, một đại hán mang quần lớn, mang theo phương thiên hỏa kích to như cái chén. Lộ ra lồng ngực đi tới, cười hắc hắc, nói. Phong Phi Vân trong một đời tuổi trẻ có thể xưng hùng, tu vị cường đại cỡ nào, người trốn ở một bên, hắn lại không biết. Đúng vậy, nghe đồn linh giác của Phong Phi Vân cực kỳ đáng sợ, người đã có thể nhìn rõ ràng Cửu Long Bão Trụ của hắn lại không phát hiện ra ngươi sao. Lại có người tỏ vẻ hoài nghi. Thiếu niên mặt đen trừng mắt nhìn đài hắn kia, hiển nhiên là đang trách hắn hủy đi đài của mình. Sắc mặt khẽ biến thành hơi nghiêm chỉnh nói. Các ngươi biết cái gì, tất cả tinh lực của Phong Phi Vân lúc ấy đều đặt ở trên người Bạch Như Tuyết, huống chi, chung quanh còn có mấy cao thủ Tà Tông cực kỳ cường đại nhìn chằm chằm, ta lại trốn ở nơi bí ẩn nhất, hắn tự nhiên không phát hiện được ta. Nghe xong lời này, một đám đệ tử Vạn Tượng Tháp sắc mặt đều thay đổi, tu vị của Bạch Như Tuyết cũng đã cực kỳ đáng sợ, lúc ấy lại có cao thủ Tà Tông ở bên, Phong Phi Vân chẳng lẽ địch nổi nhiều cường giả như vậy sao? Thiếu niên mặt đen thành công chuyển rời tầm mắt mọi người, khiến lực chú ý của mọi người đều chuyển đến trên người đám siêu cấp cường giả Tà Tông kia. Mấy tên siêu cấp cao thủ Tà Tông kia đến cùng là ai? Thiếu niên mặt đen lạnh lùng cười, nói. Nói ra, sợ là sẽ dọa chết các ngươi. Hoàng Đạo Nam, Hắc Phong Nham, Hồng Ma Phương. Hí! Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hung danh của mấy người này gần đây đều đã truyền khắp thiên hạ. Chuyên môn săn giết đệ tử Vạn Tượng Tháp, không biết có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt đều chết trong tay của bọn hắn. Ở trong thần cơ đại viên mãn, bọn họ đều là cường giả như vậy, khiến người nghe thấy mà sợ hãi. Mấy tên hung nhân này, trong tay mỗi người đều nhiễm đầy máu của hùng chủ một đời tuổi Thi A, đệ tử Vạn Tượng Tháp ở đây đều phải trốn xa bọn hắn. Chỉ tiếc bọn hắn quấy rầy chuyện tốt của Phong Phi Vân, Hoàng Đạo Nam bị Phong Phi Vân một cước giết chết, hài cốt không còn. Đầu Hắc Phong Nham cũng bị Phong Phi Vân băm xuống dưới, treo trên đỉnh cây. Chỉ có Hồng Ma Phương chạy đi như chó nhà có tang, hắc hắc, nếu hắn không chạy đi nhanh, chỉ sợ cũng không còn mạng rồi. Thiếu niên mặt đen thổ mạt hoành phi, tất cả lời hắn nói, ngoại trừ Cửu Long Bão Trụ ra đều thập phần ăn khớp với tình huống lúc ấy, khiến người hoài nghi, chẳng lẽ hắn lúc ấy thật sự ở đấy sao? Đại hán Trần Chuồng kia cũng lộ ra nghi ánh mắt mê hoặc, trầm tư một lát, nói. Hắc hắc, ta vẫn muốn nghe đoạn giữa Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết. Rất đúng, đây mới là trọng điểm.
Mọi người đã cực kỳ tin tưởng lời thiếu niên mặt đen kia, muốn nghe vào trọng điểm. Thiếu niên mặt đen ngửa đầu thở dài một tiếng, phiền muộn nói không nên lời, nói. Đó là một bức hình ảnh thê thảm, Phong Phi Vân ma tính bộc phát, tựa như thái cổ thần viên, giống như địa ngục cuồng long, cây cửu long bão trụ dưới thân tựa như một cây thần thương vô địch, đâm đến khiến Bạch Như Tuyết kêu cha gọi mẹ, kêu thảm thiết liên tục, huyết tuyền chảy nhỏ giọt. Phong Phi Vân bộc phát ra tiếng cuồng khiếu như dã thú, vò nát kiều hoa, xé rách cỏ non, hắn dậm chân, toàn bộ đại địa liền đều bị run rẩy, hắn ngẩng đầu thét dài một tiếng, bầu trời cũng ảm đạm thất sắc. Khí lực của hắn thật sự quá cường đại, thật giống như vô cùng vô tận, có thể hạ gục cả một đầu mẫu kỳ ngưu. Khục khục, gần đó chỉ là lời tượng trưng thôi. Tất cả mọi người lần nữa ngược lại hít một hơi hơi lạnh, phảng phất như đều sáp nhập vào không khí lúc đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.